môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 1136, vẫn thụ thừa. Hoa nho thật là đáng thương, hơn nữa còn là màu sắc xanh nhạt, làm cho người ta luôn luôn lờ đi sự tồn tại của nó, rất nhiều người đều cho rằng cây nho không cần nở hoa, liền kết quả. Nó vẫn vậy không có tiếng tăm gì, lá cây giống như bàn tay của người nam nhân, thập phần bí mật, tùy gió thổi qua, ôn ôn nhu nhu. Sẽ theo điểm hương hoa kia bay đi bay đi. Thế nhưng hoa nó kỳ vẫn rơi, luôn luôn biểu thị rượu nho sôi trào kết thúc. Toàn bộ thế giới lại muốn nghênh đón quả lớn buồn thiêu. Này sẽ là tân sinh một mặt. Chu ra, bác phúc đột nhiên cầm lên một cây châm ngắn lóe ra ánh sáng tinh nhuệ, dừng ở trước hai tròng mắt của mình, tinh tế liếc mắt nhìn. Lúc này mới hơi xoay người, ngưng sâu hai tròng mắt nghiêm túc nhìn về phía đường khả hinh đang hôn mê nằm dựa trên ghế, khuôn mặt của cô tái nhợt, đôi môi mím chặt khóe miệng vẫn như cô cắn chặt điểm một tơ máu đen, tay vô ý thức đặt ở một bên, hơi thở thoi thóp, mi tâm của ông căng thẳng, lập tức tay điểm châm ngắn, cúi người xuống, bắt đầu ở huyệt nhân chung cô bé này. Cốc đẳng huyệt vị, tiết tấu hữu lực mà thong thả châm xuống, mỗi châm tiếp theo, theo ra thịt lúc rút ra, liền nhìn về phía châm chiết bắn ra bạc quang mang, hai tròng mắt của ông lại không có bộc lộ quá nhiều tin tức, tiếp tục vì cô thi châm. Mấy người nhã tuệ cùng lâm sở nhai, Trần Mạn Hồng, Tô Lạc Hoành, nhao nhao khẩn trương đứng ở một bên nhìn về phía bác phúc thi trâm trang hạo nhiên càng thủ ở một bên rất sốt ruột cùng đau lòng nhìn về phía đường khả hinh đang hôn mê nhớ tới vừa ở trong vườn nho chính mình thành thục trích được rất nhiều xả hương nho lúc đang muốn đi về phía giàn nho cư nhiên nhìn thấy đường khả hinh giống như hoa rơi té xỉu ở ruộng bậc thang trên mặt đất tay nắm chắc một ít bùn đất nhổ ra than tâm nhìn thấy mà giật mình lúc này hồi tưởng lại trái tim đau như bị xé rách cùng hít thở không thông. Trang hạo nhiên nắm chặt nắm tay, đau lòng, hai tròng mắt lại mất trật tự lưu chuyển, nhìn về phía đường khả hình. Nghĩ đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người vốn đang rất tốt. Lâm bạch bạch lúc này, cũng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, tay cầm chặt thuốc mà bác Phúc vừa sai người đi lấy, hàm giang đánh canh cách, run run giận dữ đứng ở một bên. Hay chính là do mình vì thi châm cho đường khả hình sau đó cô ấy mới ngất đi, có phải hay không là bởi vì. Hai mắt của cô nhanh chóng lưu chuyển, ánh mắt mất trật tự, nhớ tới hôm nay chính mình vì cô ấy thi châm, hoàn toàn là bác phúc giao cho huyệt vị A. Chẳng lẽ mình có một điểm nhớ lầm, nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh của cô chảy xuống, sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám, cơ hồ muốn khóc. Bác Phúc không nói gì, tiếp tục tay cầm châm ngắn, vì đường khả hinh mà thi châm các huyệt vị, thời gian từng chút từng chút trôi qua, ông rốt cuộc lại nhắc lên một châm ngắn cuối cùng, dừng trên không trung, tùy ý để nó chiết xạ ra ngân quang, lúc này mới chậm rãi nắm châm, ở huyệt vị thừa khóc của cô, nhẹ nhàng xoay tròn hạ châm, đợi một chút thời gian, lại ám kình đem châm thông qua. Thân thể cô gái này, sau khi thi châm, dường như cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn, nằm ngửa ở ghế, lồng ngực rốt cuộc trầm xuyễn mấy phần khí tức, mặt từ từ hồng hào lên, đôi môi đỏ mọng hé mở, hai mắt liếm từ từ di động, lông mi nhẹ chấp. Audio điện tử võ tấn bền mọi người thấy sắc mặt của đường khả hình từ từ chuyển biến tốt, cũng không khỏi thở hổn hển một hơi. Trang hạo nhiên lại không dám buông lơi, tức khắc ngồi ở bên cạnh đường khả hình, đau lòng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, phủ phía dưới, vẫn như cũ tinh tế nhìn chặt gương mặt hỗn loạn của cô, khẩn trương cùng cấp thiết gọi, khả hình. Đường khả hình vẫn như cũ đóng chặt hai tròng mắt, trên mặt bộc lộ đau đớn khó chịu, nghe thấy lời hô hoán thâm tình này, thân thể chợt cảm thấy hoảng thần nghiêm trọng, cảm giác nặng trích, trời đất quay cuồng, xoay chuyển cô từng đợt mê man, tình không khỏi, hơi di động mắt liếm, hai tròng mắt nhẹ nhàng mở ra, lóe ra một điểm dư quang. Một đoàn ánh sáng màu trắng, giống như ánh sáng trên thiên đường, vẫn như trước trong thế giới mê man che phủ ở trước mắt mình. Hai tròng mắt của đường khả hình di động có chút yêu thương đau đớn, cảm giác đoàn trắng xóa kia muốn cắn nuốt chính mình, hai tròng mắt thất lạc của cô vô ý thức lại nhắm lại, nặng nề nuốt một chút máu khô cạn nơi cổ họng, mới thong thả mở hai tròng mắt. Tại thời khắc này, cảm giác đoàn trắng xóa trước mắt, cư nhiên chậm rãi giống như sương mù sáng sớm theo lúc đó lưu chuyển, thần bí tan đi, hiện ra ở trước mặt mình, là một điểm, lại nhiều một chút thế giới màu sắc, cùng một chút hình dáng khuôn mặt quen thuộc, trong lòng của cô khẽ động, tức khắc lông mi nhẹ nhếch lên thật dài, hơi hiển mấy phần kích động nhìn về phía người trước mặt. Trang hạo nhiên cũng khẩn trương cúi mặt, đau lòng nhìn về phía đường khả hình, lo lắng thân thể của cô có phải hay không đã xảy ra chuyện gì đường khả hình lại chừng lớn hai tròng mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nhìn về phía thân ảnh mơ hồ trước mặt trái tim bang bang nhảy cảm thấy không có khả năng lại không thể chờ đợi được sốt cuộc sốt cuộc đoàn xương mù dày đặc kia rốt cuộc triệt triệt để để từ từ tan đi tất cả thế giới ở một trận ánh sáng chiết xạ xuống cường liệt trong nháy mắt rõ ràng một đôi mắt thâm tình của người đàn ông nhanh chóng đối diện với đôi mắt của mình hai tròng mắt của cô lại nháy mãnh liệt vô ý thức muốn xem nam tử trước mặt Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng, cấp thiết nhìn về phía chính mình, cổ áo hơi mở rộng, hơi lộ ra lồng ngực màu đồng kiên cố, khuôn mặt anh vẫn hoàn mỹ như điêu khắc, mang theo cảm giác thần bí của người đàn ông phương đông, hai tròng mắt mị lực lộ ra thâm tình mà cấp thiết, sống mũi kiên cố giống như thành trì, thập phần mê người, môi mỏng khêu gợi mở ra, trầm thở dốc. Cha đã nói, muốn bao nhiêu thương hải tang điền, bao nhiêu vận mệnh chi thần, bao nhiêu thời gian, ngài mới có thể điêu khắc tượng một nam tử như vậy. Cha từng nói, bất luận kẻ nào cũng không thể quá ích kỷ để có toàn bộ nam nhân này. Cô gái này, hai tròng mắt ôn nhu di động, nhìn thật sâu về phía nam tử trước mặt, anh đau lòng mà thâm tình nhìn về phía cô, cả người thật sâu tỏa ra một tình yêu mãnh liệt, trong lòng của cô tê dần, ánh lệ run rẩy hiện lên. Khả Hinh, em không sao chứ? Trang Hạo Nhiên cảm giác mặt của cô vẫn tiểu tụy như cũ, liền vươn tay, nhẹ giữ lấy mặt của cô, đau lòng hỏi, có chỗ nào không thoải mái hay không? em vừa như vậy thật là làm anh sợ muốn chết. Đường khả hình mặt cũng có quắp cảm động cùng đau lòng, tùy ý để nước mắt chảy xuống, hai tròng mắt lại vẫn như cũ run rẩy có điểm ôn nhu cùng thâm tình, nhìn thật sâu thật sâu về phía khuôn mặt thâm tình của Trang Hạo Nhiên, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, trong nháy mắt, cảm thấy hạnh phúc như lướt qua trước mặt, cô liền như vậy nhìn nhìn, nước mắt lại chảy xuống dưới. Suốt cuộc thanh âm mới khàn khàn, lại lộ ra vô hạn tình ý nói, không có việc gì trang hạo nhiên lúc này mới nặng nề thở một cái vô ý thức cùng đối diện với ánh mắt của cô mới mỉm cười nói không có việc gì là được rồi thân thể có còn nôn mửa hay không cảm giác như thế nào đường khả hinh vẫn như cũ hai tròng mắt ôn nhu nhìn thật sâu về phía trang hạo nhiên nước mắt chảy xuống lắc lắc đầu vậy thì tốt bác phúc đã hầm thuốc cho em anh giúp em uống trang hạo nhiên lại yên tâm cười tức khắc xoay người nhìn về phía lâm bạch bạch sắc mặt hơi ngưng lại, hai mắt lộ ra một điểm không thể nhìn ra tin tức. Đường khả hình liền như vậy ôn ôn nhu nhu, rất quyến luyến nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, trong lòng lại tê dần, nước mắt trận trận chảy xuống. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, kích động trầm xuyến lồng ngực, cúi mặt xuống, nóng mắt nhìn về phía cô gái trước mặt, giống như bắt giữ linh hồn vậy, thật sâu nhìn về phía hai mắt của cô. Đường khả hình hai tròng mắt tràn đầy lệ, tức khắc đau lòng, nhẹ nháy mắt, chỉ là cấp thiết nhìn thật sâu về phía hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên, mặt cuối cùng bộc lộ một điểm thâm tình tươi cười. "Khả Hinh, em." Trang Hạo Nhiên trái tim bỗng nhiên bị một kích, như vậy kích động cùng không thể tưởng tượng nhìn về phía cô gái trước mặt, hai tròng mắt Ôn Nhu tư duy lộ ra quá nhiều có thể coi thấy, thậm chí nhìn kỹ lộ ra Ôn Nhu chính mình rất quen thuộc. Mặt anh lập tức khác có mấy phần vui sướng vẫn như cũ không thể tưởng tượng, hơi cao giọng nói "Em, em có thể nhìn thấy, đúng không? Phải không?" Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chỉ có Bác Phúc, một mình một người, sâu ngưng biểu tình, nhìn về phía Đường Khả Hinh đã lâu, mới rốt cuộc tươi cười. Đường Khả Hinh cũng kìm lòng không được lộ ra thâm tình kích động tươi cười, nhìn về phía nam tử trước mặt. "Em trả lời anh, em có phải hay không có thể nhìn thấy, đúng không?" Trang Hạo Nhiên lại vươn tay, hơi dùng lực nắm bờ gầy vai của cô gái này, hai tròng mắt không khỏi rưng dưng, dưng nghẹn ngào hỏi, mau nói cho anh biết. Em có phải hay không có thể nhìn thấy? Đường khả hình đột nhiên một trận co quắp khóc, đôi mắt ôn nhu đầy lệ cùng thâm tình, nhìn về phía nam tử trước mặt, cuối cùng hé miệng khóc kêu lên, hảo nhiên. Mấy ngày không gặp, anh tiều tùy. Lời này vừa nói ra, thân thể trang hạo nhiên, chấn động mạnh một cái. Không thể tưởng ra nhìn về phía cô gái trước mặt. Xin lỗi, ngày trước khi chưa yêu đến bây giờ yêu nhau. Anh như trước vẫn thừa nhận em nhìn không thấy khổ cho anh. Xin lỗi, Đường Khả Hinh một trận co quắp đau lòng khóc thành tiếng, ngẩng đầu, cuối cùng lại lần nữa thâm tình nhìn về phía nam tử trước mặt, cho anh một điểm ánh mắt khát vọng đã lâu ôn nhu cùng thâm tình. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lại lóe lên lệ quang, nhìn về phía cô gái trước mặt. Chương 1137, bảo vệ lẫn nhau. Thật là tốt quá. Mọi người nhìn thấy Đường Khả Hinh khôi phục ý thức, đều nhao nhao vui mừng nhảy nhót đầy hứng khởi trang hạo nhiên lại vẫn không thể tin nuôi vươn hai tay nâng mặt cô gái này kích động nhìn về phía cô hai trong mắt đẫm lệ tràn đầy thâm tình mật ý thậm chí lúc nhìn đối phương hai mắt cô còn lộ ra cái nhìn lưu luyến ăn ý lúc này anh mới cảm giác được vài phần chân thực nhưng vẫn vẻ mặt căng thẳng khẩn trương hỏi lại một lần em xác định là nhìn thấy đúng không Đường khả hinh nghe nói đến đây đột nhiên run run đẫm lệ tươi cười nhìn về phía dáng vẻ kiềm nén kích động của người đàn ông trước mặt cô lại lần nữa khẳng định chắc chắn gật gật đầu ôn nhu đau lòng nói đúng vậy em có thể thấy anh em cực kỳ thấy rõ anh vị hôn phu của em anh mặc áo sơ mi trắng vẫn luôn đẹp trai như vậy trang hạo nhiên nghe lời này trên mặt rốt cuộc run run vài phần cảm ơn cùng kích động thật sâu rừng ở cô gái trước mặt kiềm chế tâm tình đã lâu rốt cuộc mới bộc lộ ra nói không rõ được sự xúc động lúc này là loại tư vị gì trên thế gian, chỉ là toàn bộ cảm xúc chân thực nhất, dường như mạnh mẽ sông thẳng về phía mình, anh thiếu chút nữa bị tâm tình vui sướng cuộn trào của giờ khác này bao phủ. Anh trong nháy mắt đem cô ôm vào lòng, đôi mắt hiện lên vài phần đau lòng, lại dương mặt cười rộ lên, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào khàn khàn nói, "Trời ạ. À, em biết không, một khắc khi em mù, anh tình nguyện anh cũng ngủ có lẽ như vậy, anh mới có thể biết em rốt cuộc đã trải qua cái gì ví dụ như cảm giác do dự khi không thấy gì, hoặc là sự cô đơn tích mịch khi không thấy. Chỉ cần anh nhớ tới, hai mắt em mù, lại phải một thân một mình tham gia thi đấu, trái tim anh liền đau đến nói không nên lời. Phải kiên cường như thế nào, mới có thể một thân một mình, cắn chặt giang mà đối mặt với tất cả. Tim đường khả hình đau xót, nước mắt lăn dài. Trang hạo nhiên lại cúi người, hai tay kích động nâng khuôn mặt ủy khuất cùng đẫm lệ kia của cô lên, lại vui mừng khôn xiết, người nói, Khả Hinh. Loại cảm giác mất mà lại có này, thật là quá quý giá. Tương lai, anh sẽ quý trọng và gìn giữ hơn nữa từng giây từng phút có thể cùng em nhìn nhau. Cảm ơn em, vị hôn thê của anh, cảm ơn em đã cắn răng kiên trì đi đến ngày hôm nay. Đường Khả Hinh nghe lời này, cũng không khỏi mỉm cười, nhưng nước mắt lại ào ào lăn xuống, dựa sát vào lồng ngực người Đan Phong này, phát hiện tất cả những đau khổ mà trước đây phải chịu đựng đều là đáng giá, đều là hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên dường như nghe được ngôn ngữ trong lòng cô, hai tròng mắt lại tràn đầy đau lòng, đem cô gái trước mặt ôm chặt hơn vào lòng. Khả Hinh, Nhã Tuệ lúc này cũng kích động đi lên phía trước, vừa khóc lại cười nhìn về phía cặp mắt to nhanh nhạy của cô bé này, Lưu chuyển đã có thần hơn, liền cười rộ lên nói em mau nói cho chị biết. Hiện tại mắt nhìn thấy, còn có cái gì khác không thoải mái? Hay đau nhức, hay không khỏe? Nhã Tuệ vẫn rất cẩn thận. Trang Hạo Nhiên nghe cũng vội vàng cúi xuống, cưng chiều nhìn về phía cô, cũng đau lòng hỏi, đúng. Vừa mở mắt ra, khẳng định có chút không thoải mái. Mau nói cho anh biết, có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không? Đúng vậy, khả hình, thừa dịp bác Phúc ở đây, mau nói hai mắt của mình, còn có chỗ nào không thoải mái? Tiêu đồng cũng liền vội vàng ngồi xích lên, nhìn về phía đường khả hình, vui vẻ cười hỏi. Đường khả hình tựa vào lòng trang hạo nhiên, hơi lưu chuyển hai tròng mắt ôn nhu, nhìn về phía lâm sở nhai tô lạc hoành nhao nhao đứng cách đó không xa tiêu đồng cùng nhã tuệ vui sướng tươi cười ngay trước mắt mọi thứ xung quanh cũng thập phần rõ ràng thậm chí nhìn thấy ngoài sân chu ra, trồng vài gốc cây long nhãn cô liền khẽ cười vẫn rung động cùng sôi trào nói hoàn hảo có thể thấy mọi thứ nhưng mà mắt vẫn có chút đau để ta xem bác phúc để mọi người hơi cách ra đích thân ông lại đi lên phía trước vươn tay nhẹ đặt dưới mí mắt đường khả hình quan sát đôi đồng tử đấm lệ của cô, liền buông ra, lại đưa tay nắm cổ tay cô lên, ngưng thần nín thở bắt đầu bắt mạch. Mọi người cũng theo ông bình thần tĩnh khí, yên lặng lại, khẩn trương nhìn. Bác Phúc bắt mạch xong, mới gật gật đầu, nói, mắt khôi phục được không tệ, đều là nhờ bạch bạch châm cứu tốt, nỗ lực hai lần của người này, sớm kích thích máu độc nghịch lưu. Nếu không, theo ta dự đoán, hai mắt khôi phục thị lực, ít nhất phải đến ngày mai trang hạo nhiên cùng đường khả hình nghe lời này đều thật sâu ngọt ngào nhìn về phía đối phương hù chết chị đây rồi lâm bạch bạch lại vào lúc này bưng chén thuốc kia cơ hồ muốn khóc ngã ngồi dưới đất mọi người một trận ồ cười rộ lên thế nhưng bác phúc lại vào lúc này dưới sự vui mừng của mọi người mặt vẫn hiện ra một chút nghiêm túc nhìn về phía đường khả hình nhắc nhở cô nói cặp mắt của cô mặc dù đã khôi phục thị lực thế nhưng vì lúc đó độc dược phát tác nghiêm trọng cô không kịp trị liệu rất có thể trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện tình huống mù màu, điểm này cô phải chú ý. Mù màu, đường khả hình nghe lời này, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu, nhìn về phía ông khẩn trương nói ý của ngài là. Cháu bây giờ nhìn thấy màu sắc xó với trước đây có chút sai lệch sao? Trang hạo nhiên cũng mọi người nghe lời này, cũng có chút khẩn trương nhìn về phía bác Phúc. Bác Phúc thật sâu nhìn về phía đường khả hình, thập phần khẳng định gật gật đầu, nói, đúng vậy hơn nữa lúc nào có thể khôi phục, còn phụ thuộc vào thời gian tôi châm cứu sắp tới. Ngắn thì có thể một ngày, lâu là mấy tháng, cho đến mấy năm cũng không chừng. Vậy, đường khả hình trong nháy mắt nhớ tới chính mình sắp sửa tham gia thi đấu, trong lòng cô bỗng lạnh lẽo, lập tức nói không nên lời. Nhã tuệ bọn họ lúc này, cũng hơi khẩn trương nói, vòng thứ nhất là thi lý luận mà đợt thi đấu thứ hai, mới là chân chính bộc lộ bản lĩnh rượu nho của địa phương. Lúc đó, nếu như mắt nhìn không rõ, sao có thể miêu tả rượu nho cho tốt được? Hơn nữa rượu nho thiếu một chút màu sắc, liền là tuyệt đối không giống nhau. Trang Hạo Nhiên hai chồng mắt nheo lại, cũng nghĩ đến chuyện này. Lãnh Mặc Hàn đứng ở trong đám người, cũng nghĩ vấn đề này, liền đưa ra ý kiến của mình, nói: "Hiện tại khi nào khả hình xuất hiện tình trạng mù màu, chúng ta vẫn không biết. Sáng nay, tôi còn tới nơi hôm qua cùng Tô Lạc Hoành dừng xe, theo lời cậu ta nói, chuyển một dương rượu nho qua đây bên trong có đủ loại rượu nho chúng ta có thể kiểm tra hiện trường lại nghĩ đối sách trang hạo nhiên nghe lời này liền cũng thật sâu gật gật đầu nói đây cũng có thể xem là một cách anh kiệt cậu tức khắc lên xe mặc hàn lấy rượu nho còn có ly chén lấy hết ra được tàu anh kiệt tức khắc bước nhanh quay người đi ra lúc này chủ trường dũng mới cười đi tới nhìn trang hạo nhiên nói tổng giám đốc trang thảo nào hôm qua uống xong và ngọc cả sảnh đường đã hạ bàn. Thì ra vị đường tiểu thư này, chính là gia nhân của ngài. Trang hạo nhiên nghe lời này, tức khắc đỡ đường khả hình dậy, nhìn về phía chu trường dũng cảm kích cười nói, chu tiên sinh. Lần này thật hiếm có được ngài khoản đãi, nếu như không phải ngài đề cử bác phúc chữa bệnh cho vị hôn thê của tôi, e rằng cô ấy không có cách nào khôi phục được nhanh như vậy. Ai, nói lời này, chúng ta đều đã uống rượu, chính là người trong nhà, Chu Trường Dũng dương tay tiêu sái cười nói, cô gái này, tôi nhìn một thân linh khí, trong lòng còn nghĩ, đôi mắt nhìn không thấy thật rất đáng tiếc a. À. Đường Khả Hinh lúc này, cũng kích động ngẩng đầu, lần đầu nhìn thấy Chu Trường Dũng, không nghĩ đến cha Tiểu Nhu, lại là một người khí thế như vậy, mặt tuy hơi tục tằn, thế nhưng có thể cảm nhận được một thân ngũ khí, vẫn khiến cho người ta tôn kính, liền cũng ôn nhu nhìn về phía Chu Trường Dũng, chân thành nói, Chu Tiên Sinh, thật là cảm ơn ngài. Đừng khách khí, đừng khách khí các người là bạn bè của tiểu nhu cũng là bạn của tôi ha 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 chu trường dũng lại hào sảng cười to lên tiểu nhu đứng ở một bên nghe cha nói đến đây chính cô cũng đồng ý cười vui vẻ vừa mới nhìn thấy đường khả hình khôi phục thị lực chính mình cũng kích động đến rơi lệ lại bởi vì nhiều phó tổng cùng tổng giám đốc ở đây cô cũng không tiện mở miệng nói chuyện chỉ là cảm giác nước mắt kia vẫn còn trên mặt mình cô vội vàng cúi đầu muốn vươn tay lao đi một chiếc khăn tay màu trắng dừng ở trước mắt. Tiểu Nhu hơi giật mình, mở to đôi mắt đẫm lệ quay đầu, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đang giơ khăn tay đứng trước mặt của mình, thật sâu nhìn về phía mình, trong lòng cô khẽ động, mặt ửng đỏ, nhưng vẫn khẽ cắn môi dưới do dự một hồi. Lãnh Mặc Hàn giơ khăn tay, tiếp tục thật sâu ngưng hai tròng mắt nhìn về phía cô. Hai tròng mắt Tiểu Nhu hơi lưu chuyển, sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn vươn tay lau nước mắt trên mặt, lại hít hít cái mũi đỏ bừng liền trầm mặc hơi xoay người. Lãnh mặc hàn cầm khăn tay, dừng trên không trung, hai tròng mắt chợt lóe hơi bộc lộ vài phần mất mát nhìn cô. Tào Anh Kiệt lúc này, nhanh chóng đi tới bên cạnh xe thể thao của lãnh mặc hàn, sau khi mở ra thùng xe, chuẩn xác nhìn thấy thùng rượu nho, liền cười ôm lấy đi vào trong, ai ngờ lúc ôm đi ra, không có lưu ý một phần văn kiện, bị thùng rượu ép dính vào thùng, theo Tào Anh Kiệt ôm ra ngoài, hợp đồng kia cứ như vậy rơi vào trước sân chu ra. Có một nhân viên lúc này, theo sau nhặt lên, liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đưa vào, gọi Chu ra. Bên ngoài có thứ gì đó rất ra. "Hả, xem xem." Chu Trường Dũng cười tiếp nhận văn kiện kia, mở ra, hơi liếc mắt nhìn, trên mặt ngẩn ra, cuối cùng ông nhìn thấy hợp đồng viết tên là Lãnh Mặc Hàn, ông hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. "Chương 1138 cho ai?" Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Lúc này Trang Hạo Nhiên thông qua ánh mắt của Tô Lạc Hoành mới biết được Chu Trường Dũng đang cầm tập văn kiện kia, Lãnh Mặc Hàn vì việc buôn bán ruộng đất nên đã phân tích các vấn đề về đầu tư, thậm chí phía dưới còn ghi cả phương hướng phát triển trong tương lai để giúp tập đoàn Hoàn Cầu đạt được ý nguyện mãnh liệt của mình. Hai mắt của anh chợt lóe lên, lập tức cảm thấy sự việc này thật phiền phức. Dù sao, hôm qua Chu Trường Dũng cũng đã tiếp đón nhiệt tình, chưa từng nghĩ tới, lần này bọn họ tới đây là có mục đích. Lãnh Mạc Hàn là người khẩn trương nhất, đứng ở một bên, bàn tay nắm chặt, không nói câu nào. Hôm qua Chu Trường Dũng đã nói với mình như vậy, lời nói vẫn còn đây, vậy mà bây giờ làm như vậy, sẽ khiến cho người ta hiểu lầm và thất vọng, nghĩ vậy anh lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng im lặng không nói câu nào, chỉ là trương ra bộ mặt lạnh nhạt và không quan tâm, hít thật sâu, rồi cẩn thận xem thật kỹ bản hợp đồng, cả người toát ra vẻ không vui cùng nghi hoặc, còn có mấy phần thất vọng. Mấy người Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt vô cùng khẩn trương nhìn về phía mấy cô gái Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng, nhưng nhìn thấy cảnh này các anh thực sự thấy kỳ lạ, tại sao đường khả hình càng khi ở gần trang hạo nhiên thì nhìn sắc mặt cô lại càng trầm lãnh, cô đúng là kỳ quái. Một cô gái ngốc nghếch, ngây thơ và đơn thuần như tiểu nhu thì khi nhìn về phía người ba ít khi để lộ ra vẻ nghiêm túc thì chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ, từ từ đi tới gần ông, nhẹ nhàng ôn nhu hỏi, ba. Ba sao vậy? Lãnh mặc hàn chợt nhìn lên, liếc qua Tiểu Nhu một cái, rồi lại cắn răng, thở dài. Chu Trường Dũng vẫn không lên tiếng, tiếp tục xem văn kiện. Tiểu Nhu nhìn ba mình như vậy, cũng liền nghi ngờ tới gần ông hơn, nhìn về phía tập văn kiện, mở to mắt khi nhìn thấy những dòng chữ trên tập văn kiện ấy, nó có liên quan tới hợp đồng mua bán ruộng đất với tập đoàn Hoàn Cầu, ánh mắt của cô chợt bừng sáng, mang theo một điểm không thể tưởng tượng được, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhu đang kinh ngạc, anh vội muốn lên giải thích. Phó tổng giám đốc Lãnh, lúc này Chu Trường Dũng tay cầm văn kiện, đang vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, giọng cao và thô gọi, "Phần văn kiện này là do cậu đề ra." Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên mà bao nhiêu lời muốn nói đều bay biến hết rồi. Hai mắt Chu Trường Dũng nheo lại, nghiêm túc nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn cắn chặt răng, hai con mắt nhanh chóng nhìn sang hai bên nhưng vẫn thẳng thắn gật đầu nói phải thật là tô lạc hoành đột nhiên xông lên phía trước nhìn về phía chu trường dũng giọng nói vô cùng phẫn nộ trái tim anh đang đập rất nhanh nhưng vẫn kìm nén lại được cười nói chú chú chu chú đừng hiểu lầm phần này văn kiện là do cháu làm hôm qua cậu ấy vẫn còn bị thương phải ở bệnh viện là 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 cháu làm giúp cậu ấy chu trường dũng lại nghiêng mặt đôi mắt sâu nhìn về phía lãnh mặc hàn trên mặt Tiểu Nhu cũng mang theo vài phần không thể tin được, hai con mắt run rẩy thoáng qua một tia đau lòng cùng hoang mang, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn thoáng cái vươn tay ra, hơi đẩy Tô Lạc Hoành, thành thật nói, "Chú Chu, tập văn kiện này đúng là do cháu làm, cháu cũng đã rất cực khổ để nghĩ ra từng từ một." Chu Trường Dũng vẫn vô cùng nghiêm túc, trầm mặc nhìn về phía anh, nói, "Hôm qua, chúng ta đã trò chuyện rất tốt." lãnh mặc hàn nắm chặt nắm tay không nói câu nào lúc này trang hạo nhiên mới nhìn bộ dạng của cả hai người liền lập tức tươi cười đi về phía chu trường dũng nói chú chu xin ngài hãy nghe cháu giải thích đã có một chút hiểu lầm ở đây hiểu lầm ngay lúc này chu trường dũng đắp để lộ ra vẻ nghiêm túc tươi cười nhìn về phía trang hạo nhiên nói cậu không phải cũng muốn mảnh đất này của tôi sao trang hạo nhiên hơi giật mình nhìn về phía chu trường dũng Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, nhất thời nói không nên lời. Chu Trường Dũng cũng nhìn thật kỹ Trang Hạo Nhiên, hai con mắt thâm thúy đảo qua đảo lại nhanh chóng, lại nói một cách yếu ớt, "Nam tử Hán đại trưởng phu, nếu muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo phức tạp như thế, cứ như vậy để tôi biết được một số chuyện, sẽ không tốt đâu." Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, chợt cảm thấy nhói lòng, lập tức nhìn về phía mấy người đàn ông trong phòng và suy nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra ách trang hạo nhiên cũng có vẻ khẩn trương hơn nhìn về phía chu trường dũng lại lần nữa cười nói chú chu chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm hôm qua chúng ta đúng là đã uống rượu rất vui vẻ hạo nhiên cháu xin bảo đảm từng câu từng chữ cháu nói ra đều không phải là nói dối vị hôn thê của cháu có thể bình phục lại cũng là do nhờ chú giới thiệu cho bác phúc tốt như vậy chúng cháu thật sự vô cùng cảm ơn cũng thành tâm thành ý tới đây nhưng không nghĩ tới khi cấp dưới của cháu qua đây trước mới biết được là chú vẫn muốn tìm thêm công ty để hợp tác chuyện này thực sự là nằm ngoài dự tính bởi vậy chúng cháu đã đánh giá thấp chú rồi càng không nghĩ tới chú lại phụ trách một người tài năng như vậy đối với vật chất cùng tiền tài đúng là chúng cháu nghĩ đến quá tầm thường cháu ở đây thay mặt cấp dưới của mình xin lỗi chú thế nhưng dù thế nào đi nữa dù chuyện làm ăn không thành thì mong chú chu không nên suy nghĩ nhiều hôm qua kia vàng ngọc cả sảnh đường đúng là do chúng cháu muốn được uống chung với chú Chu vài chén. Đúng vậy, đúng vậy, Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai cũng vội vàng giải thích. Lãnh Mạc Hàn đứng ở một bên, vô cùng căng thẳng, im lặng không nói. Hai mắt Chu Trường Dũng trực tiếp nhìn về phía anh, chậm rãi mở miệng, nói, đúng vậy. Là do tôi hiểu lầm, hơn nữa còn là hiểu lầm lớn. Lãnh Mạc Hàn cảm giác những lời này là Chu Trường Dũng dành cho mình, anh thoáng cái ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trường Dũng. Lúc này Chu Trường Dũng gạt bỏ hết vẻ nghiêm túc của mình đi, tươi cười cầm văn kiện, nói với Lãnh Mặc Hàn, Phó Tổng Giám Đốc Lãnh. Cậu học toán rất tốt. Lồng ngực Lãnh Mặc Hàn bỗng dưng như bị cái gì đè nặng, lập tức nhìn về phía Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng lại cầm lấy văn kiện, nở nụ cười, lật xem từng trang văn kiện, hai chồng mắt thoáng qua một tia lợi hại, cười rộ lên nói, tuy rằng tôi không nhìn xa trông rộng, toán học cũng không giỏi, nhưng phần văn kiện về ruộng đất của tôi đã được các cậu phân tích như vậy, hơn nữa còn hạch toán được trong tương lai rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền, cũng coi như khá rõ ràng. Người xưa đã từng nói, nhìn chữ như nhìn người, thông qua tập văn kiện này tôi thấy được Phó tổng giám đốc Lãnh là một người rất cẩn thận, nhìn xa trông rộng và quyết đoán. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, nhìn về phía Chu Trường Dũng. Tô Lạc Hoành nhìn mọi người, tâm vô cùng lo lắng, trang hạo nhiên lại nặng nề thở dốc. Kinh hỉ nhìn về phía Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng lại tay cầm phần văn kiện, cuộn lại, trên mặt hiện lên một điểm tiếc núi tươi cười, tay kia thì gõ gõ, nhìn Trang hạo nhiên, mang theo vài phần hâm mộ nói Tổng Giám Đốc Trang. Khó trách được sao cậu lại có một khối tài sản khổng lồ như vậy. Chúng ta đều rất ngưỡng mộ cậu, nhìn cậu có nhiều cấp dưới như vậy, mỗi người đều chung gan nghĩa đảm, có năng lực, cũng quả thật có chút đấu kỵ. Suy nghĩ một chút vị Phó Tổng Giám Đốc lãnh này. Chỉ nhìn một cách đơn giản đã biết không phải là người dễ phục tùng. Nếu như cậu không phải là một đế vương, thì có lẽ cậu ấy sẽ không như vậy đâu. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lại cười rộ lên, nói: "Chu tiên sinh, chú đừng khách khí như vậy, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng coi họ là thuộc hạ. Bọn họ với tôi giống như là anh em vậy, tôi cũng biết, nước cạn không giữ được du long, tương lai bọn họ vẫn chưa biết được có hay không muốn rời bỏ tôi đi." tôi lúc này quý trọng họ được bao nhiêu thì quý trọng. Dù sao trên đời này cũng khó có thể kiếm được chi kỷ. Mấy người Tô Lạc Hoành nghe thấy lời này đều nhao nhao không lên tiếng. Ha 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 ha, Chu Trường Dũng lại hào sảng cười to lên, nắm phần văn kiện kia, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại nở nụ cười, nói, sinh thời Chu Trường Dũng tôi có thể gặp được những người như Tổng Giám Đốc Trang thật là may mắn. Ôi, thật là đáng tiếc, tôi đúng là hiểu lầm, tôi hiểu lầm rất lớn nhưng mặc dù hiểu lầm, thế nhưng tôi vẫn như cũ khâm phục năng lực của Phó Tổng Giám Đốc Lãnh. Mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng, dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của tiểu nhu nhà tôi, hy vọng trong tương lai cậu sẽ còn tới nhà chúng tôi nữa. Lãnh Mạc Hàn nghe thấy lời này, lập tức hai tròng mắt sáng lên, nhìn về phía Chu Trường Dũng. Tiểu nhu cũng có mấy phần ôn nhu xấu hổ, cúi đầu. Chu Trường Dũng không nhìn nữa lãnh mặc Hàn nữa mà nhiệt liệt nhìn về phía tất cả mọi người, tay gõ văn kiệt nói tôi chu trường dũng mặc dù là nông dân nhưng tuyệt đối không cổ hủ có tiền cũng không phải nói không kiếm hơn nữa khắp trong thiên hạ thậm chí bao gồm toàn bộ châu á đều có chỗ của tôi mảnh đất này chỉ là một vườn nho mấy chục hecta ta cũng không để vào mắt đáng tiếc đây lại là quà mà ông của tiểu nhu để lại cho nó làm đồ cưới lời của ông vừa nói xong hai chồng mắt lợi hại chợt lé lên mấy người tô lạc hoành toàn bộ chỉ ngây ngốc nghe Chu Trường Dũng nhìn thấy vẻ mặt này của bọn họ, lại cười rộ, mắt dừng ở trên người Trang Hạo Nhiên, nói: "Tổng giám đốc Trang." Cũng không phải Trường Dũng không cho cậu mặt mũi, dù sao chúng ta cũng có thể làm bạn tốt, đây là chuyện của tam sinh hữu hạnh. Cậu có việc yêu cầu với tôi, nói rốt cuộc, lẽ ra tôi cũng không nên muốn giữ lại một phần, liền tặng cho bằng hữu. Thế nhưng mảnh đất này, đúng là quà cưới của con gái tôi, tôi đã ở trước mặt cha mình mà thề độc. Những thứ khác tôi cũng có thể cho cậu nhưng chỉ có đồ của con gái tôi tuyệt đối không thể động tới muốn thay đổi chuyện này chỉ có một người thôi trang hạo nhiên nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía chu trường dũng hai chồng mắt cũng bộc lộ mấy phần nhiệt liệt nói chú chu xin mời chú nói chu trường dũng đầu tiên là dừng lại một chút lại nhìn mấy người tô lạc hoành từng chữ từng chữ nói tôi chu trường dũng có tiền có rất nhiều tiền cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu con rể chỉ cần ai làm con rể của chu gia mảnh đất kia chính là của hắn phó tổng giám đốc lãnh tôi đã hiểu lầm cậu không nghĩ đến cậu và tiểu nhu của tôi không có duyên phận thế nhưng từ lúc các cậu tới đây con bé trở nên rất lạ còn có thể xấu hổ tôi không biết rõ nó thích người ai nhưng trong các cậu ai muốn ý cưới con tôi tôi liền đem mảnh đất kia cho mặc người đó xử trí tiểu nhu vừa rồi còn mơ hồ nghe ba nói đến cuối cùng cô kinh ngạc ngẩng đầu Nhìn về phía ba mình, Khẩn Trương kêu lên, "Ba." "Chương 1139, thuốc trợ tim." "Cha, cha không nên như vậy." Tiểu Nhu Khẩn Trương muốn tới gần cha, vươn tay muốn cướp bản hợp đồng, vội vội vàng vàng nói, "Nếu như mảnh đất kia là của con thì hãy để con sẽ tự quyết định đi mà." Chu Trường Dũng lập tức thu hồi lại bản hợp đồng, mặt trầm lại nhìn về phía con gái nói, "Đây không phải là thời điểm thích hợp để con tự quyết định, chờ một lúc nữa rồi con sẽ có cơ hội đó." lời nói của ông đầy hàm ý. Cha, làm sao có thể như vậy? Tiêu Nhu lo lắng dậm chân nhìn về phía cha, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn cha khẩn trương nói. Con bây giờ vẫn còn nhỏ, chưa muốn kết hôn, huống chi không có ai thích con cả nên cha đừng hiểu lầm, hơn nữa con nói với mẹ rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Phượng Kiều nghe tiếng con gái khẩn cấp, sốt ruột gần như sắp khóc, bà vội vàng vứt khăn tay đi vào phòng khách. Vừa rồi bà thấy mọi thứ còn tốt đẹp, thế nào mà bây giờ tất cả mọi người đều mang điệu bộ kỳ quặc, còn cô con gái dáng vẻ thì như phát điên muốn cướp văn kiện trong tay cha mình. Bà kỳ quái hỏi lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ, Tiểu Nhu lập tức chạy đến trước mặt mẹ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, khẩn trương kêu lên, mẹ hãy lấy giúp con bản hợp đồng trong tay cha xuống. A, à, Lâm Phượng Kiều nhất thời kinh ngạc nhìn về phía chồng, Trương Hoa lúc này, nghe thấy tiếng khóc ẩm ý của cô em vợ, cũng vội vàng đỡ bà xã đang trong giai đoạn ở cứ, cùng nhau đi xuống nhà, nhìn thấy tất cả sự việc. Chu Trường Dũng cũng kiên trì giữ vững quyết định của mình, nắm chặt bản hợp đồng, mặt hất lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười rộ nói, "Tổng giám đốc Trang, ngài có muốn cùng thuộc hạ của mình bàn bạc một chút hay không?" Trang Hạo Nhiên nấc lên một tiếng, quay sang bên trái nhìn mấy người Tô Lạc Hoành rồi lại liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, không thể làm gì khác bèn cười trừ nói, "Được, chúng ta, chúng ta hãy ra ngoài một lát, mọi người chờ một chút vậy." dưới tán cây long nhãn. Lão đại, Tô Lạc Hoành lập tức từ sau lưng ôm chặt lấy Trang Hạo Nhiên, hung hăng hôn lên mặt anh một cái, nhất thời kích động đến muốn khóc. Lão đại, lời anh vừa nói là thật sao? Là thật sự sao? Cút đi, Trang Hạo Nhiên mặt đầy ghét bỏ đầy Tô Lạc Hoành ra, nóng mắt trợn trừng nhìn bề ngoài kích động của người này trực tiếp thản nhiên nói. Tôi vừa có nói gì à? Tô Lạc Hoành liếc mắt nồng cháy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lần nữa kích động thâm tình nâng mặt anh lên, thiếu chút nữa bắt trước đường khả hình hôn môi của anh những lời anh nói vừa rồi thật sự rất cảm động tôi nghe cũng muốn khóc ô, ô ô ô ô ô lão đại anh thực sự quá tốt thật không uổng công tôi theo anh nhiều năm như vậy cuối cùng vì câu nói của anh tôi chết cũng nhắm mắt anh nói xong một phen vươn tay ra ôm chặt cổ Trang Hạo Nhiên chân thành nước nở nghẹn ngào khóc này tránh ra Trang Hạo Nhiên bị anh quấn lấy phiền lòng đẩy anh xuống đất nói bây giờ là lúc nào rồi mà còn thế này đang xảy ra chuyện gì vậy lâm sở nhai lập tức đi tới tươi cười nói bản thân địa chủ chu đã lên tiếng nếu ai cưới con gái ông ấy ông liền đem đất cho trời ạ à, còn chuyện gì có thể tốt hơn đây đây chính là chu gia chiếm lĩnh hơn nửa đất nước nhé đây thật sự là một vùng đất rộng lớn nhiều như vậy rất nhiều nhân sâm lợn này dê này siêu thị khắp nơi trên cả nước đều toàn là rau củ trái cây của chu gia nghĩ đến mà phát thèm. Thích hả, một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng cất lên. Lâm sở nhai vẫn còn đang cao hứng, ngẩng mặt lên. Nếu không anh làm con rể chu ra nhé, giọng nói lại cất lên. Lâm sở nhai ngẩn ra, xoay người lại thấy nhã tuệ ôm vai, vẻ mặt hờn dỗi mỉm cười với mình. Anh lập tức cười ha ha đi về phía cô, ôm nhã tuệ vào lòng, hôn thật mạnh lên mặt cô, mới nói. Ôi chao, anh không có vận mệnh đó, vợ anh là vô giá, cái gì cũng không bằng. Trần Mạn Hồng cười chập một tiếng, rồi ôm vai tựa vào người chồng, liếc về phía Tô Lạc Hoành cùng lãnh mặc hàn, cặp mắt hơi đảo qua liếc lại mới cảm thấy thú vị nói. Các đấng mày dâu đang ngồi ở đây, chỉ có Phó Tổng Tô và Phó Tổng Lãnh là còn độc thân. Hai người đàn ông, ai sẽ là người kết hôn cuối cùng đây? Tiêu đồng vừa mới đi đến, nghe những lời này không vui cố ý cười một tiếng nói đương nhiên là phó tổng tô của chúng ta rồi anh ấy cảm kích lão đại như vậy thì phải lấy thân báo đáp chứ đi tô lạc hoành lập tức vươn tay ra ôm chặt cổ trang hạo nhiên cố ý nói đừng có nói bậy tôi và lão đại đều là đàn ông chân chính tôi lấy thân để báo đáp thì anh ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu đúng không lão đại cút nhìn bộ dáng cậu như vậy chu gia sẽ gả con gái cho chắc trang hạo nhiên đẩy tô lạc hoành ra rồi lập tức nhìn mọi người nói tôi biết mảnh đất này rất hiếm thấy nhưng chu tiên sinh đưa ra yêu cầu này thì quả thật có chút làm khó mọi người cho dù tôi rất muốn có nó nhưng cũng không có khả năng đem hôn nhân đại sự của mọi người ra làm trò đùa dẫu sao đây cũng là chuyện cả đời mảnh đất này mất thì thôi thế nhưng buông tha một mảnh đất như vậy thì thật sự rất đáng tiếc mảnh đất kia thực sự là còn đắt hơn cả vàng phong thổ hiếm thấy đúng không khả hinh tô lạc hoành vẫn còn tiếc nuối không lỡ từ bỏ đường khả hình đứng một bên cũng khẽ gật đầu nói đúng vậy đây là phong thổ hiếm có tương lai nhất định sẽ có giá cao hơn buông tha đúng thật là có chút đáng tiếc trang hạo nhiên gật đầu nhưng vẫn khẳng định nói nhưng tôi cũng không thể mang hôn nhân đại sự của con gái nhà người ta ra làm trò đùa huống chi đây lại là tiểu nhu tôi rất thích cô ấy luôn bênh vực lẽ phải đòi công lý cho bạn bè không nên làm lỡ dở người ta ôi chao lạc hoành Cơ thể cậu không có phần trên, sớm đã lưu lại ở quán ba rồi. Lâm Sở nhai cùng Tào Anh Kiệt lập tức xông tới, muốn lôi Tô Lạc Hoành đi vào, vì mảnh đất kia, hy sinh đi. Cút, sắp đến cửa ải, bán đứng anh em, tương lai không chừng lão tử có thể tìm thấy một người phụ nữ để cùng nhau đi hết cuộc đời nhé. Tô Lạc Hoành liều mạng ôm chặt lấy cây long nhãn, rồi thấy chưa đủ, hai chân liền kẹp chặt lấy thân cây, kêu to lên, tiểu Nhu không phải là không tốt. Nhưng tôi là cầm thú mà. Làm sao có thể khi dễ người ta chứ? Mọi thứ đều có lần đầu tiên mà, quá khứ cậu cũng không phải là xử nam chứ? Hôm khác tôi cùng anh Kiệt đưa cậu đến bệnh viện tu sửa mấy chỗ, làm cho như mới nhé. Lâm Sở nhai cùng Tào Anh Kiệt tiếp tục cùng anh đùa giỡn, muốn đem anh giống như vỏ cây lột xuống bằng được. Tiêu Đồng nhất thời tức giận nhìn ba người này, đây là lúc nào rồi mà vẫn còn đùa giỡn được, nhưng lại không nhịn được quay mặt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đến giờ phút này mà lãnh mặc hàn vẫn một mực không lên tiếng chỉ nắm chặt tay lồng ngực thở hổn hển đôi mắt lóe lên thật lâu thật dài nhớ tới lời nói vừa rồi của chu trường dũng mang theo đầy sự thất vọng tâm tình của anh rất bực bội như muốn dâng trào vẻ mặt căng thẳng hết sức kiềm chế cùng với mâu thuẫn rồi nghe thấy trang hạo nhiên chờ mấy người kia đang muốn đi vào trong buông tha miếng đất này anh nặng nề mà gấp rút nói một câu chờ chút Trang Hạo Nhiên dẫn đầu cùng mọi người nhìn về phía anh, sướng sờ nói. Thế nào? Giờ phút này lãnh mặc hàn không biết phải diễn đạt sao cho tốt, bàn tay vẫn còn nắm chặt hình quả đấm, dáng vẻ rất dứt khoát đi về phía mọi người nói. Tiểu Nhu, tôi cưới. Mọi người ngẩn ra, ngay lập tức khẩn trương nhìn về phía anh, mặc dù biết anh và Tiểu Nhu có chút gì đó không phải là bạn bè đơn thuần nhưng cũng chưa tới mức này thì phải. Cuống chi, lãnh mặc hàn là một tên đầu gỗ, cho đến bây giờ cũng chưa lần nào mãnh liệt thể hiện tình ý với một ai cả người anh em trang hạo nhiên kích động bước lên phía trước vươn tay nắm chặt vai anh vẻ mặt đầy nghiêm túc trượng nghĩa ngửa mặt phẫn nộ nói tôi tuyệt đối tôi sẽ không vì một mảnh đất mà bán đứng hạnh phúc cả đời của anh em tôi không phải là người hèn hạ như vậy tôi tuyệt đối không nhất định không có điều đây là thật sao mặt anh lập tức sáng lên lấp lánh như muốn ức hiếp bắt nạt người đàng hoàng trung thực Đường Khả Hinh đứng một bên, tức giận vỗ vai anh. Này, anh nói đùa, Trang Hạo Nhiên vừa mới nắm lấy tay Đường Khả Hinh, mỉm cười nhưng chưa nói hết câu đã thấy lãnh mặc hàn nhanh chóng đi vào. Mọi người cũng khẩn trương nhanh chóng cùng nhau đi vào. Lãnh mặc hàn đi nhanh hơn mọi người một bước, nhìn Chu Trường Dũng cùng Lâm Phượng Kiều, Chu Tiểu Tình và các thành viên của Chu Gia đang đứng ở bên trong. Tiểu Nhu lại càng khẩn trương dậm chân, đang muốn quấn lấy cha để đoạt lấy bản hợp đồng. Hai mắt anh tối lại, Vẻ mặt lập tức nghiêm túc, nhanh chóng đi tới, đứng trước mặt Chu Trường Dũng nói: "Chu tiên sinh." Chu Trường Dũng chờ tất cả mọi người yên lặng rồi nhìn về phía anh, Tiêu Nhu cũng khó hiểu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhìn về phía anh. "Bản hợp đồng này là cháu nghĩ ra, có thể trả lại cho cháu không?" Lãnh Mặc Hàn phủ đầu, nặng nề nói hết câu. Chu Trường Dũng vẫn trầm mặc nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cùng mọi người đi tới cũng giật mình, nhìn về phía anh. Chu Trường Dũng cầm bản hợp đồng, phảng phất có chút tiếc rẻ người con rể này, ông nhìn sâu về phía anh, thật là tuổi trẻ tài cao, nhưng biết duyên phận không thể miễn cưỡng được, liền đưa bản hợp đồng cho anh. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng, không nói hai lời trước mặt Chu Trường Dũng xé vụn bản hợp đồng thành những mảnh nhỏ. Lúc này anh mới cảm thấy bản thân tràn đầy cảm hứng, dáng vẻ kiên quyết, nắm chặt quả đấm, lập tức tràn đầy khí thế nói. "Con gái bác, cháu sẽ cưới." Nhưng cháu cái gì cũng không muốn, không muốn đất đai, không muốn nhân sâm, heo, dê cũng không muốn, cháu chỉ muốn con gái bác." Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Trang Hạo Nhiên suýt chút nữa bất tỉnh. Chương 1140, thông suốt đường về nhà. Lãnh Mặc Hàn không nói một câu nào nữa, để cho cha vợ yên tâm. Phó tổng Lãnh, Chu Trường Dũng đứng giữa phòng, sắc mặt căng thẳng, đôi mắt sắc bén lóe lên, nhìn về phía người đàn ông trước mặt có muôn vàn khí thế của người trẻ tuổi, ông nâng khí thế lên thêm mấy phần nghiêm túc, hơi cao giọng nói cậu nên vì lời nói của mình mà chịu trách nhiệm. Câu nói vừa rồi, tôi có hiểu lầm cậu hay không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ người của Chu gia nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, Tiểu Nhu càng khẩn trương đứng bên người cha mình, đôi mắt mãnh liệt nhìn về phía anh. Đứng trước mặt người Chu gia ý chí của Lãnh Mặc Hàn thập phần kiên định. Anh nắm chặt tay, ánh mắt phát ra tia sáng mạnh mẽ một lần nữa gật đầu khẳng định nói chú không có hiểu lầm cháu sẽ chịu trách nhiệm vì những lời mà mình đã nói cháu sẽ lấy con gái của chú cái gì cháu cũng không cần chỉ cần cô ấy nếu như chú nguyện ý gả con gái cho cháu cháu hứa sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho cô ấy cháu xin thề tiểu nhu ngây ngốc đứng bên cạnh cha mình nghe lãnh mặc hàn nói những lời này đôi mắt của cô nhanh chóng đỏ bừng nhưng lại vội vàng cúi đầu vì xấu hổ hít hít mũi đỏ bừng không dám lên tiếng người chu gia nghe được lời này tất cả đều hết sức cảm động nhìn về phía lãnh mặc hàn chu trường dũng càng cắn chặt răng nét mặt vẫn căng thẳng như cũ đôi mắt sâu nhìn theo hướng người thanh niên này lần lượt hỏi chu trường dũng tôi mặc dù rất muốn có con rể thế nhưng tôi sẽ không chọn đại con rể mặc dù tôi rất hài lòng về cậu nhưng tôi muốn biết lý do vì sao cậu muốn kết hôn với con gái của tôi lãnh mặc hàn nghe xong những lời này lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhu Hôm nay, cô mặc váy ngắn màu trắng, khoác áo ngoài màu lam, buộc một búi tóc nhỏ, đơn giản mà hiền lành tựa cạnh cha, trầm tĩnh giống như đóa hoa nhỏ mùa xuân, cặp mắt anh hơi lóe, yếu ớt nói, từ nhỏ cháu đã không có cha mẹ, chỉ dựa vào một tay nuôi nấng của cha nuôi để lớn lên, vẫn luôn một mình phụ trách mọi việc phát sinh, cho đến khi gặp được mấy người anh em của cháu. Mấy người lâm sở nhai nghe được những lời nói của lãnh mặc hàn, tất cả đều trầm mặc ngẩng đầu, nhìn anh trên mặt lãnh mặc hàn cũng hiện lên mấy phần xúc động, từng chữ lại từng chữ nhàn nhạt nói, từ khi biết bọn họ, cuộc đời của cháu một lần nữa bắt đầu có sự thay đổi, có lý tưởng, có mục tiêu. Cháu không hề nghĩ rằng quá khứ của mình như vậy, ở khoảng thời gian tăm tối mịt mù, có thể vượt qua những ác mộng đẫm máu đầy đáng sợ. Cháu luôn có thói quen cô đơn, lạnh lùng, thế nhưng lại khó có được những người anh em không hề chê cháu, vẫn ở xung quanh và làm bạn với cháu. Họ có tài năng, Họ hiểu lời nói cùng suy nghĩ của cháu, họ luôn làm bạn bên cạnh cháu. Cho nên cuộc sống của cháu đã không còn cô đơn nữa, nên cháu cũng không gì hơn. Chu Trường Dũng yên lặng nghe Lãnh Mặc Hàn nói. Lãnh Mặc Hàn thẳng thắn ngẩng đầu, nhìn Chu Trường Dũng, "Chú Chu, cháu cưới Tiểu Nhu không phải bởi vì sự xuất hiện của cô ấy bù đắp những chỗ thiếu hụt trong cuộc sống của cháu, càng không phải bởi vì cháu cô đơn, cần tìm một người làm bạn." Mà cô ấy là một người đơn thuần và lương thiện, luôn quan tâm chăm sóc và thấu hiểu tâm tư của người khác, làm cháu rất cảm động. Tiểu Nhu nghe đến đấy, đôi mắt lập tức hiện lên ánh lệ. Lãnh Mặc Hàn sâu sắc nhìn về phía Chu Trường Dũng, một lần nữa chân thành nói, từ lúc cháu làm làm phó tổng giám đốc của Hoàn Cầu tới nay, bên cạnh cũng có không ít người khác phái, riêng chỉ có Tiểu Nhu, ở cạnh lúc cháu lúc cô đơn, vẫn dùng sự chân thành và nhiệt tâm như cũ làm bạn cùng cháu thậm chí toàn tâm toàn ý trả giá tất cả. Càng khó chính là, chú chu có cách giáo dục con gái, khiến cô ấy luôn đơn thuần động lòng người, đối mặt với tình cảm, cô ấy có vẻ hơi ngốc, lại hết sức rụt rè và kiên định. Cô ấy tình nguyện trong lúc sợ hãi đối mặt với khó khăn, ôm lấy một cây vũ khí lạnh lẽo, cũng không chịu ngã vào một vòng tay ấm áp. Hai mắt tiểu nhu đẫm lệ, nghe những lời này, cảm giác trong lòng chua xót vội vàng cúi đầu. Đường khả hình không hiểu vì sao, cùng với Tiểu Nhu là bạn tốt, nhất là thời gian mình vừa vào khách sạn Á Châu, Tiểu Nhu là người đầu tiên cho cô ấm áp và là người luôn mỉm cười với cô. Nghĩ tới đây, tâm khả hình không khỏi đau xót, hai mắt phiếm lệ. Chu Trường Dũng nghe thấy lãnh mặc Hàn nói như vậy, đôi mắt hơi lóe sáng, cũng không có nhìn con gái. Lãnh mặc Hàn lại nhìn Chu Trường Dũng, tha thiết nói chú Chu. Cả đời cháu đã từng ở trước cửa Diêm La Vương, băn khoăn rất nhiều lần, có lúc tỉnh, có lúc ngủ say, nằm ở trên giường lạnh lẽo nhắm mắt lại trung quy vô thức tính toán xem số mạng của mình còn dư lại bao nhiêu thời gian liều mạng sống nhưng vẫn không nghĩ tới nếu có một ngày mạng sống mình không còn lưu lại năng lực vì cái gì một số người tài năng vì cháu làm cái gì cho đến một ngày mọi người gần như khẳng định cháu đã rời đi mỗi người đều đau lòng mà khóc trong một thời gian thế nhưng cháu biết sẽ luôn có một cô gái ở dưới bầu trời xanh biếc trong rừng ôm lấy vòng hoa màu quyết trắng đó là vòng hoa chiêu hồn về nhà, một con đường thật dài, nối thẳng hướng đến cửa chính. Cô ấy là người hiểu cháu, cô ấy thấu hiểu được ý nghĩ chân chính trong lòng cháu. Giọt nước mắt lăn xuống trên đôi gò má. Tiểu Nhu chỉ ngây ngốc cúi đầu, rơi nước mắt. Chu Trường Dũng cùng mấy người Lâm Phượng Kiều một lần nữa yên lặng nhìn anh. Trên mặt lãnh mặc hàn hiện lên một nét cười khổ, lại nói tiếp, cháu vẫn có một nguyện vọng, chính là sau khi chết, cháu có thể trở về căn nhà đầy phượng tím, gặp lại cha mẹ giữa thiên đường cho nên so với người bình thường ngôi nhà có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với cháu nghe đến đó tiêu đồng kìm lòng không được cúi đầu tay run rẩy che chặt môi để mặc cho những giọt nước mắt chảy xuống chu tiểu tình nghe những lời này giống như có phần tỉnh ngộ thoáng cái nhìn về phía em mình tiểu nhu không dám nói gì chỉ là cúi đầu để mặc cho nước mắt tuôn rơi một ngôi nhà mà thứ gì cũng không có là bởi vì cháu nghĩ sau khi chết không còn gì để lo lắng thế nhưng cô ấy lại ở phía trước nhà của cháu mang đến đủ loại rau dưa hoa quả không biết tên bình thường lúc cháu đi làm đều liếc mắt nhìn những thứ thực vật màu xanh ấy tràn ngập sức sống thầm nghĩ chúng nó thể xanh mãi như vậy cho tới khi nào đây có đôi khi nhìn một gốc cây cà chua từ xanh đến hồng cảm thấy sinh mệnh rất thần kỳ tiếp đó liền nhớ tới cô gái đáng yêu kia Cô ấy để cho sinh mạng của cháu lần đầu tiên ngoài anh em còn có người khác lo lắng." Lãnh Mặc Hàn nói đến đây, đôi mắt không giấu được tràn đầy lệ quang, nhìn thật sâu về người con gái trước mặt. Trang Hạo Nhiên và mấy người Tô Lạc Hoành, toàn bộ không lên tiếng, chỉ là trầm mặc lắng nghe. "Chú Chu," Lãnh Mặc Hàn càng khẳng định ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trường Dũng, kiên định hứa hẹn nói, "Cháu không sợ chết, cháu cũng không e ngại sống khó khăn thế nào. Cháu có nghị lực" có dũng khí và lòng tin vào con đường tương lai tốt đẹp. Nếu như chúng nguyện ý đem tiểu nhu gả cho một người từng có sinh mệnh không trọn vẹn như cháu, cháu sẽ dùng nỗ lực cả đời, trí tuệ cả đời và thâm tình cả đời để làm cho cô ấy hạnh phúc. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chợt cảm thấy tâm tình sục sôi, xúc động nhìn về phía lãnh mặc hàn. Trang hạo nhiên càng cảm động nhìn về phía người anh em cùng hoạn nạn nhiều năm này, trên mặt tràn đầy xúc động, anh mỉm cười an ủi. Chu Trường Dũng càng nhìn thật sâu về phía Lãnh Mặc Hàn, người thanh niên này, mặc dù nội tâm lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại kiên quyết, ông cũng xúc động cười một tiếng, lập tức quay đầu, nhìn về phía con gái của mình. Tiểu Nhu một mình đứng bên cạnh cha mình, mặc cho nước mắt chảy xuống, trầm lặng cúi đầu không nói lời nào. "Tiểu Nhu," Chu Trường Dũng nhìn con gái khóc thành như vậy, liền cười nói, "Con có muốn gả cho phó tổng Lãnh hay không? Nếu con muốn, ba mẹ lập tức có thể làm chủ cho con." lãnh mặc hàn trong nháy mắt ngẩng đầu cặp mắt lóe ra một điểm khẩn trương nhìn về phía tiểu nhu tiểu nhu đứng một bên yên lặng cúi đầu khóc cô đưa tay lên lau nước mắt chu trường dũng không có biện pháp lâm phượng kiều nhìn con gái vẫn cúi đầu nước mắt rơi xuống thỉnh thoảng hít hít mũi hồng lại lau nước mắt bà liền đi qua trầm mặc vươn tay nắm tay của con gái muốn kéo cô vào trong phòng trò chuyện tiểu nhu nhẹ khoát tay của mẹ chỗ nào cũng không đi vẫn đứng ở nơi đó cúi đầu lau nước mắt. Em gái, em thích hay là không thích đây? Nếu như thích, sẽ không phải xấu hổ, mau nói ra. Chu Tiểu Tình nhìn về phía em gái mình, cũng có chút khẩn trương nói. Tiểu Nhu vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là đứng đó, hít mũi hồng, mặc cho nước mắt theo khóe mắt thi nhau rơi xuống. Tất cả mọi người đều trợn mắt, nhìn cô như vậy, cũng không khỏi sốt ruột, Lãnh Mặc Hàn càng nắm chặt tay, trái tim rõ ràng đập bình bịch cặp mắt run rẩy và có phần xúc động nhìn về phía cô gái trước mặt, nhớ tới việc cô từ chối từ tối hôm qua cho đến sáng sớm hôm nay, không dám nghĩ tiếp kết quả, chỉ là chờ đợi. Lúc này đường khả hình nhìn bộ dạng của lãnh mặc hàn như vậy, cô liền thở dài, một mình bước qua, đau lòng đi tới trước mặt tiểu nhu, nhìn cô ấy cúi thấp đầu lau nước mắt, liền vươn hai tay nhẹ đỡ cánh tay của tiểu nhu, thật lòng nói tiểu nhu. Nhân sinh khó có thể gặp được một người mình thích, có lẽ có rất nhiều chuyện, chúng ta vẫn không thể hiểu hết được, thế nhưng động lòng đã rất khó. Em, có muốn để bản thân mình cho phó tổng lãnh một cơ hội hay không? Tiểu Nhu tiếp tục cúi đầu khóc, vẫn không nói một tiếng. Lãnh mặc hàn không có ý kiến, lại nhìn thấy lâm sở nhai và trang hạo nhiên hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, anh lập tức thở sâu, bước nhanh tới trước mặt Tiểu Nhu, ánh mắt nóng bỏng mà sang rực, mang theo vài phần động tình, nhìn về phía người con gái trước mặt, thật tâm nói Tiểu Nhu, em có đồng ý gả cho anh không? Mọi người nín thở tĩnh lặng nhìn cô, cũng không khỏi trở nên khẩn trương, hôm nay khó có được sự biểu lộ chân thành như vậy. Tiểu Nhu chờ lãnh mặc hàn nói xong câu kia, đôi mắt to tràn đầy lệ của cô hiện lên mấy phần yêu thương và khổ sở, cuối cùng ở thời khắc nước mắt chảy xuống, chậm rãi lắc đầu. Lãnh mặc hàn cả kinh. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1141, cảm ơn anh. Tiểu Nhu mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía cô lãnh mặc hàn càng cảm giác mình hơi hoảng loạn cũng nóng mắt cùng không thể tin nổi nhìn về phía tiểu nhu tiểu nhu lại một thân một mình ngây ngốc đứng tại chỗ mặt bộc lộ vẻ bi thương sâu sắc tùy ý nước mắt như hạt đậu nóng bỏng từng giò từng giò theo khóe mắt nhỏ xuống lại mím chặt đôi môi mang theo sự đơn thuần cùng cố chấp của mình không lên tiếng tất cả mọi người đều vội muốn chết chu trường dũng càng xoay người nhìn về phía dáng vẻ con gái đang trầm mặc cùng bi thương, cũng thật sâu nặng nề hỏi Tiểu Nhu. Cha lấy hạnh phúc của con làm việc chính, chỉ là lãnh phó tổng, theo cha thấy, là một người đàn ông tốt. Nếu như cậu ấy có thể làm con rể cha, cha sẽ rất vui vẻ. Cũng sẽ rất kiêu ngạo với con, con rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thật sự cử tuyệt sao? Thật sự, không muốn chuyện hôn sự này sao? Đây chính là cơ hội khó có được. Một giọt nước mắt lớn, lại dần trượt xuống. Tiểu nhu vẫn ngây ngốc đứng, không lên tiếng. Đường Khả Hinh thật sự chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, gấp đến độ lại muốn khuyên giải. Trần Mạn Hồng lại vào lúc này, mặt lạnh đi lên phía trước, dùng thân phận quản lý của mình nhìn nha đầu chết tiệt kia, nói: Tôi nói bình thường tôi sao lại mắng cô? Là bởi vì tôi thương cô. Cô mà là người bình thường, tôi sẽ thế nào? Tôi coi thường, tôi liền nhìn không thấy cô. Cô là vì thực sự khôn ngoan tiện lương hiểu chuyện. Tôi mới có thể đem cô đặt vào trong tâm khảm để nghĩ về. Được rồi, tôi thừa nhận, cô rất đáng yêu, cho nên tôi mới thương cô hệt như thương em gái mình vậy. Hôm nay nghe thấy lãnh phó tổng thổ lộ với cô như vậy, tôi rất cảm động, tựa như em gái muốn lấy chồng, cô gái kia, không hy vọng chính mình có thể tìm được một người đàn ông tốt sao? Đây chính là cơ hội trời cho, cô nếu quả thật thích thì hãy nắm bắt. Hả? Tiểu Nhu dần mở to đôi mắt, đáng thương nhìn về phía Trần Mạn Hồng trên mặt lại bộc lộ vài phần đơn thuần cùng ngốc nghếch, lại cúi đầu, mang theo chút cố chấp, lặng yên rơi lệ. Đây mới thật sự đánh chết người. Lãnh mạc hàn lại bước thiết cùng xúc động đến gần tiểu nhu thêm một bước, nhìn dáng vẻ của cô như vậy, khẩn trương nói tiểu nhu. Không phải là bởi vì, lời nói hôm qua của anh với em trong phòng, xin lỗi, là anh đáng chết, em tha thứ cho anh, được không? Đó thực sự không phải thật tâm. Hai mắt tiểu nhu đều đã khóc sưng lên, lại vẫn yên lặng lắc lắc đầu. Lãnh mạc hàn há hốc mồm nhìn về phía cô, trong lòng đau xót, lại cấp thiết hỏi, vậy nguyên nhân là gì? Em, em đối với anh, một chút cảm giác cũng không có sao. Tiểu Nhu vẫn im lặng không lên tiếng, dần di động đôi mắt đẫm lệ, nhưng vẫn trầm mặc cúi đầu. Lãnh mạc hàn nhìn về phía dáng vẻ trầm mặc này của cô, anh gấp đến độ nắm chặt nắm đấm, thực sự muốn lập tức tìm người đánh một trận, lồng ngực như muốn nổ tung. Tiểu Nhu, Tô Lạc Hoành lúc này cũng đi lên phía trước, cúi người xuống nhìn về phía Tiểu Nhu, gấp gáp nói cô không phải là bởi vì chưa nghĩ xong, cho nên tạm thời không dám đồng ý. Có phải hay không, muốn cho cô một chút thời gian. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô. Tiểu Nhu lại vẫn chỉ ngây ngốc, tùy ý nước mắt lăn dài lắc đầu, không đáp ứng. Tất cả mọi người đều không biết, trợn tròn mắt, cùng nhau nhìn về phía cô, Chu Trường Dũng càng có chút sốt ruột nhìn về phía con gái nói, Tiểu Nhu, cha sẽ không miễn cưỡng con cha tôn trọng quyết định của con thế nhưng nếu như con thực sự muốn cự tuyệt lãnh phó tổng cũng nên cho cậu ấy một lý do chứ đem lý do kia nói ra đi lãnh mặc hàn vừa nghe tức khắc cũng nhìn về phía tiểu nhu khẩn trương nói tiểu nhu nói cho anh biết đó là vì sao tiểu nhu nghe lời này vừa yên lặng rơi lệ đến thời khắc này mới vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt hít hít cái mũi đỏ bừng lúc này mới nghẹn nghẹn ngào nuốt xuống ngây ngốc nức nở nói cảm ơn cảm ơn lãnh phó tổng yêu ái đối với tôi thế nhưng xin lỗi tôi không thể đáp ứng anh tôi hiện tại tương lai cũng không có cách nào lựa chọn anh lồng ngực lãnh mặc hàn như bị nện một đòn nghiêm trọng mất mát khổ sở nhìn về phía cô gái trước mặt mọi người cũng cùng nhau tiếc nuối nhìn cô tiểu nhu hai mắt nóng lên nước mắt lại lăn dài nhưng vẫn tiếp tục nghẹn ngào nói sau này chúng ta vẫn là bạn bè tốt nhất cảm ơn anh Cô nói xong, đột nhiên lòng đau xót, trực tiếp vừa khóc vừa chạy ra bên ngoài, bóng dáng nho nhỏ kia, như một đóa hoa, bay đi. Lãnh mặc hàn tức khắc sừng sốt, ngây ngốc tại chỗ, cảm giác cô gái kia rời đi, mang theo yêu thương cùng kiên quyết, hai loại cảm giác này cũng làm cho anh đau lòng cùng ái náy. Hai chồng mắt anh chợt lóe, đột nhiên mất mát không biết nói cái gì cho phải. Mọi người cùng nhau nhìn về phía anh, Chu gia lại càng tỏ vẻ xin lỗi nhìn anh, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trang hạo nhiên càng không thể hiểu, lại đành chấp nhận ngẩng đầu, hơi đau lòng vài phần nhìn về phía lãnh mặc hàn. Cảm ơn, cảm ơn lãnh phó tổng yêu ái với tôi, thế nhưng xin lỗi, tôi không thể đáp ứng anh, tôi hiện tại, tương lai, cũng sẽ không lựa chọn anh. Những lời này, ôn nhu nói ra, giống như cùng đóa phượng tím yêu thương, nhẹ nhàng bay bổng. Lãnh mặc hàn đau lòng đứng tại chỗ, toàn bộ thế giới chỉ là tiếng vọng những lời yêu thương này nhớ tới tiểu nhu từ quá khứ đến bây giờ kỳ thực tình cảm của cô đều rõ ràng trong sáng cô xác thực cũng không có bằng lòng mình cái gì thậm chí anh không cách nào đoán được một chút tâm tư của cô một trận cảm giác vô lực tập kích đến dường như đã chết đi một lần anh chậm rãi yếu ớt xoay người từng bước một đi ra ngoài tùy ý ánh mặt trời buổi trưa đưa bóng lưng cô đơn của anh kéo ra bóng đen dài thật dài trùng điệp như vậy mất mát như vậy đi ra ngoài Lâm Sở Nhai bọn họ đau lòng nhìn về phía lãnh mặc hàn, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua anh ủ rũ như vậy. Ngay cả khi em gái gặp chuyện không may, anh cũng chỉ là đau thương ấy nấy rơi lệ, nhưng cũng không có mất mát như người đã chết như vậy. Mọi người đều cảm thấy sắp hít thở không thông, vô cùng phiền muộn a. À. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tô Lạc Hoành thực sự nhịn không được, không hiểu nói ra lý do cự tuyệt là cái gì a? À? Rõ ràng nhìn ra hai người này khác nhau a. À? Chu Trường Dũng cùng Lâm Phượng Kiều cũng không hiểu con gái, đều rõ ràng cảm giác được con gái xác thực đối với lãnh mặc hàn có ý tứ, thế nhưng nó lại một lòng kiên quyết cự tuyệt, vẫn là lần đầu. Chu Tiểu Tình có lẽ có chút hiểu em gái, lại không chắc chắn, chỉ tựa vào lòng chồng mình, không nói lời nào. Trương Hoa lúc này, lên tiếng, anh nhẹ kéo vợ mình, xin lỗi nhìn mọi người nói, tôi cảm thấy. Lúc này, con bé có thể đột nhiên được thổ lộ có chút không thích ứng. Hơn nữa chuyện tình cảm, cũng không thể miễn cưỡng. Mọi người cho cô ấy một chút yên tĩnh đi, thật ngại với các vị, em gái đột nhiên lại như vậy. Trang hạo nhiên mặc dù có vài phần tiếc nuối, nhưng vẫn cảm thán cười rộ lên nói, anh đừng nói như vậy, chuyện tình cảm, ai cũng biết không nên miễn cưỡng. Tính tình mặc hàn lại hết sức hướng nội, mặc dù trong lòng cậu ta nóng như lửa đốt, thế nhưng lại có thể ẩn giấu thật sâu. Sâu đến mức người khác không phát hiện được, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Tiểu Nhu không có cách nào tìm được cảm giác thực sự khi ở cạnh Mặc Hàn. Cô gái đơn thuần, có lẽ khát vọng tình cảm trực tiếp một chút. Ôi, nói chung, quả thật có chút tiếc nuối. Người anh em này của tôi, thật sự thật sự là một người đàn ông tốt. Chu Trường Dũng nghe lời này, trên mặt càng lộ vẻ nặng nề, đôi mắt sâu thẳm, sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định tôn trọng suy nghĩ của con gái. Trang Hạo Nhiên thì đứng bên trong phòng Chu ra, nhìn về phía bóng lưng lãnh mặc hàn, tay anh vịn vai đường khả hinh, mới một mình theo ra. Vườn nho, mình mông vô tận, ánh mặt trời chiếu xuống, ánh lên toàn bộ một màu xanh xanh, từng chùm nho xả hương kia trong suốt đọng trên lá cây xanh, thập phần ngọt ngào no đủ. Lãnh mặc hàn một thân một người, dựa vào trên bậc thang vây bên ngoài vườn nho, hai tay chống bãi cỏ xanh kia, ngửa mặt lên, nhìn về phía những dây nho cao vài thước ngay giữa vườn nho, hai tròng mắt nhắm chặt, không nói lời nào. Trang hạo nhiên một thân một mình, Đứng giữa đồng ruộng, nhìn thấy bóng dáng cô quạnh của Lãnh Mặc Hàn, hai tròng mắt anh chợt lóe, nhưng vẫn trực tiếp cất bước đi qua. Lãnh Mặc Hàn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc này, hai tròng mắt anh chợt lóe, không lên tiếng, chỉ tiếp tục đón gió trong veo, nhìn về phía vườn nho minh mông vô bờ. Ôi, Trang Hạo Nhiên thở hổn hển, cũng tạm xem như bãi cỏ sạch sẽ kia, ngồi bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, học theo anh hai tay chống trên cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía vườn nho kia. Yếu ớt nói, không nghĩ đến cậu cũng có hôm nay. Tôi cũng không biết nên khóc hay là nên cười. Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, tùy ý gió mát lướt qua hất tung mái tóc, xẹt qua hai trong mắt mất mát của anh. Tình cảm, Trang Hạo Nhiên hơi hồi tưởng lại con đường tình cảm của mình, mới yếu ớt nói, nếu như cậu thật tình trả giá, tựa như mỗi ngày chạy bộ cả ngàn cây số vậy, chạy nước rút đến cuối cùng, mặc kệ thành công hay thất bại, thì vẫn mệt như thường. Cái loại cảm giác thở dốc đó đã kích thích lại khiến cho người ta xúc động tôi trước đây thấy cậu lạnh như băng kỳ thực vẫn có chút tiếc nuối sợ cậu sẽ không yêu đương bỏ lỡ sự kích thích tâm tình này đây chính là cảm giác rất chân quý trong cuộc đời lãnh mặc hàn nghe lời này tiếp tục trầm mặc trang hạo nhiên quay mặt sang nhìn anh nhịn không được cười nói cậu cho rằng mọi người đều có thể chịu được tính tình chết cũng không mở miệng nói sao là một cô gái đều sẽ chạy mất đều sẽ sợ cậu lãnh mặc hàn lại ngửa mặt bộc lộ mất mát nhìn về phương xa yếu ớt nói cô ấy sẽ không cô ấy vẫn dùng cách của mình dùng ngôn ngữ rất thầm lặng rất săn sóc rất kiên cường đến bảo toàn tự tôn cùng khát vọng của tôi kiên định đến mức khiến tôi cảm giác tôi cũng không mạnh mẽ được như cô ấy tôi đúng là lạnh như băng nhưng tôi có thể dùng ngôn ngữ cùng cách thức của chính bản thân mình đi yêu cô ấy như vậy thực sự không được ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép hai mắt trang hạo nhiên lóe ra bộc lộ chút tiếc núi cùng đau lòng nhìn về phía anh đây không phải là cảm giác thất bại tôi không sợ thua lãnh mặc hàn nặng nề thở dài một hơi mới lại yếu ớt nói nhưng tôi chính là mất đi cô ấy cô ấy thậm chí không cho tôi một lý do chẳng lẽ tôi ở trong lòng của cô ấy nhẹ đến mức ngay cả một lý do cũng không có trang hạo nhiên thở một cái suy tư mấy phần cũng yếu ớt nói có lẽ Thật sự có một nỗi khổ trong lòng nào đó không thể nói. Lãnh Mặc Hàn ngưng động hai tròng mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút không hiểu nói, cũng đã cự tuyệt, nỗi khổ trong lòng thế nào, cũng không thể xem là nỗi khổ được sao? Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói, tôi đây thực sự không rõ ràng lắm, những thứ suy luận này, cậu vẫn giỏi hơn tôi mà. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, sắc mặt hơi thu lại, nhìn về phía người này nói, tôi nếu như hiểu phụ nữ, tôi chính là tổng giám đốc rồi. Này, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, lại nhịn không được khoa trương cười rộ lên nói, nói như vậy, nếu như dựa vào sự thấu hiểu là có thể yêu, hai người chúng ta cũng có thể yêu nhau mấy chục năm. Thứ tình cảm này là phải dựa vào một chút thiên phú. Cậu muốn như hai tên cầm thú Anh Kiệt và Sở Nhai kia, không chừng cậu đã sớm biết lý do. Cậu chính là quá thành thật, người thành thật trong tình yêu chưa từng chiếm được thế thượng phong. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, lông mày cau lại, Trang hạo nhiên cũng than thở hai tay lại chống bãi cỏ, nheo mắt, nhìn về phía anh, mang theo một chút nghiêm túc, nói chẳng lẽ. Người tiểu nhu yêu thật ra là lạc hoành. Lãnh mặc hàn muốn đưa chân đạp anh. Trang hạo nhiên mình cũng cười run lên. Lãnh mặc hàn tức giận xoay người, hai tay chống bãi cỏ, hai tròng mắt thật sâu chăm chú nhìn về vườn nho phía trước, thật lòng nói, người anh em. Cảm ơn anh. Trang hạo nhiên lưu lại một chút tiêu ý, quay mặt sang nhìn về phía anh hai tròng mắt thâm thúy của lãnh mặc hàn, lại hiện lên một điểm mất mát, anh từng chữ từng chữ yếu ớt nói tôi hiện tại. Quả thật có chút khổ sở. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên sắc mặt hơi thu lại, thật sâu nhìn về phía lãnh mặc hàn, hơi ngưng một hồi, mới vươn tay vỗ nhẹ bờ vai anh, nói không có việc gì. Hai ta cùng một chỗ, đêm nay tôi ngủ cùng cậu. Phốc, lãnh mặc hàn cúi đầu, nhịn không được khổ sở cười. Trang Hạo Nhiên cũng nhịn cười không được. Hai người cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nói ra tâm sự, thêm chút vui đùa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Trang Hạo Nhiên sang sảng cười to, tựa trên vai lãnh mặc hàn, lãnh mặc hàn lại muốn đưa chân đạp anh. Alo, tiêu đồng đi đến mức thở dốc, tay cầm di động, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cùng lãnh mặc hàn hai người đàn ông ân ân ái ái, tức giận kêu lên điện thoại của Tổng Giám Đốc Tưởng. Nghe nói rất gấp rất gấp rất gấp rất gấp rất gấp. Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, lại nhíu mày, nhịn không được cười rộ lên nói, rất gấp. Chương 1142, nữ nhân hoa. Một chiếc điện thoại di động, bị bọc trong một túi trong suốt dán keo, sau đó ném vào một hố nhỏ vừa mới được đào trong vườn nho, trong tay tiếng chuông kia vang lên kéo dài suốt ruột, Trang Hạo Nhiên lại hoàn toàn không có phản ứng, ngồi xổm bên cạnh hố, thò tay đem đất cát hai bên lấp lại, đem di động kia triệt để vùi lấp. Lãnh Mặc Hàn nhíu mày, Vẻ mặt khinh bỉ, nhìn về phía người này, nói: "Có cần như vậy không a? À? Có thể người ta có việc thì sao?" Trang Hạo Nhiên dáng vẻ bình tĩnh, lại đẩy cát vào trong cái hố, mắt thấy điện thoại di động của mình triệt để vùi lấp, còn muốn đắp một đống đất lên, lấy nhánh cây cắm giữa đống đất, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, đẹp trai nhịn không được cười nói: "Có thể xảy ra chuyện gì? Nhiều năm như vậy, anh ta không có tôi, cũng không phải đều vượt qua đấy sao?" không phải tôi vừa mới rời khỏi anh ta một chút, anh ta đã không chịu được. Như vậy sau này làm sao bây giờ? Lãnh mặc hàn không nói gì, nặng nề thở dài, lại mặt hướng về phía nhau viên, mới yếu ớt nói anh đối với anh em như vậy là không tốt. Trang hạo nhiên vừa nghe lời này, mắt nóng lên, lập tức vẻ mặt hung ác nói, ai nói anh ta là anh em của tôi? Anh ta là từ đá nổ mà xuất hiện, trong sông chảy mà tới. Tôi mới là từ trong bụng mẹ tôi mà chui ra lão tử chưa từng có coi anh ta là anh em, cậu sau này chứa nói lung tung a, à, cẩn thận tôi đập cậu gân ra lẫn lộn. tổng giám đốc trang vĩ đại vừa nói dứt lời, lập tức đứng lên, hai tay vỗ vào nhau, phủi phủi đất trên tay, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, bỏ đá xuống giếng, chập một tiếng cười nói để thứ đồ chơi này ngoan ngoãn ở lại đây, mời tổng giám đốc tưởng đích thân đem mọi chuyện sắp xếp cho ổn thỏa đi. tôi tin tưởng anh ta, tôi không phải còn có một bàn di động sao? các cậu có việc cứ gọi số này. Lão tử, hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cùng bà xã tận hưởng hạnh phúc hai ngày này. Ai dám dị nghị, giết không tha. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn cao mày, lại một trận bất đắc dĩ. Tôi coi thường anh, tiêu đồng cố ý nhịn cười nhìn lão đại. Tốt nhất nên xem thường, bị người coi trọng áp lực rất lớn. Trang hạo nhiên nói cho hết lời, cũng đã đẹp trai khí phách hai tay đút túi quần, một thân một mình hướng về phía Chu gia đi đến, Lãnh Mặc Hàn cũng nặng nề thở dài một hơi, cùng Tiêu Đồng, cùng nhau đi về phía Chu gia, thế nhưng mọi người vẫn chưa đi hết vườn nho, cũng đã nghe thấy một trận tiếng đàn nhị so với chết chóc còn ai oán hơn, mọi người ngẩn ra. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, còn có mấy người Đường Khả Hinh nhã tuệ, cũng nhao nhao đứng dưới tảng cây long nhãn, mặt bộc lộ vẻ gian nan, nhìn về phía người trước mặt. Một khúc nữ nhân hoa, với tiếng đàn nhị ai ai oán oán, quả thực là buồn đến xé ruột xé gan chuyển đến, người kéo đàn nhị này không ai khác, chính là Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng tay cầm dụng cụ gảy đàn hình bát giác bằng gỗ lim mà ông nội để lại cho mình, sách ghế mặt hướng về phía trước vườn nho, từ một người tài chủ quân phiệt tục tần, trong nháy mắt hóa thân thành một hán tử nhu tình, mặt bộc lộ vẻ mất mát ai oán, tay trái ấn dây đàn, tay phải xúc động say sưa yêu thương cầm trường cung trong tay, vừa kéo, vừa chính mình đã muốn khóc lên, hai tròng mắt thâm thúy điểm qua chút nước mắt. Khúc nhạc nữ nhân hoa tiếp tục được vị hán tử kia kéo đến réo rắt thảm thiết, sâu xa ai oán, tựa như một người con gái khóc, bay vào vườn nho, chuyển đến thanh âm nức nức nở nở. Tô Lạc Hoành nghe thấy tiếng đàn nhị này, thực sự không chịu nổi, nặng nề thở phì phò, mở to mắt, há to mồm, nhìn dám vẻ trầm mặc ai oán này của Chu Trường Dũng, không hiểu bỗng nhớ lại mối tình đầu, hay là trong lòng nhớ đến nỗi hận nước thù nhà của tổ tiên mời người Nhật Bản uống rượu, bi thương khổ sở như vậy khúc nhạc, nữ nhân hoa, xác thực kéo rất tốt, nhưng tiếp tục kéo xuống, anh còn sống, tất cả mọi người đều muốn treo cuộc tự sát chết. Đường Khả Hinh là người tuyệt đối lạc quan, nhìn Chu Trường Dũng như vậy, hai mắt cô cũng không khỏi lóe lên, nhẹ hé môi, có chút khổ sở nhớ lại mối tình đầu của mình. Mấy người trang hạo nhiên cùng lãnh mặc hàn nghe tiếng đàn nhị này, đi tới phần đất trống trước cây long nhãn, liền quái dị nhìn thấy Chu Trường Dũng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, vô cùng đau thương kéo đàn nhị, cũng có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, nhao nhao kỳ quái nhìn dáng vẻ ông như vậy, sợ đến nổi da gà. Trang hạo nhiên càng đi tới trước mặt đường khả hình, dùng ánh mắt hỏi cô, đã xảy ra chuyện gì? Đường khả hình vẫn chìm đắm trong bi thương, mặt bộc lộ vẻ say mê không nỡ dứt, từng chữ từng chữ nghẹn ngào nói, em. Em cũng không biết, chỉ là em cảm thấy khúc nhạc này, rất yêu thương. Em nhớ tới mối tình đầu của em. Phốc, Trang hạo nhiên lập tức nóng mắt nhìn cô, nhanh chóng nói, mối tình đầu của em không phải anh sao? Em thì ra còn có người khác, sao anh lại không biết? Đường khả hình sắc mặt vừa thu lại, lập tức ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, từng câu từng chữ, mang theo chút hung ác nói, nếu như em nhẫn tâm một chút, cũng chém đứt mối tình đầu của anh, vậy anh từ lúc bắt đầu nhà trẻ đến bây giờ, đều không sống nổi. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, sắp sửa vươn tay nhẹ ôm bà xã. Đường khả hình hơi đẩy anh ra, mặt lại lộ vẻ ai ai oán oán nhìn về phía chu trường dũng vị hán tử này chu tiểu tình cùng trương hoa lúc này đi ra đến nhìn về phía cha như vậy cũng không khỏi thở dài một hơi lúc này mới đi tới bên cạnh ông cúi người xuống vừa nghe tiếng đàn nhị cơ hồ muốn chết kia vừa khuyên bảo cha người không cần phải buồn đến mức như vậy không có con rể lãnh đây không phải là còn có trương hoa sao tiếng đàn nhị ai oán kia tiếp tục truyền đến chu trường dũng vừa yêu thương kéo vừa vẻ mặt tiêu tụy nghĩ trương hoa mặc dù tốt thế nhưng con rể lãnh học toán rất giỏi sổ sách hợp đồng kia rõ ràng như thế khiến ông vừa nhìn thoáng qua đối với người con rể này hài lòng hết sức hài lòng lãnh mặc hàn lúc này cũng biết tình hình mang theo vài phần cảm động vài phần bất đắc dĩ nhìn về phía chu trường dũng trong lòng ấm áp chu trường dũng tiếp tục kéo đàn nhị của mình hai mắt trống rỗng cũng không biết nhìn nơi nào bộ dáng đáng thương kia gió như vậy, cỏ như vậy, mây như vậy. Ôi, cha, người đừng như vậy, người kéo thứ đồ chơi này, khiến cho tâm tình con phiền chết. Con còn ở cứ nữa, Chu tiểu tình thật không còn cách nào khác với cha mình, vươn tay đẩy mạnh vai ông. Chu trường dũng không để ý đến con gái, chỉ không ngừng cầm trường cung, kéo khúc nhạc, nữ nhân hoa, sầu thảm kia, vẫn cảm thấy thập phần tiếc nuối. Lãnh mặc hàn đành bộc lộ sự bất đắc dĩ tươi cười, đi tới trước mặt Chu Trường Dũng, ngồi xổm xuống trầm giọng khuyên bảo chu tiên sinh mặc kệ cháu cùng với tiểu nhu có duyên phận hay không thế nhưng cùng ngài quen biết là mặc hàn vô cùng vinh hạnh tương lai mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì chỉ cần chu tiên sinh có bất kỳ khó khăn mặc hàn nhất định tận lực tương trợ cháu cùng với tiểu nhu cũng vẫn là bạn bè tốt nhất cháu vẫn là một người có trách nhiệm với bạn bè dành cho cô ấy sự yêu mến lớn nhất tiếng đàn nhị bỗng nhiên dừng lại chu trường dũng tay cầm trường cung vẫn thật sâu nhìn về phía lãnh mặc hàn, nhìn người thanh niên này, ngồi xổm trước mặt của mình, vẫn khí thế tràn đầy, nhưng lại thập phần yêu nhã, ông không khỏi lại một trận luyến tiếc, trầm thờ một cái, mới thu hồi trường cung, tay vỗ vai lãnh mặc hàn, lại khôi phục dáng vẻ quân Việt kia, mặt hiện lên tiểu ý, nói, không sai. Chúng ta đều là anh hùng gặp anh hùng, chuyện nhi nữ tình trường, không duyên phận chính là không duyên phận. Thế nhưng ta với cháu có duyên quen biết, coi cháu như là con rể sau này có chuyện gì hay cần tìm một chỗ giải sầu cháu cứ việc đến chúng ta nhất định sẽ tiếp đãi cháu thật chu đáo lãnh mạc hàn lập tức cười rộ lên nhìn về phía chu trường dũng thật tình nói cảm ơn chu tiên sinh ai đừng cái gì cũng gọi chu tiên sinh chu tiên sinh ta nghe hai ngày da gà đều nổi lên đã bảo gọi ta là chú chu rồi chúng ta dù sao vẫn là người một nhà chu trường dũng không nói hai lời đem đàn nhị ném vào tay con rể trương hoa lúc này mới đứng lên nhìn về phía mọi người cười nói hôm nay chúng ta tiếp tục không sai không về ta lại sai người đem rượu trăm năm trong hầm lấy ra lại uống được 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 trang hạo nhiên lúc này cũng vội vàng hướng về phía mấy người tô lạc hoành đưa mắt ra hiệu nhào nhào cùng chu trường dũng chuẩn bị uống vài chén sảng khoái an ủi ông lão mấy cô gái nhã tuệ tiêu đồng cùng đường khả hinh nhìn mấy người đàn ông này lại bắt đầu muốn uống rượu cũng không khỏi cười rộ lên Trần Mạn Hồng hai tay ôm vai, nhớ tới vẻ mặt tàn nhẫn của Tiểu Nhu, nói, đều nói cái nhà đầu chết tiệt kia, không chú ý, không hiểu biết. Cho rằng tùy tiện câu cá là có thể câu được đàn ông tốt. Cứ như vậy mà xuống, cô ấy cũng không cần phải quay lại phòng ăn của chúng ta. Sau đó cho tôi gặp rắc rối, nhặt đồ ăn thừa của khách. Mỗi ngày ngốc ngách ôm tiền đi ngủ, cũng không biết dùng như thế nào. Tiêu đồng cùng đường khả hình nghe lời này, cũng không khỏi nhìn về phía cô cười rộ lên, Ai, càng nghĩ càng giận, trong vòng hôm nay, đừng để tôi lại nhìn thấy nhà đầu chết tiệt kia, không chừng tôi sẽ tức giận đến mức giống như não chim bồ câu bị bóp nát kia, bóp chết cô ấy. Trần Mạn Hồng nói cho hết lời, liền một thân một mình theo chồng mình cũng muốn đi vào trong, hôm nay lăn qua lăn lại như thế, cơm sáng cơm trưa đều vẫn chưa ăn, đói chết. Nhã tuệ nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng kia của cô, nhịn cười không được, quen biết cô từ lúc học đại học đến tận bây giờ, người này bụng đói, liền nổi giận loạn nghĩ tới đây cô lại xoay người nhìn đường khả hinh nói đói bụng rồi sao chúng ta đi vào ăn một chút gì đi trước hết chờ một chút đường khả hinh mỉm cười vừa thấy được ánh sáng lại bởi vì lo lắng cho nhã tuệ liền đỡ tay cô nói chị vào trước đi em hiếm khi được nhìn thấy phong cảnh điền viên xinh đẹp đến vậy còn có vườn nho sinh sôi nảy nở như thế em tùy ý đi một chút xem có thể hay không gặp được tiểu nhu Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép Nhã tuệ vẫn có chút không yên lòng về đường khả hình Đi đi, hiện tại mắt em nhìn được rồi Không sợ, còn có tiểu vi tiểu hà Đường khả hình lại ngọt ngào cười Vậy, được rồi, em đi dạo đi Xung quanh rất đẹp, nhất là Biệt viện suối nước nóng tối hôm qua em nghỉ ngơi còn đẹp hơn Nhã tuệ cố ý nhịn cười Hai mắt hiện lên chút trêu chọc, nhìn cô nói Đường khả hình mặt hơi hồng thoáng cái mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía nhã tuệ xấu hổ nói được rồi không nên nói như vậy nhã tuệ lại kìm lòng không được cười rộ lên biết thói quen cùng tích cách của cô đành phải đưa tay chỉnh sửa tóc trên trán cô dùng một nhánh nho khô ôn nhu đem quấn mái tóc dài đến eo đen nhánh của cô lên tạo thành búi tóc thập phần xinh đẹp động lòng người lúc này mới đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói được rồi vậy chị đi vào trước ăn chút gì đó em cẩn thận một chút đừng ngã đấy. Ừm, Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Lúc này mới nhẹ kéo váy quay mặt sang, dùng đôi mắt đẹp lấp lánh như kim cương, ôn ôn nhu nhu sáng người nhìn về phía vườn nho trải dài vô tận ngay trước mắt. Tất cả giá gỗ cao ba thước, lại bài tí những chiếc đèn chiếu khổng lồ, vô số bù nhìn, nhao nhao giang hai cánh tay bảo vệ cây nho mềm mại. Một trận gió thổi tới, lá nho nhẹ lay động, từng quả nho lộ ra tỏa ra hương vị thơm ngọt. Nhìn những cây nho tuyệt vời này dường như tiền thế kim sinh. Đường Khả Hinh không hiểu sao tâm tình thật tốt, trên mặt tràn đầy kích động tươi cười, hận không thể tức khắc muốn hòa mình vào cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy, vừa muốn dọc theo cây long nhãn ven con đường nhỏ, đi vào trong vườn nho, lúc đi ngang qua một chiếc xe thể thao nào đó, kỳ quái nhìn thấy một bản hộ chiếu, mặt trên là khuôn mặt hết sức quen thuộc, cô hơi giật mình, xoay người, mở to mắt, nhìn thấy trên ghế da màu đen kia. Đặt một túi sách du lịch màu lam đậm, vòng trang sức dự đoán bị mấy đứa trẻ trong thôn kéo ra để lộ quần áo xa xỉ của một phụ nữ, thậm chí còn có một hai thứ đồ trang điểm nhãn hiệu châu Âu. Lòng cô khẽ động, lại ngẩng đầu nhìn về phía hình dạng chiếc xe thể thao này, thập phần thời thượng cùng nghị lực, không cần nghĩ đều biết là xe thể thao của trang hạo nhiên, cô liền kìm lòng không được hơi không người, vươn tay cầm lên hộ chiếu trên ghế ra, đặt trong lòng bàn tay, mắt sáng vừa nhìn, liền nhìn thấy ảnh chụp dịu dàng xinh đẹp của dai dai, ánh mắt cô nheo lại, trên mặt tức khắc bộc lộ dáng vẻ như một chú sư tử nhỏ, Kim Long không được nhìn về phía túi sách, cau mày, nghĩ, đây. Hẳn chính là túi hành lý của chị Giai Giai, chương 1143, sói xám lớn. Bên trong phòng khách Chu gia Chu Trường dụng uống xong ba ly rượu nhân sâm ngàn năm xuống bụng lập tức hào sảng vỗ bàn, vô cùng hưng phấn nói về chuyện tổ tiên đời thứ ba chính là quân phiệt, thậm chí còn tức giận bất bình giơ tay nói, mọi người đều nói quân phiệt không phải người tốt. Nhưng chúng ta có bản lĩnh, có thể giết chết một đội quân vác súng trên vai ai quản đến là thân phận gì thời đại lúc đó ai có bản lĩnh người đó làm lão đại cậu nói xem tổng giám đốc trang lão đại quả thật không tốt à đúng trang hạo nhiên tức khắc săn ống tay áo lên để lộ ra cánh tay chắc khỏe lập tức nâng ly rượu lên cùng ly cùng chu trường dũng mới cười rộ lên nói lão đại quả thật không tốt trách nhiệm nguy hiểm gì đều phải đứng ra gánh chịu nếu như không quyết đoán làm sao dám dẫn một đội quân tiến về phía trước. Cho tới bây giờ cháu vẫn có cảm giác là bản thân mình cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng so với chú chu cháu vẫn còn kém xa. Chú nói, cháu xem bên cạnh cháu có bao nhiêu thanh niên anh Tuấn tài gỏi như vậy, tương lai sẽ xưng bá thiên hạ. Chú chu rất ngưỡng mộ cháu, cụm, chu trường dũng hôm nay dường như tâm tình rất cao hứng không nói hai lời lại nâng ly. Cụm, trang hạo nhiên tức khắc lại nâng ly rượu lên chạm ly cùng chu trường dũng, nhìn chú Chu mở tiệc, biết rõ tối này không muốn say cũng không được. Phó Tổng lãnh, Chu Trường Dũng cùng Trang Hạo Nhiên cũng ly xong, xoay người tay cầm ly để Tô Lạc Hoành rót rượu cho mình rồi nhìn về phía lãnh mặc hàn đang ngồi phía bên ngoài, vừa nghĩ tới sự bi thương của đứa con rể hờ này, trái tim ông lại nhói lên, nhưng vẫn tỏ ra không có gì đưa tay nhẹ kéo bả vai lãnh mặc hàn, thật tình nói chú Chu cũng lớn tuổi rồi, đôi khi cũng hâm mộ tuổi trẻ khí thế. Chú rất tán thưởng con. Nếu như chú trẻ ra mấy chục năm, không chừng sẽ cùng con tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc, chúng ta không có duyên phận làm người một nhà. Nhưng vẫn là cạn ly rượu này, chú thay đứa con gái không có phúc khí của mình cảm thấy đáng tiếc. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, tức khắc vươn hai tay nâng ly rượu cùng ly cùng Chu Trường Dũng, sau đó mới tôn kính nói, "Chú Chu. Chú đừng nói như vậy, tiểu Nhu ở trong mắt của con đáng giá được người đàn ông tốt nhất quý trọng. Con có rất nhiều chỗ chưa tốt, cô ấy có mắt nhìn, có sự lựa chọn, có kiến thức, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc. Khó có được một người đàn ông như vậy, là chu gia không có phúc, không giữ được con rể như vậy, biết ngày mai các con sẽ rời đi nên hôm nay chúng ta liền cũng ly. Chu Trường Dũng không nói hai lời, tiện tay nâng ly ngửa cổ uống sạch. Hai tròng mắt lãnh mặc hàn lóe ra, cũng ngửa cổ cạn một ly rượu này. Hai người đàn ông này dù không có duyên phận trở thành cha vợ và con rể nhưng lại quấn quýt si mê ngọt ngào như đôi tình nhân. Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi một bên, hai tròng mắt lóe ra nhìn về phía hai người đàn ông này lại tiếp tục cạn ly, anh bật cười vừa định muốn tự mình rót rượu lại cảm giác được điện thoại trong túi mình rung lên, anh liền có chút kỳ quái lấy điện thoại ra, màn hình vừa sáng lên liền thấy một con chim bồ câu bay tới thả xuống một bức thư, anh liền nghi ngờ mở ra thình lình thấy được số điện thoại của Khả Hinh truyền tới nội dung tin nhắn, rượu là có thể sử dụng đầu lưỡi để nếm thử, ảo thuật khiến cho câu chuyện sinh động hơn. Nghi tâm của anh nhíu lại, hai chồng mắt đảo qua hai bên, có chút không hiểu rõ ý tứ trong lời nói này. Tổng giám đốc Trang, chúng ta tiếp tục, Chu Trường Dũng lại xoay người, muốn cùng Trang Hạo Nhiên cùng ly. Được, Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt cười rộ lên, tiếp tục cạn ly cùng Chu Trường Dũng, dịch rượu trong ly sóng sánh, phát hiện di động lại rung. Anh kỳ quái bật màn hình lên lại là tin nhắn của Đường Khả Hinh trong truyền thuyết bù nhìn được dùng để xua đuổi chim cò để phòng chúng ăn lương thực thực phẩm nhưng bất kể người bù nhìn thế nào cũng không có ai biết đến và trả tiền cũng khó khăn mà vượt qua nhân loại. Trang Hạo Nhiên lại nhíu mày nhìn tin nhắn nghĩ ngợi xem lời này của Đường Khả Hinh rốt cuộc có ý gì rõ ràng cảm giác được cô có chút ủy khuất trong lúc anh còn đang nghi hoặc Di động tiếp tục báo tin nhắn tiếp theo. Nếu như anh chỉ mời một người bằng hữu ăn cơm chiều, hãy lấy ra chai rượu ngon nhất đến. Nếu mời hai người, như vậy liền đến quán rượu. Không được. Trang Hạo Nhiên lập tức cất di động, vẻ mặt tươi cười đứng lên nhìn Chu Trường Dũng nói: "Chú Chu, hôm nay đoán rằng uống hơi nhiều rượu nên có chút chóng mặt, trước tiên để cho mấy anh em họ bồi chú, cháu đi hít thở một chút lập tức sẽ quay lại ngay." "Được được." Chu Trường Dũng tức khắc giơ tay cười nói: "Đi đi đi đi. Hôm nay trời trong nắng ấm." phong cảnh rất đẹp. Cảm ơn chú Chu, Trang Hạo Nhiên cười nói xong, trước ánh mắt kỳ dị của đám người Tô Lạc Hoành bước nhanh ra khỏi Chu gia, nhìn vùng đất trống trải ngoài kia đều là bữa tiệc của những công nhân của Chu gia. Anh liền bước nhanh ra bên ngoài, nhìn trái nhìn phải, vừa rồi nghe Nhã Tuệ nói Khả Hinh muốn đến vườn nho một chút, anh liền vội vã đi qua con đường mòn dài đầy bóng cây long nhãn, đi qua chiếc xe đua của chính mình đi xuống dưới, lại không hiểu sao dừng bước lại, hai mắt nhìn về phía vườn nho sáng ngời, trong nháy mắt xoay người nhìn về phía đường Khả Hinh đang ôm vai ngồi trong xe đua của anh, đôi mắt ươn ướt nhìn mình, chiếc túi du lịch bên cạnh đã mở ra, hộ chiếu của dai dai bên trong hiện ra. Anh liền cảm thấy cả kinh. Đường Khả Hinh tiếp tục ôm vai, hai tròng mắt hơi híp lại nhìn anh, cố ý nói tổng giám đốc trang. Anh hiện tại, hẳn là hy vọng mắt của em mù đi. Nói bậy, Trang hạo nhiên vội vàng mở cửa xe, nhảy vào chỗ ngồi phía sau xe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói, nhiều lần vất vả mới có thể làm cho ánh mắt của em nhìn thấy ánh mặt trời. Không được nói linh tinh, sau này không được lấy thân thể của mình ra nói đùa. Đường khả hình thoáng cái xoay người, cố ý ôm vai không nhìn anh, đầu tiên là cắn môi dưới mới từng chữ từng chữ ủy khuất nói em đã làm được đầy đủ rồi. Gương mặt kia của anh nếu không phải chiêu hoa thì là chọc cỏ. Anh và chị dai dai gặp nhau em biết đó là điều tất nhiên. Đây xuất phát từ lễ phép, càng xuất phát từ tình nghĩa, Thế nhưng anh, anh, không có việc gì sách túi du lịch gia đình đến gặp em làm gì. Đây không phải là có ý định chọc giận em sao? Trang hạo nhiên cảm giác chuyện này rất lớn, anh tức khắc ngẩng đầu liếc mắt nhìn những công nhân đang ở phía trước kia, từng cái bát đặt thành một hàng dài giữa bãi đất trống. Anh liền lập tức nhảy dến ghế lái khởi động xe vội vàng đem xe chạy đến vườn hoa phía sau chu ra, dừng lại giữa rừng trúc rậm rạp yên tĩnh mà vắng vẻ mới dừng lại, hơi xoay người trầm mặc nhìn về phía đường khả hinh vẫn như cũ đang ôm vai mái tóc đen nhánh bị được dây nho quấn lên thành một búi tóc xinh đẹp có mấy sợi tóc mất trật tự hơi rũ xuống cổ cô dáng vẻ cô nghiêng mặt vừa đỏ hồng vừa ôn nhu dịu dàng mà động lòng người con người anh chợt lóe tình cảm không khỏi dâng lên lúc này mới đi xuống xe trở lại ngồi bên cạnh anh lúc này mới vươn hai tay từ phía sau nhẹ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô cô ý thở dài một hơi mới nói ôi xem ra bình giấm này uống vĩnh viễn không hết đường khả hình cảm giác nóng lên do bị người giàn ông này ôm ấp nghe lời này trái tim lại đập liên hồi tức khắc hờn dỗi nói nói bậy ai ghen tị cũng đã chua đến đáy lòng anh rồi còn không chịu thừa nhận trang hạo nhiên không kìm lòng cười lại hơi ngửa đầu hôn nhẹ lên mái tóc của cô hai tay vuốt nhẹ bả vai gầy của cô vô ý chiếc áo khoác len của cô trượt trượt xuống để lộ đôi vai khiêu gợi đẹp mê hồn môi của anh lướt qua da thịt ngọt gào kia mới sâu xa nói thế nào. Nhớ anh hả? Mặt, lập tức đỏ. Ai, ai nhớ anh, anh không cần phải đổi đề tài. Trái tim đường khả hình đập thình thịch nhưng vẫn là giả vờ nói. Trang hạo nhiên mỉm cười, lúc này mới vươn tay kéo dây nho quấn trên tóc cô xuống làm cho mái tóc đen dài của cô giống như một thác nước đổ xuống. Ngón tay anh luồn vào mái tóc cô vuốt nhẹ, mới từng chữ từng chữ khàn khàn nói, nếu như không phải nhớ anh, như thế nào một chiếc túi đơn giản mà không có hành lý, cần vận dụng trí tuệ độc nhất vô nhị của bà xã anh sao? Trong tác phẩm của Longfellow ông đã đề cập tới, khuôn mặt đường khả hình lại xấu hổ đỏ ửng lên. Trang hạo nhiên nói xong, trong nháy mắt vươn tay nắm lấy tay đường khả hình quay người cô lại, lúc này mới dâng lên mấy phần tư thái của một tổng giám đốc, cúi đầu nhìn về phía cô, con người mị lực chợt lóe lại không nhìn được cương chiều cười rộ lên nói, bướng bỉnh. Xem ra trí tuệ của em, sau ra vẫn còn kém tổng giám đốc trang vạn phần anh trở lại tìm chị dai dai đi đường khả hình dường như bị nói chúng tâm sự có chút xấu hổ tay cầm cửa xe lập tức muốn đi xuống nghĩ muốn trở về chu gia có cá sấu thanh âm truyền đến a à, đường khả hình sợ đến vẻ mặt biến sắc quay trái quay phải nhìn xung quanh rừng trúc hoảng hốt la lên ở nơi nào trang hạo nhiên trong nháy mắt bá đạo ôm lấy đường khả hình ôm chặt cô thân thể mềm mại nhìn về phía cô vẻ mặt vô lại mà gợi cảm động lòng người tươi cười, nói, không thấy cá sấu. Chỉ thấy có con sói xám lớn đến muốn ăn vật nhỏ. Anh, anh vô lại, đường khả hình lại xấu hổ mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch nhìn người này. Trang hạo nhiên không nói nữa mà nhanh chóng ôm lấy cơ thể hơi dẫy dụa đường khả hình trở lại chỗ ngồi phía sau xe, ở nơi này là rừng trúc trống trải vắng vẻ, anh lập tức nhấn chiếc điều khiển từ xa đóng mui xe lại, mui xe thu lại trong nháy mắt anh lập tức đem cô gái trong ngực đè xuống ghế lái phía sau, bá đạo cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, tay đã không kịp đợi lập tức kéo chiếc áo khoác len mỏng màu đen xuống để một bên, hai tay phủ xuống nơi đầy đặn của cô, hưởng thụ sự kích thích cùng thỏa mãn dục vọng của người đàn ông. Ưm, ừ, đường khả hình đón lấy nụ hôn nồng nhiệt của anh, hai tay xấu hổ đỏ bừng, trang hạo nhiên hoàn toàn nếm vị ngọt ngào từ đôi môi cô, đôi tay nhanh chóng kéo vài áo cô xuống để lộ ra làn da trắng nõn cùng chiếc áo con màu tím. Ngón tay của anh tức khắc luồn vào, xoa nhẹ điểm phấn hồng kia. A, à, hai tai Đường Khả hình đỏ bừng, không kìm lòng được ngửa mặt lên, động tình kêu lên. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng kêu tiêu hồn này của cô, cả người đã không thể chờ đợi được, cúi đầu thở hổn hển nhìn khuôn mặt cô say mê, bèn vươn tay vén làn váy dài của cô lên mơn trớn đôi chân dài, ngón tay anh trong nháy mắt chuẩn xác trượt vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, không ngừng xoa nắn, lực đạo cơ hồ làm cho thân xe lay động. Đường khả hình lại nhắm mắt lại, há mồm kêu lên. Anh thích nghe em gọi. Trang hạo nhiên nhanh chóng cúi xuống, hôn lên đôi môi đang hé mở của cô, cùng trêu đùa dây dưa cùng đầu lưới cô, giống như đầu lưới cô chính là nơi ẩm ướt giữa hai chân cô. Cảm xúc của anh dâng trào, không kìm được liền nhớ tới đêm qua lúc hôn đến giữa hai chân cô, chất lỏng ngọt ngào kia lại làm anh cuồng nhiệt hôn lên đôi môi cô, bàn tay dần tiến đến giữa hai chân cô không ngừng xoa nắn. Ngón tay hưởng thụ sự ấm áp cùng mềm mại làm anh thở dốc không ngừng. A a a, Đường Khả Hinh ngửa mặt đỏ bừng từng đợt kêu lên. Trang Hạo Nhiên dường như đã có điểm không nhịn được, một bên hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, lúc ngón tay anh tiến sâu vào nơi ẩm ướt của cô, lồng ngực kích động phập phồng, thực sự không nhịn được cúi xuống hôn lên chóp mũi cô, nuốt khan nơi cổ họng, thanh âm khàn khàn nói: "Bà xã, chúng ta trở về suối nước nóng đi, anh không chịu nổi nữa rồi." trái tim đường khả hình đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng nhìn về phía anh. chương 1144, 30 ly. Trang hạo nhiên xác thực không thể rời khỏi lâu như vậy, sau đó anh vẫn trở lại chu ra, ống tay áo hơi săn lên cùng chu trường dũng uống rượu. Anh hớp một ngụm dịch rượu vàng óng, hai tròng mắt mị lực lóe ra, nhớ tới vừa rồi bên trong xe hai người ngọt ngào triền miên, nhất là lúc anh hôn đến nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, chất lỏng ngọt ngào chảy ra làm cảm xúc anh sôi trào trong nháy mắt anh nâng ly rượu uống thêm một ngụm rượu, nặng nề nuốt xuống, hai tròng mắt lóe ra nhớ tới dáng vẻ ngượng ngùng của đường khả hinh, thật làm cho người ta nóng ruột nóng gan. Tổng giám đốc Trang, đến đây, uống nào, Chu Trường Dũng lại cười, đưa tay vỗ bờ vai của anh, sảng khoái kêu. Được, Trang hạo nhiên gọi thẳng một hơi, chịu đựng sự rung động kia, lại dơ ly rượu cùng Chu Trường Dũng chạm cốc. Hoàng hôn đã xuống, ánh mặt trời chiều chiếu dọi khắp biệt viện suối nước nóng, sương mù quanh quần. Đường Khả Hinh đã ăn cơm chiều, được nhã tuệ đỡ từng bước đi về phía suối nước nóng, tâm tình rung động nhớ tới vừa rồi ở trong xe trang hạo nhiên nói một câu, nếu như không phải nhớ anh, như thế nào một chiếc túi đơn giản mà không có hành lý, cần vận dụng trí tuệ độc nhất vô nhị của bà xã anh sao? Trong tác phẩm của Long Fellow ông đã đề cập tới, một câu nói nhẹ nhàng khéo léo như nhìn thấu cô, lúc này nhớ tới sắc mặt phiếm hồng, vội vàng cúi đầu, xác thực. Xác thực, là bởi vì nhớ anh. Xác thực, xác thực, kích động sôi trào vì anh hiểu chính mình. Trái tim đập thình thịch. Nhã tuệ vừa đi vừa hơi nghiêng mặt nhìn về phía đường khả hình, không khỏi cười, nói, xem ra có người lại đang tương tư. Em đâu có, đường khả hình vội vã xấu hổ đỏ mặt, thế nhưng hai chồng mắt lại ôn nhu động tình hơi lưu chuyển, nhớ tới vừa rồi cùng trang hạo nhiên, anh đẹp trai đầy mị lực, cô lại ngọt ngào cười, theo nhã tuệ cùng tiêu đồng đi về phía biệt viện bên trong suối nước nóng. Ánh đèn tuyết trắng chợt sáng chói, Phòng ngủ xa hoa, một ngọn đèn màu trắng chiếu sáng ngay chính giữa, 30 chiếc ly thủy tinh trong suốt được xếp ngay ngắn trên bàn, 30 chai rượu đến từ khắp mọi nơi trên thế giới được một tấm vải vàng kim phủ lên trên. Nhã tuệ đã tắm rửa xong, mặc bộ đồ thể thao Nike màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa đứng trước bàn để rượu, hết sức nghiêm túc cùng cẩn thận nhìn về phía đường khả hinh nói em chuẩn bị xong chưa mặc kệ phát sinh chuyện gì em nhất định phải cảm nhận được đường khả hinh mặc áo phông màu trắng nhẹ nhàng cùng quần đùi màu đen tóc buộc cao đuôi ngựa Trừng lớn đôi mắt đầy trí tuệ biểu lộ mấy phần kiên nghị gật đầu nắm chặt tay nói nói chuẩn bị xong em sẽ tiếp thu tất cả bắt đầu đi nhã tuệ nghe lời này nhanh chóng nhìn về phía tiêu đồng tiêu đồng cũng nhìn về phía cô sắc mặt hơi ngưng trọng cùng cẩn thận gật đầu, liền thong thả cầm lên dụng cụ mở chai, bắt đầu cầm lên một chai rượu, rất nhanh mà thuận lợi xoay tròn một cái, cạch một tiếng mở ra, một mùi hương giống như hương bạc hà cùng với một loại hương thần bí nào đó từ bên trong chai rượu thoát ra, len lỏi đến khắp các ngóc ngách trong phòng. Một trận gió thổi tới. Đường khả hình trong nháy mắt nhắm mắt lại, tùy ý Trần Mạn Hồng dùng vải đen che cặp mắt của mình lại, nặng nề thở dốc, người mùi rượu lãng mạn mà manh mẽ này đang tìm kiếm mùi hương này và nơi đã trồng nên nó. Tiêu đồng liếc mắt nhìn thật sâu vào đường khả hinh, lúc này mới thong thả mở nắp chai rượu, hơi nghiêng miệng bình để vào miệng chiếc ly đế dài, dịch rượu màu hồng ngọc óng ánh chảy vào chiếc ly trong suốt. Hai mắt đường khả hinh mơ hồ, lại vẫn như cũ có thể ngửi thấy mùi rượu, nghe thấy tiếng rượu chảy vào ly, lập tức chính xác nói ra nó đến từ California của Mỹ. Napa Valley Tiêu đồng cùng nhã tuệ đều không lên tiếng nhìn về phía cô, Trần Mạn Hồng không nói gì, mà trong nháy mắt tháo tấm vải đen trên mắt cô xuống. Đường Khả Hinh chợt mở mắt to, tâm tình vẫn có chút khẩn trương nhìn về phía ly rượu màu hồng ngọc trên bàn, cái ót của cô chợt căng thẳng, tức khắc cảm giác trước mắt thoáng qua một chút, màu sắc dịch rượu bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư phảng phất tựa như màu đỏ hồng, lại cảm thấy giống như là hồng bảo thạch. Hai tròng mắt cô nháy nháy, màu sắc dịch rượu trong ly càng ngày càng mờ dần. Trái tim cô đập liên hồi, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi vô luận quy chế thi đấu thay đổi thế nào, thế nhưng lợi dụng sự lợi hại của đôi mắt để quan sát dịch rượu, lại qua ngôn ngữ của chính mình chính xác miêu tả màu sắc của dịch rượu ra, nhất định sẽ phải thi. Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng còn có Trần Mạn Hồng khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói thế nào? Thấy chuẩn sao? Đường Khả Hinh nặng nề khẩn trương nháy nháy đôi mắt mở ảo, nặng nề thở phì phò, một lần nữa muốn tập trung tinh thần nhìn về phía dịch rượu trong ly, lại phát hiện bởi vì nhìn càng lâu màu sắc dịch rượu trong chén càng ngày càng mờ dần, trái tim cô lạnh lẽo muốn lợi dụng sự hiểu biết của mình, lưu chuyển đến tên các trang trại rượu ở California nước Mỹ. Khả Hinh, nhã tuệ khẩn trương kêu cô, nói em không thể sử dụng biện pháp sàng lọc chọn dịch rượu. Em nhất định phải thấy được, em phải biết, riêng Pháp đã có muôn vàn trang trại rượu, em không thể lọc hết được. Đường Khả Hinh nghe lời này, lồng ngực bị đả kích, hai tròng mắt mãnh liệt lóe lên, lại hơi bình tĩnh gật đầu, làm cho tâm tình khẩn trương của mình dần hồi phục, lại hơi mở hai tròng mắt ôn nhu nhìn về phía ly rượu kia. Tào Anh Kiệt cùng Tô Lạc Hoành đứng ngoài cửa, khẩn trương nhìn thân ảnh cô đơn của đường Khả Hinh, đối diện trước mặt là những ly rượu, cũng có chút khẩn trương. Tin tức truyền đi, Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, tiếp tục cùng Chu Trường Dũng uống rượu, lúc đang uống rượu nhìn thấy tin nhắn truyền đến tin tức của đường Khả Hinh, anh suy nghĩ một chút, hai tròng mắt lại kịch liệt di chuyển. Biệt viện suối nước nóng, Bác Phúc đứng dưới ánh đèn, tay cầm kim châm trước mặt đường khả hình đem kim châm đốt nóng đến đỏ ửng. thừa dịp kim châm còn đang nóng liền đâm vào huyệt vị, từng chữ sâu xa nói, hiện tại bác dùng phương pháp châm cứu nóng cho con, hy vọng có thể giúp con nhanh chóng nôn ra máu độc. Trong lúc nhìn dịch rượu có thể nói cảm giác cho bác biết. Đường khả hình cảm giác kim châm nóng đâm vào cổ mình, một trận đau đớn chuyển đến, cặp mắt của cô mờ mịt như sương mù, lại lập tức có chút rõ ràng, cô lại khẩn trương nhìn về phía dịch rượu kia, một lần nữa nhìn thấy dịch rượu có màu hồng bảo thạch cô lại không dám khẳng định do dự trong nháy mắt dịch rượu kia trong nháy mắt lại biến thành những thứ màu sắc khác nhau cô lại có cảm giác nặng nề thở dài một cái không cần khẩn trương bác phúc lấy thêm một cây kim nhỏ châm nóng hơi đâm vào huyệt thái dương của cô một cảm giác đau đớn làm cho cô lập tức hoa mắt sắc mặt của cô trong nháy mắt tái nhợt lại thở dốc mồ hôi chảy ra nhìn về phía dịch rượu trong ly không hiểu sao có chút đau lòng dịch rượu kia phảng phất như có ma quỷ, mê hoặc người thẳng hướng về phía đường khả hinh. Đường khả hinh hơi bộc lộ vẻ mặt bị dịch rượu chinh phục, trái tim cô như bị mê hoặc, người thấy mùi rượu lại bắt đầu cảm thấy bi thương, hai tròng mắt cô ngấn lệ, khổ sở kiềm chế, không khỏi mất đi lý trí kêu lên, hạo nhiên. Hạo nhiên, anh ở đâu, hạo nhiên. Khả hinh, nhã tuệ cùng tiêu đồng khẩn trương kêu cô. Bác Phúc một biên châm cứu cho cô, một bên nóng mắt nhìn cô. Hạo nhiên, hạo nhiên, hai tròng mắt đường khả hình run rẩy kích động, cô lại kiềm chế tâm trạng nhìn về phía ly rượu kia, cảm giác màu sắc càng ngày càng mờ, càng ngày càng hồng, dần dần lại đen. Cô thoáng ngẩng đầu sợ đến trái tim run rẩy, nhìn sự bài trí xung quanh căn phòng, màu xanh không phải màu xanh, màu vàng không phải màu vàng, màu trắng không phải màu trắng, cô chợt kinh hoàng sợ hãi nói tôi không nhìn thấy. Tôi bị mù rồi, tôi bị mù rồi, tôi căn bản không thể nhìn ra màu sắc trong ly rượu kia tôi bị mù rồi. Cô đột nhiên kích động kêu lên, cảm giác dịch rượu kia kích thích chính mình. Khả Hinh, em làm sao vậy? Nhã tuệ đột nhiên trận kích động kêu cô. Đường Khả Hinh trong nháy mắt bị dịch rượu này liên tục kích thích, sợ đến hai tròng mắt run run, tựa hồ muốn trong nháy mắt muốn thoát khỏi, những kiến thức sư phụ truyền dạy trong nháy mắt cũng biến mất. Ngoài cửa sổ một làn gió lạnh thổi vào, những bông hoa lựu ngoài cửa sổ trong nháy mắt như khô đi. Nhã tuệ cùng tiêu đồng lập tức cảm thấy lạnh, thoáng cái ôm vai nhìn về phía tối tăm ngoài cửa sổ. Một thân ảnh màu trắng từ trong rừng núi tối tăm di chuyển qua đây, hướng về phía suối nước nóng đi đến. Đường khả hình vẫn như cũ nặng nề thở dốc, nóng mắt nhìn về phía dịch rượu trong ly, đỏ hồng, đỏ đậm, hồng bảo thạch, con là. Cô càng nhìn càng kích động, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống, lại phát hiện càng nhìn lại càng mê man. Cánh cửa lớn của biệt viện suối nước nóng chợt mở ra. Trang Hạo Nhiên rất nhanh vừa thở dốc vừa đi xuống qua con đường giữa những mỏm núi đá, nhìn Tô Lạc Hoành tình huống thế nào rồi. Tô Lạc Hoành một bên cùng anh khẩn trương đi vào trong, một bên sốt ruột nói, hình như không ổn định. Cảm xúc ngày càng dao động, rất kỳ quái. Nghi tâm Trang Hạo Nhiên căng thẳng, nghe mấy lời này lại nhanh chóng cất bước hướng vào bên trong suối nước nóng, đi qua những hang đèn lồng đỏ màu sắc kỳ ảo, anh rốt cuộc nhanh chóng đi tới phòng ngủ chính, nhìn thấy sắc mặt đường khả hình tái nhợt, trên chán chảy đầy mồ hôi, hai tròng mắt run rẩy yêu thương ngấn lệ, nhìn về phía chiếc ly rượu kia, mùi hương của dịch rượu ngày càng mạnh mẽ, gần như choáng váng. Hai tròng mắt anh nóng lên, chương 1145, tất cả cũng chỉ vì yêu. Một bóng đen lạnh lùng, đầy áp lực từ từ tiến vào. Đường Khả Hinh vẫn đang kích động run giấy nhìn về phía dịch rượu bí ẩn ở trong ly, hai hàng mi chứa chan nước mắt, toàn thân hoàn toàn hoảng loạn, ngay cả mười đầu ngón tay cũng phát run nhớ tới trận tranh tài rượu đỏ sắp diễn ra vào ngày kia, trái tim cô chợt ớn lạnh. Mặt Trang Hạo Nhiên biểu lộ sự nghiêm túc, dáng vẻ như thẩm phán chậm rãi tiến vào phòng. Anh nhìn về phía ly rượu lóe lên ánh sáng lấp lánh lạ thường, màu sắc dịch rượu chân quý, cảm giác nó như ma quỷ có thể hoàn toàn chinh phục bất cứ ai, cảm giác phô trương, thậm chí còn mê muội. Hai mắt anh lóe lên ánh sáng tinh anh bình tĩnh chinh phục ma quỷ, lạnh nhạt trực tiếp đối diện với ly rượu, thậm chí nâng nó lên đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, một làn hương thơm của hoa quả cùng bạc hà, còn có cam quýt chua giống như con hươu nhanh chóng nhảy tới. Ngay lập tức anh biết đây là một loại rượu vang tuyệt vời đến từ vùng California của nước Mỹ chai Starlip 1990. Hai mắt anh híp lại, quay mặt sang, ánh mắt biểu hiện sự lạnh nhạt, chậm rãi hướng về phía đường khả hình. Cả người đường khả hình vẫn run rẩy, căng thẳng nhìn về phía dịch rượu ở trong ly, đại não còn đang hoảng loạn, Cảm giác dịch rượu ở trong ly vẫn đang từng trận từng trận biến đổi màu sắc. Trang Hạo Nhiên chậm rãi di chuyển cơ thể, từng bước từng bước đi đến trước mặt đường khả hinh. Đôi mắt anh một lần nữa ánh lên cái nhìn nghiêm khắc nhìn về phía cô, rồi giống như thẩm phán trong phòng xử án, hỏi từng câu từng chữ. Nói cho anh biết, mới vừa rồi anh ở giữa bữa rượu, em gửi cho anh ba tin nhắn chứa đựng nội dung rất rõ ràng, chuyện gì đã xảy ra? Bao gồm cả tác phẩm của Longfellow trong lòng đường khả hình run lên trong nháy mắt ngẩng đầu lên mắt nóng rực nhìn về phía trang hạo nhiên hai mắt trang hạo nhiên căng ra rồi híp lại một lần nữa nhìn về phía cô nghiêm túc sắc bén nói nói cho anh biết nội dung tin nhắn là như thế nào em đường khả hình nhất thời căng thẳng không nói lên lời hai mắt hơi chuyển động sắc mặt trang hạo nhiên căng cứng lại nhìn về phía cô gái trước mặt từng câu từng chữ gần như khẳng định sáng sớm hôm nay em đã nghe lén anh nói chuyện với thư ký em đã nghe lén đề thi của anh sắc mặt đường khả hình trở lên tái nhợt lập tức cúi đầu xuống nặng nề thở dốc không dám nói lời nào sắc mặt trang hạo nhiên một lần nữa đông cứng lại hai mắt lóe lên ánh sáng sắc bén nhìn về phía cô gái trước mặt nói nếu như em đã nghe lén đề thi của anh nhưng mà tại sao em lại muốn gửi tin nhắn nói việc em biết trước đề thi cho anh tại sao em không tiếp tục giấu kỹ bí mật này đây có thể là điểm mấu chốt quan trọng giúp em phần nào hai hàng nghi đường khả hình run rẩy chứa chan nước mắt lúc này hai mắt trang hạo nhiên lóe lên một tia đau lòng nói đường khả hình em ngay cả đường tắt cũng không chịu đi em ngay thẳng chính trực quang minh lỗi lạc đối diện với chính bản thân mình đối mặt với cuộc tranh tài càng đối mặt với quỷ thần vậy em sợ điều gì cõi lòng đường khả hình chợt đau nhói em chính là muốn anh không cách nào có thể không yêu em không đau đớn vì em, có phải hay không? Trang hạo nhiên cảm thấy trong lòng khổ sở khi nhìn về phía cô gái này, cảm nhận hình dáng dịu dàng, mềm mỏng yếu đuối của cô nhưng lại mạnh mẽ và lạnh lùng làm cho người khác phải thấy đau lòng. Em ngay cả đường tắt này cũng không muốn đi, ngay cả bí mật này, những đề thi này cũng không muốn. Vậy cuối cùng em đang sợ hãi điều gì? Đường khả hình chợt rơi nước mắt. Trang hạo nhiên sâu sắc nhìn về phía cô gái trước mặt, Lồng ngực anh lại dâng trào mạnh liệt chân thật như sóng nước thủy triều, sau đó tình sâu ý nặng nói: "Khả Hinh, bất kể em đang gánh bao nhiêu trách nhiệm trên vai, em sẽ trải qua cuộc thi đấu bằng cách nào nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ vì em quá yêu thích rượu nho mà thôi. Khi một thứ em từ yêu thích đến sợ hãi, rồi đến trốn tránh, điều này thật sự là đau khổ tột cùng. Em cố gắng như vậy, chống cự như vậy, tất cả cũng chỉ vì yêu. Chúng ta vẫn luôn chỉ vì yêu." hai mắt đường khả hình run rẩy chan chưa nước mắt, kích động ngẩng đầu lên, lồng ngực căng đầy với muôn vàn hơi thở, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cho cô một ánh mắt khích lệ, sâu sắc gật đầu nói. Em có nghe qua một câu nói, nếu như bạn liên tục nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vậy thì một ngày nào đó vực thẳm sẽ trả thù bạn với tất cả bóng tối của nó. Không nên để cho bất kỳ khó khăn cùng cảm giác sợ hãi đánh bại em. Tất cả em cũng chỉ vì yêu, bất cứ loại rượu nho nào, trải qua một thời gian dài cất giữ trong hầm rượu nó vốn chính là bí ẩn vốn chính là khó đoán em có cảm giác sợ hãi là sự thật chứng minh rượu đã hoàn toàn lên men nhưng đây chỉ là một tình yêu toan tính chúng tôi tha thiết mong đợi vào em bất kể dù em thành công hay thất bại hãy đem tất cả tình yêu ở trong trái tim em ra thế là đủ cũng giống như em cùng anh ta có mối tình đầu kinh thiên động địa việc đó cho tới bây giờ anh cũng không thèm tính toán anh chỉ muốn vật nhỏ của anh có thể hạnh phúc bằng bất cứ giá nào, anh muốn em hạnh phúc. Hai mắt đường khả hình tha thiết sâu thẳm, tràn đầy nước mắt, sâu thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong lòng dâng lên ngàn vạn phần xúc động. Em yêu, Trang Hạo Nhiên cứ thế gọi cô thắm thiết. Anh vươn tay, cứ thế hết sức cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của cô. Anh nặng nề thở một lúc rồi mới đau lòng cùng một chút thương cảm nói. Nếu như em bây giờ cảm thấy mệt mỏi, vậy thì hôm nay chúng ta không cần phải nếm rượu nữa, cũng không cần kiểm tra nữa. Em phải nhớ rằng khi bản thân mình cảm thấy mệt mỏi cùng sợ hãi đến cực độ thì đây không phải là lúc thích hợp để đưa ra quyết định, càng không thích hợp để thử nghiệm một loại rượu bí ẩn như vậy. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi ngày mai lại tới, hả? Phúc Bá nghe những lời này xong thì nhìn thật kỹ về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thấy anh đang ngắm nhìn mình với sự yêu thương thắm thiết. Tâm trạng của cô không khỏi tỉnh táo lại, Người cũng từ từ hồi tỉnh lại, thở một hơi thật sâu rồi mới yếu ớt lắc đầu một cái. Không cần, em có thể. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời nói gần như chắc chắn này, nặng nề thở một hơi rồi lúc này mới hiện lên nụ cười, nhìn về phía cô nói. Được, anh tin tưởng em. Đường Khả Hinh gửi cho anh một nụ cười nhẹ. Vì có Phúc Bá ở chỗ này nên Trang Hạo Nhiên ngại không nói nữa, nhưng mà vẫn hết sức nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô. Lúc này anh mới lùi bước cùng Tô Lạc Hoành và đám người lâm sở nhai lùi đến cạnh bàn rượu. Tiêu đồng cùng đám người nhã tuệ thì mặt có vẻ căng thẳng, nhìn thật kỹ về phía đường Khả Hinh nói. Vậy thì, đường Khả Hinh, bắt đầu đi. Đường Khả Hinh một mình đứng trước bàn rượu, nặng nề thở một hơi, đôi mắt cô tựa như có xu hướng bị thứ ánh sáng mới mẻ chiếu dọi vào. Cô nhìn thật kỹ về phía chiếc ly cao cổ trong suốt chứa dịch rượu bí ẩn, cảm giác thân thể mình từ từ trần xuống, cả người bắt đầu tỉnh táo và rõ ràng, Suy nghĩ bắt đầu giống như dòng chảy chiến binh vậy. Nhớ tới lời thầy nói, rượu nho không chỉ có thẩm mỹ mà còn có lịch sử cảm động, hơn nữa thượng đế còn ban cho nó sự biến đổi vô tận của sắc thái thần bí cùng hương thơm. Chuyên gia hầu rượu là một chuyên gia mai mối giữa rượu và khách hàng. Chuyên gia hầu rượu là người trung gian đưa linh hồn của rượu đến với khách hàng. Con đường này tuy khó khăn nhưng lại tuyệt đẹp, chúng ta đối mặt với sự không hiểu biết về rượu, đừng nên sợ hãi bởi vì đây là lúc lòng người kích động nhất khoảnh khắc tràn đầy sôi trào chúng ta phải mở ra những cánh cửa tối tăm sâu thẳm của họ hướng sự rung động lòng người đến với thế giới tuyệt vời rực rỡ đó con muốn mang theo trái tim mình đi và hy vọng có thể chinh phục được vậy thì hãy đối mặt với nó con sẽ phát hiện đầy đủ các linh hồn của rượu nho khi cảm nhận được tình yêu của con nó sẽ nguyện ý vì con sẵn sàng mở ra tất cả các bí ẩn cùng hương thơm chỉ cần con có đủ sự dũng cảm cô gái này đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy năng lượng. Trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết, mang theo quan điểm liên quan đến tình yêu, đến che chở, đến thương tiếc trong lòng. Đôi mắt xinh đẹp lóe sáng, nhìn về phía ly rượu trong suốt đặt trên bàn rượu trắng như tuyết, đậu dưới ánh đèn mãnh liệt lóe sáng lên màu sắc của đá quý. Mặc dù hơi có vẻ hoảng loạn, nhưng về sau cô càng lộ ra sự bình tĩnh, đôi mắt chấp nhẹ, nhìn màu sắc trong ly rượu kia, lấp lánh như một loại dầu tinh khiết trong suốt, màu sắc đá quý trói sáng, hết sức trầm và ổn định. Cô lập tức xài bước tới, nhìn dáng vẻ giống như một chuyên gia hầu rượu đẳng cấp thế giới. Kỹ thuật thuần thục và đẹp mắt, cô cầm lên ly thủy tinh cổ cao kia, ngón tay nâng nhẹ chân ly, đem ly rượu nghiêng 45 độ, ngừng ở góc vuông trên tờ giấy trắng, mượn ánh đèn. Đôi mắt sáng mở lớn quan sát màu sắc rượu ngừng lại ở mép ly chảy dọc xuống, dường như lộ ra màu tím của trang khuyết, mặt cô để lộ một tia khẳng định. Cô cầm chiếc ly lên một lần nữa, trước tiên lập tức ngửi mùi vị của ly rượu đang trong trạng thái tính, sau đó nhanh chóng làm động tác xoay tròn 365 độ. Cô quan sát dịch rượu trong ly sau khi xoay, nhìn ly rượu như nước mắt tình nhân, treo ly, dịch rượu giống như giải máu tươi ngưng tụ sâu kín từ từ trượt xuống. Mọi người cùng nhau khẩn trương nhìn cô, nhã tuệ nhanh chóng bê lên một chậu sứ màu xanh lam đi về phía đường khả hình. Đường khả hình cầm ly rượu xoay tròn mấy lần, sau đó lập tức ngửi thật kỹ. Lúc này cô mới nâng ly rượu lên, uống một hớp nhỏ, đem dịch rượu nồng đậm mà mạnh mẽ ở trong khoang miệng xúc mấy lần, đôi môi hơi hé mở, để cho rượu trong khoang miệng hơi tiếp xúc với cổ họng. Lập tức cô cảm nhận được một luồng sinh mệnh sơ khai trái cây nhiệt đới, hương hoa ngọt ngào cùng mùi hương của cam quýt chua, hết sức nhiệt tình lan tràn ra đầy đủ. Trong nháy mắt chinh phục vị giác của người uống, cô ngay lập tức cúi xuống, đem dịch rượu trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra, trên mặt hơi lộ ra nụ cười có chút say mê và hài lòng mọi người cùng nhau yên lặng và mong đợi, Trang Hảo Nhiên càng tỏ ra lo lắng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng hơi lộ ra sự kích động, nhìn về phía Trang Hảo Nhiên cùng mọi người, từng câu từng chữ khẳng định. Đây là ly rượu nho đến từ trang trại rượu Safer, chai rượu tuyển chọn Starlip 1990. Bởi vì vừa rồi mới mở chai rượu, chưa giải rượu, cho nên kết cấu của rượu hết sức chắc chắn, hơn nữa nó mang theo một nước Mỹ với cảm giác đầy đặn mượt mà có một giống nho mới đến từ Mỹ mang theo hương vị của trái cây nhiệt đới, hương hoa ngọt ngào cùng với mùi cam quýt chua, vô cùng nhiệt tình. Dường như nó hấp thụ sinh khí đất của khu vực đó vậy, hương thơm hết sức phóng khoáng và sảng khoái. Trang hạo nhiên ghép lập tức ngẩng mặt lên cười, nhìn về phía khả hình nói. Màu sắc kia của nó. Đường khả hình nhìn thật sâu về phía trang hạo nhiên, sau đó lộ ra nét mặt tươi cười, từng câu từng chữ nói nó có một màu sắc đá quý rất hiếm có trên thế giới, quy định rượu váy nhưng lại là màu tím, rượu váy là thuật ngữ chỉ màu sắc của rượu vang, có nguồn gốc từ tiếng Pháp La Robe de Vin. Màu sắc hiện lên bóng loáng trong veo tinh khiết, nó biến đổi theo thời gian, nhưng do nó có kết cấu chắc chắn của màu sắc đá quý nên cùng với sự tiếp xúc với không khí mà ngày càng trở nên mềm mại, mềm mại tựa như môi của người phụ nữ. Thời khắc này, thật thích hợp với bài thơ của nhà thơ người Đức Martin. Đêm hôm đó chim họa mi hót trong bụi hoa hồng. Chúng nó thật thông minh. Khi chúng ta nâng rượu rót vào môi hồng, chúng ta cũng thật thông minh. Ngay cả khi biết điều này là vô cùng tốt đẹp. Sắc môi hoa hồng, chính là màu sắc cuối của ly rượu này. Nhã tuệ cùng những người khác dối giết nhảy lên. Trang hạo nhiên nặng nề thở phào nhỏ Khả hinh, cô thật giỏi, tô lạc hoành lập tức xông tới, ôm chặt lấy vật nhỏ này, bế ngang rồi xoay một vòng, mới ha ha cười lớn nói. Vừa rồi chúng tôi thật sự bị dọa chết. Đường khả hình tựa vào vai tô lạch hoành, nhưng cũng rất dễ thương nở nụ cười hạnh phúc. Véo một cái, véo mặt một cái, lâm sở nhai cũng kích động đi tới, tóm lấy đường khả hình vừa được đặt xuống, đưa tay ra liên tục véo khuôn mặt của cô. Đường khả hình cười lộ ra có chút ngượng ngùng. Tất cả những thứ này, tất cả trạng hạo nhiên đều để vào mắt, sau đó khuôn mặt lộ ra một chút đau lòng cùng vui mừng kích động nhìn về phía cô gái này. Đám người Trần Mạn Hồng mặc dù rất cao hứng nhưng nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang thở hổn hển vội vàng chạy tới, lúc này mồ hôi lạnh trên trán anh chảy xuống còn vương trên mi mắt. Cô liền nhìn về phía Nhã Tuệ nháy mắt, Nhã Tuệ cũng nhìn lại về phía cô, mỉm cười hiểu ý, sau đó liền cùng mọi người và Phúc Bá cùng nhau im lặng rời đi. Đáng lẽ Phúc Bá trước khi rời đi muốn nhắc nhở cô gái này tình trạng tử cung hư nhược sau khi ngâm suối nước nóng đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng khi nhìn về bọn họ, ông dừng lại một chút sau đó mỉm cười trầm mặt rời đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1146 thường Edit Hương Giang Bên trong gian phòng, màu trắng xen lẫn màu đỏ hồng của đèn lồng, ôn nhu mà mông lung sáng lên, đệm giường tơ tầm màu lam, vẫn còn lưu lại hương khí đêm qua của hai người, kia bên giường là một chiếc đèn ngủ hình chiếc dù chiếu ra ánh sáng cực hạn ôn nhu, dừng lại ở chiếc quần lụa màu hồng phấn. Kim sắc hồ lô, vẫn như cũ dược yên lượn lờ. Trang hạo nhiên cùng đường khả hình hai người đứng ở chỗ đèn lồng đỏ, như đôi chim sơn cao uyên ương, thâm tình nhìn nhau. Ngoài phòng, gió thổi làm cho bóng cây ngả nghiêng. Đường khả hình hơi mở mắt nhìn về phía trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đứng ở trước mặt mình, lúc này mới phát hiện, chán của anh vẫn như cũ tràn đầy mồ hôi lạnh, một đôi con ngươi hoặc lộ ra nóng cháy cuồng nhiệt, lồng ngực thở gấp, hàng cúc sơ mi đóng không hoàn chỉnh, dường như bị sự nóng cháy kia làm bung ra, hai tay buông xuống, ống tay áo nhẹ vén, lại thấy kia trên cánh tay gian xẹt qua có vài vết máu, đoán chừng là lúc chạy tới đây bị cành cây cào xước. Cô liền như vậy, như vậy ôn nhu mà đau lòng nhìn về phía vết máu kia. Trang hạo nhiên không thèm để ý xung quanh, trong mắt chỉ có đường khả hình, cất bước đi tới chỗ cô, nhìn cô mặc áo thể thao màu trắng cùng quần đùi màu đen, để lộ ra đôi chân thon dài gợi cảm, dường như mới gặp gỡ lúc bình thường, liền có điểm đau lòng vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt hồng hào của cô, cúi xuống, cưng chiều cùng thâm tình nói, bảo bối. Vừa rồi, có dọa em hay không? Đường khả Hinh trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngọt ngào cười tươi như hoa nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên hai tròng mắt nóng rực, thật sâu nhìn về phía người con gái mềm mại xinh đẹp trước mặt, cảm giác nội tâm của mình lại rung động vô hạn khát vọng, nhưng vẫn là hơi kiềm chế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vừa. Anh nghiêm túc như vậy, có dọa em hay không? Đường khả hình lại kìm lòng không được cười, ôn nhu vươn hai tay, nhẹ kéo cổ của anh, ngẩng gương mặt ngọt ngào lên, mới từng chữ từng chữ nhu tình nói, không có. Khi chúng ta mới quen biết nhau chính là bị mị lực của nhau thu hút. Thần bí mà lại mị lực. Trang hạo nhiên nghe lời này, không khỏi mỉm cười, lại vẫn có chút đau lòng vươn tay, nhẹ ôm hông cô bé này, cúi đầu hơi xúc động nói, thế nhưng anh cũng bị sự nghiêm túc kia vừa rồi của mình dọa sợ. Này phảng phất là bởi vì quan hệ chúng ta là quan hệ giữa quan chủ khảo cùng người thi đấu quyết định, loại cảm giác đối lập này, thật là rất bất đắc dĩ. Đường khả hình lại không để ý nhẹ xoa ngọt môi, cười rộ lên, mới mềm giọng nói, nếu như giữa chúng ta cần vĩnh viễn đối lập. Như vậy, để em ngắm nhìn anh, yêu anh từ xa, dù sao từng khoảnh khắc, góc độ của anh đã ăn sâu vào tim em mất rồi trang hạo nhiên nghe lời này không khỏi cười rộ lên nội tâm lại rung động ngàn vạn tình cảm cúi xuống tựa chán mình vào chán cô bất đắc dĩ mà lại thực sự cảm động thì thào nói nhỏ vật nhỏ đường khả hinh lại hơi có vẻ bướng bỉnh cùng động nhân cười trang hạo nhiên nhìn về phía cô cong ngọt môi đỏ mọng nhớ tới lúc cô bình phẩm rượu đỏ mỹ lộc nói câu kia thơ lại khó nén trong lòng rung động nói, bất quá em vừa rồi còn thật sự có điểm dọa anh, cũng không có nghĩ đến, em đến cuối cùng liên đức mác tin tác phẩm nói ra. Trả lời rất khá, rượu này dịch cuối cùng, xác thực chính là nữ nhân môi đỏ mọng màu sắc, ái muội lộ ra nồng đậm cảm giác. Đường khả hình nghe lời này, hai tròng mắt hơi ôn nhu ái muội chấp động, lại hai tay nhẹ kéo cổ áo của anh, ngưỡng mặt lên, sâu thật sâu hỏi, phải không? Ngài biết được rõ ràng như vậy. Trang hạo nhiên hơi cong mắt, nhìn biểu tình ái muội của A người con gái trước mặt, anh không nhịn được cười một tiếng, tình ý đậm đà cúi xuống, nói anh còn muốn cảm thụ được rõ ràng hơn. Em nguyện ý sao? Đường khả hình nghe lời này, trong lòng nổ tung, lại cố ý hé miệng cười nói, muốn cảm thụ, chỗ đó còn có một bình đây. Trang hạo nhiên lại ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, cúi mặt đầu tiên là chuồn chuồn lướt nước hôn, mới lại gợi cảm khàn khàn nói, anh càng muốn cảm thụ chất lỏng thần bí ngọt ngào trước mặt. Đường khả hinh mặt khuynh khắc đỏ bừng, nhớ tới trang hạo nhiên cùng mình hôm nay ở trong xe, anh ở giữa hai chân của mình mạnh mẽ hút, lòng của cô lại nổ tung, lập tức vươn tay, vỗ nhẹ tay anh, hơi hờn dỗi cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, kéo dài nói, anh bại hoại. Trang hạo nhiên lại lộ ra một điểm nam sĩ mị lực tươi cười, cúi xuống, ở bên tai của cô nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm, mới lặng lẽ nói, sợ cái gì? Ở đây chỉ có chúng ta, hôm nay em ở trong xe đùa chết anh bà xã. Đường khả hình dường như cảm giác thân thể toàn bộ chìm đắm trong bể mật ngọt, mặt lại mắc cỡ đỏ bừng cười. Em không muốn, ân, trang hạo nhiên thoáng cái cường thế cúi xuống, hôn một chút lên môi của cô, tay đã lại lén tiến đến chỗ áo ngực tuyết trắng của cô luồn vào trong khẽ xoa nắn gò ngực mềm mại, thậm chí vừa hôn vừa ép cô lên cửa, tay quét xuống đôi chân dài gợi cảm của cô, hơi nhấc chân dùng chân mình ma sát vào giữa hai chân cô. a, à, đường khả hình kìm lòng không được ngẩng đầu lên, mắc cỡ tai đỏ bừng kêu khả hinh anh thực sự nhớ em muốn chết anh nghĩ muốn em trang hạo nhiên nói cho hết lời vừa nghiêng mặt hôn lên môi của cô vừa tự cởi cúc áo của mình một tay nhẹ bắt được tay anh trang hạo nhiên hơi giật mình nhìn về phía cô đường khả hinh lại hơi mở hai mắt ra có vẻ ngượng ngùng nhìn về phía người đàn ông trước mặt thân thể dán chặt vào cửa cảm giác thân thể của mình vì nụ hôn của người đàn ông này mà lâng lâng thậm chí cảm giác nơi giữa hai chân chảy ra một dòng nước nóng ấm, trái tim của cô gian bang bang nhảy, nhưng vẫn là dũng cảm vươn tay, đưa đến trước áo sơ mi của anh, cởi từng nút áo sơ mi một, mắc cỡ sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía lồng ngực màu đồng cổ tràn đầy mị lực của anh đang dần lộ ra. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía cô bé này, lồng ngực cũng bắt đầu cuộn trào lên làn sóng tình dục mãnh liệt, hưởng thụ vươn tay, cách hy phục, xoa hai gò ngực của cô, thậm chí tìm đúng được hột anh đào nho nhỏ mà khẽ nắn. Đường khả Hinh nhắm mắt lại thở dài, hai tay lại tiếp tục cởi áo sơ mi giúp anh, chương 1147, em ở đây làm gì? Tối nay, trên bầu trời đen kịt có vô số ánh sao lấp lánh, chúng đều lung linh huyền ảo đua bao phủ bởi những ánh sắc vô cùng đẹp đẽ. Con đường tới vườn nho trải dài vô tận, những người bù nhìn được những ánh đèn màu lam chiếu lên vô cùng rực rỡ, chiếu dọi những cành nho ánh lên một mảnh màu lục sắc, một trận gió thổi qua cũng đủ để người thấy thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt của nho. Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, Chu Trường Dũng cùng Lâm Phượng Kiều đã lên tầng thu dọn nhà cửa. Có mấy công nhân đã đem giá nướng đến hồ sen phía trước vườn nho để rửa. Thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh len keng, trong suốt vang lên. Tối nay lãnh mặc Hàn vẫn như cũ ở chu gia nghỉ ngơi. Tới biệt viện này anh được sắp xếp cho một gian phòng khách thượng đẳng có mùi hoa lê dịu nhẹ. Nơi đó hằn bóng của cây trúc nhẹ nhàng, thoải mái và lịch sự. Khi anh tỉnh rượu, mặc nguyên trên người bộ áo sơ mi đen và quần thường cùng màu đi ra biệt viện, nhìn thấy cây long nhãn trên đất trống, chỉ thấy Trương Hoa là người làm ở đây mà không gặp Tiểu Nhu. Không biết có phải do là mới được cầu hôn nên cô vẫn cố ý tránh mặt anh hay không? Ngay cả đêm nay náo nhiệt như vậy nhưng cô vẫn không tới. Một trận gió thổi tới, ba cành cây của cây long nhãn trăm năm tuổi ấy kêu, róc rách, khiến lãnh mặc hàn cảm thấy ớn lạnh, anh đang đứng đón gió trước viện. Khuôn mặt trầm tính, đôi con người đảo vòng nhìn quang cảnh u ám xung quanh nhưng vẫn không bắt gặp được hình bóng cần tìm tối nay anh đã sai tới mức phải nằm trên giường đã đợi cô cả một buổi tối muốn sáng mai rời đi nên tối nay nghĩ sẽ nói lời tạm biệt đem chỗ ghế tựa này cất vào trong hết đi đêm nay có thể có mưa đó cậu nói với vài người nữa đêm nay mang theo những chiếc túi trong suốt đi theo tôi đánh dấu đem toàn bộ các cây nho ở phía tây kia bọc lại trương hoa chỉ đạo cho mọi người thu dọn bàn ghế mà bản thân mình cũng cúi xuống chuẩn bị mang ghế vào nhà, nhưng khi xoay người lại thì nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đứng một mình ở tiền viện, anh có vẻ như đang cười, nói: "Phó tổng giám đốc Lãnh, sao cậu không đi nghỉ? Trời đã khuya mà hôm nay cậu lại còn uống nhiều như vậy." Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trương Hoa, cười, cảm tạ những lời nói quan tâm ấy, "Bình thường tôi cũng uống nhiều rượu nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lát là có thể bình phục. Hơn nữa tôi vừa mới tỉnh, cảm thấy có chút đau đầu nên muốn ra đây một chút." Trương Hoa nghe thấy những lời này liền nhìn thật kỹ chàng trai trước mặt, nhớ tới buổi trưa hôm nay, anh đã rất dũng cảm đứng trước mặt bố mẹ vợ của mình mà nói ra những lời ấy nên cũng lập tức có vài phần ấn tượng đối với chàng trai lạnh lùng này. Chỉ tiếc không thể trở thành một người nhà. Ông đành ngậm ngùi nhìn anh cười nói: Ngày mai cậu muốn đi sao? Hai chồng mắt lãnh mặc hàn hơi lóe ra, trên khuôn mặt bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn nhưng vẫn gật đầu. Trương Hoa khẽ thở dài nghĩ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh cười nói, rất vui được quen biết cậu. Trong tương lai, mong rằng cậu sẽ bớt chút thời gian tới đây. Cảm ơn, lãnh mặc hàn có vẻ cảm động cười cười, hai tròng mắt nhìn quanh, nhìn tới cả phía sau của quang cảnh vắng vẻ này, mặt bộc lộ mấy phần do dự, nhưng vẫn lo lắng hỏi, Trương Tiên Sinh, từ bữa tiệc tối hôm nay tới giờ đã lâu như vậy, ông có thấy tiểu nhu đâu không? Trễ như vậy rồi sao cô ý vẫn chưa về nhà nhỉ? Trương Hoa cũng nhấc ghế lên, Nhìn xung quanh một lượt, cũng bộc lộ mấy phần quan tâm, nói: "Đúng vậy, cả ngày cũng không thấy con bé, chắc là tâm trạng không tốt lắm nên đã qua nhà bạn rồi." Lãnh Mặc Hàn đứng yên không lên tiếng. Trương Hoa nhìn về phía anh, biết anh đang lo lắng, liền cười cười nói: "Cậu có cần tôi tìm xem con bé đang ở đâu không?" Lãnh Mặc Hàn nghe thấy vậy đành phải cười lịch sự từ chối: "Không cần, tôi chỉ đi loanh quanh một lát để hít thở không khí xung quanh thôi." được, trương hoa cười nhìn nói với anh, chỉ là cậu phải cẩn thận, ban đêm đường rất tối, không nên đi tới núi đâu. lãnh mặc hàn gật đầu, nhìn trương hoa rời đi, sau đó mình cũng một mình bước đi. nghĩ tới người kia, nhìn qua không gian to lớn bên ngoài vườn nho, lúc đầu thì muốn đi vào trong thôn, nhưng vào lúc này, nhìn thấy mấy người công nhân đã cõng những chiếc túi lớn trong suốt lặng lẽ đi về phía bên kia của vườn nho, anh lại hơi trầm mặc, xoay người đi đón chút gió lạnh nhìn về phía vườn nho cao ba thước ngay chính giữa giống như một đài phong hỏa mộc tháp, vì công nhân muốn trực đêm, cho nên sáng lên ánh sáng màu lam rất nhỏ bé, anh liền nhìn thật kỹ cái mộc tháp kia liền nhớ tới đêm qua tiểu nhu dính mưa đêm mà chỗ đó lại có ánh đèn. Nhưng trên mặt cô lại hiện lên sự sợ hãi và trốn tránh, tim của anh cũng hơi nhói đau, ái náy về hành động của mình đã khiến cô thêm gánh nặng. Tìm lòng không được, lãnh mặc hàn xoay người, bước đi ngày càng nặng nề, đi về phía ruộng bậc thang nhỏ, rồi lại đi vào trong vườn nho, liền nghe được tiếng gió thổi những chiếc lá, róc rách, làm anh có cảm giác như đang ở mùa hạ. Anh vừa rời đi vừa nhìn khung cảnh hai bên đen kịt và vắng vẻ, mình đã từng chán ghét hắc đạo máu tanh cùng giết chóc, thậm chí nửa đêm tỉnh giấc, nhìn xung quanh cũng có cảm giác như mình đang trong địa ngục, nhưng chưa từng nghĩ tới, lại có một thôn trang như vậy, lại có thể có thể mang lại cho người ta cảm giác bình yên tuyệt vời. Lãnh mặc hàn vừa đi vừa nhìn xung quanh nho cây, trên mặt không kìm được hiện lên một tia cảm xúc một âm thanh nặng nề vang lên lãnh mặc hàn hơi giật mình dừng bước tiếng bước chân kia biến mất cúi đầu dựa theo ánh đèn của người bù nhìn mà theo dõi là một chùm nho chín rơi xuống đất anh lại cố gắng nhìn kỹ hơn một chút mới đi tới đem chùm nho kia nhặt lên đặt ở trong lòng bàn tay rồi hơi xoay tròn cúi đầu thổi thổi đem thổi đi tất cả lúc này mới vươn tay ra lấy một quả bỏ vào miệng nhẹ nhàng ngậm nhai lập tức có một vị ngọt thanh xuất hiện hai tròng mắt anh hơi sáng lên có chút ngạc nhiên anh cũng đã từng nghe đường khả hinh nói xả hương nho là một trong rất ít những loại rượu được trưng cất tốt vị rất ngon nhất là khi đã đủ thời gian nó sẽ tiết ra vị thơm ngọt của ong mật cùng hoa hồng nhưng nếu sử dụng việc trưng cất rượu chất lượng rượu sẽ không tốt nữa không thể hiện được hết vị ngọt của mình anh liền như vậy tay này cầm chùm nho vừa ăn vừa đi về phía trước hưởng thụ này có vẻ tâm mình khó được yên lặng thoải mái, dần dần, đã đi đến đài phong hỏa kia giống như một cái giá gỗ, nhìn thấy mấy công nhân đã đi đến bên kia, thỉnh thoảng nghe thấy một vài tiếng cười, anh lại lộ mấy phần vui vẻ, cảm thấy đây đều là những người tốt để làm bạn, vừa dựa vào giá gỗ phía dưới vừa hưởng thụ mấy quả nho ngọt ngào nhưng lại cảm giác giá đỉnh phát ra âm thanh. Lãnh mặc hàn hơi giật mình, rời đi khỏi cái giá gỗ, ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên phía tầng cao nhất của giá gỗ, lại không có nhìn thấy bất cứ ai hay cái gì, hai tròng mắt anh lại nhìn quanh, nghĩ nghĩ, xác định trực giác của mình không có sai, căn cứ vào công việc của anh cùng sự cẩn thận, anh liền tay cầm nho, đi vòng qua phía sau giá gỗ, đồn kia tiểu lâu thang, lặng yên cất bước, đi lên trên lầu. Ở phía trên đỉnh vẫn vắng vẻ như vậy. Lãnh mặc hàn vừa đi vừa vô tình nghe được âm thanh của giá đỉnh kia, trừ tiếng gió, liền cũng không còn tiếng động nào nữa, anh bắt đầu hoài nghi phải chăng mình suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn là im lặng, cất bước đi lên giá đỉnh, khi anh đứng ở bậc thang cuối cùng lại hơi giật mình, đón cơn gió lành lạnh, cùng mấy người bù nhìn phía xa, đột nhiên thấy trên bong thuyền sạch sẽ có một bóng dáng ôn nhu đang nằm, cô vẫn mặc bộ váy hôm nay, cảm giác có chút lạnh, bộ váy đã để lộ ra một đôi chân nhỏ, hai tay ôm vai. Tóc búi đã có điểm rời rạc, thấy không rõ mặt của cô, chỉ là có thể cảm giác cô đang yên lặng ngủ. Hai mắt anh sáng ngời, có mấy phần đau lòng cùng kinh ngạc nhìn về người trước mặt, kìm lòng không được kêu một tiếng tiểu nhu cả người tiểu nhu lạnh toát đang nằm trên tấm ván gỗ ngủ có chút bất ổn nghe thấy có người như vậy gọi mình cô nhất thời khẩn trương mở to mắt vội vàng ngồi dậy dùng tay kéo chiếc váy trắng che đi đôi chân nhỏ ngẩng đầu mặt mang theo vài phần mệt mỏi cùng kinh ngạc nhìn về phía lãnh mặc hàn dĩ nhiên trong thời khắc này xuất hiện ở tháp giá thượng cô không khỏi thất thần gọi lãnh lãnh phó tổng lãnh mặc hàn nhìn thật sâu nhìn về phía tiểu nhu bóng dáng ôn nhu mà cô đơn kia có vẻ có chút lạnh đang dần lui vào trong bóng đêm, cô nhỏ bé làm cho người khác cảm thấy đau lòng, lồng ngực của anh siết chặt lại, lúc này mới đi tới, có vài phần áy náy, nhưng khi tới chỗ cô lại nắm tay rồi hơi cao giọng hỏi, đã trễ như vậy. Trời lạnh như thế này, một mình em ở đây làm gì? Em, tiểu nhu ngừng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn trong bóng đêm, bộ dạng đau lòng, cô cũng không biết nên nói gì, chỉ biết trầm mặc cúi đầu như một đứa trẻ làm sai hai tròng mắt lãnh mặc hàn hiện lên vài phần đau lòng cùng áy náy, lại thật sâu nhìn về phía người con gái trước mặt, vốn muốn cao giọng hỏi cô vài câu, cuối cùng lại bị sự đau lòng nuốt trọn. chương 1148, đâm lao phải theo lao. Giàn nho, cao cao đứng vững ở dưới trời sao, tình cảnh này, đúng như mùa hạ, dường như tiếng về mùa thu chưa kết thúc, doanh hỏa trùng chính bay múa đầy trời. Xa xa nho viên, mấy công nhân, như ẩn như hiện ở giữa đám cây mây, vẫn như cố tinh thần hăng say, mỗi người cầm lên túi nhỏ trong suốt, cuốn lấy dây nho no đủ mập mạp, không để cho mưa gió tối nay có thể đột kích mà đến, đem thuộc thấu nho đánh rơi xuống, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười của bọn họ, có chút không chân thực truyền đến. Tiểu Nhu cùng Lãnh Mặc Hàn cùng nhau yên tĩnh ngồi ở giá đỉnh, nhìn về phía nhau viên xa xa vắng vẻ thu hết đáy mắt, đô trầm im lặng không lên tiếng. Một trận gió thổi tới, mang theo một điểm cuối thu lạnh lẽo lãnh mặc hàn thân thể to lớn như vậy, đều cảm giác một trận lãnh ý, không nói, quần áo trên người đơn bạc, hai tròng mắt anh hơi hiển mấy phần đau lòng, quay mặt sang, nhìn về phía cô gái trước mặt, thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi, lạnh không? Tiểu nhu trên mặt bộc lộ biểu tình điểm xấu hổ cùng ái náy, cắn môi dưới, lắc lắc đầu. Lãnh mặc hàn nhìn về phía cô khẽ cúi đầu xuống, bộ dáng tiểu tụy thất hồn lạc phách, giống như cô bị người ta cự tuyệt, trên mặt của anh hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười hai tay chống sàn tàu băng lãnh thân thể to lớn hơi hoạt động nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô gái trước mặt lúc này mới ngẩng đầu im lặng nhìn về phía nho viên sâu thẳm trước mặt tiểu nhu trong lòng xúc động cảm giác được điểm ấm áp ấy cô kìm lòng không được hơi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt lãnh mặc hàn hai tròng mắt nóng cháy lóe ra ngưng mặt nhìn về phía cảnh trí phía trước cuối cùng mở miệng yếu ớt hỏi tới nơi này đã bao lâu tiểu nhu nghe lời này lại chậm rãi cúi đầu không dám lên tiếng lãnh mặc hàn cảm giác được người bên cạnh không có thanh âm lại quay mặt sang nhìn về phía cô gái trước mặt tiểu nhu khẽ cắn môi dưới biết có ánh mắt đang nhìn mình cô do dự một hồi mới từng chữ từng chữ kéo dài mềm mại cúi đầu nói từ buổi trưa đến bây giờ lãnh mặc hàn hí sâu mắt nhìn về phía cô tiểu nhu đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng lại cúi đầu có mấy phần khẩn trương cùng hít thở không thông vội vội vàng vàng giải thích nói, anh, anh, anh không nên hiểu lầm, hàng năm thời gian nho viên thu hoạch, cha đều gọi em và chị gái qua đây gác đêm, phòng ngừa dã thú và người trích trộm. Hai năm trước chị gái lập gia đình, liền do em đến canh gác. Bộ dạng này của em, canh dã thú, lãnh mặc hàn có chút hoài nghi nhìn về phía cô. Mặt của tiểu nhu, có một chút đỏ. Lãnh mặc hàn nhìn về phía bộ dáng này của cô, đảo mắt nhịn không được mặt hiện lên một điểm tươi cười chầm thờ hồn hền một hơi hướng nhìn nho viên phía trước giữa là hồ sen tàn ảnh ngược hơi dập dờn ánh nước mới bất đắc dĩ nói kỳ thực cự tuyệt người khác thật không phải là chuyện gì quan trọng nhưng em đã có dũng khí cự tuyệt như vậy sẽ không muốn trốn ở chỗ này đi không dám về nhà làm cho người ta lo lắng làm cho người ta lo lắng tiểu nhu tâm hơi động ngẩng đầu mở to mắt nhìn về phía lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn cũng quay đầu nhìn về phía cô gái trước mặt bộ dáng tiểu tụy khổ sở, anh đau lòng cười cười, vươn tay hơi đè ép áp đầu của cô, giống như hảo bằng hữu vậy, mới yếu ớt nói, sau này dũng cảm một chút. Đừng sợ cự tuyệt người khác, lại càng không muốn có ngốc nghếch mà đối diện người khác cười chế nhạo cùng cười lạnh, nghịch đến thừa nhận. Dù sao, sinh mệnh hay là muốn chính mình một mình gánh chịu cùng đối mặt. Hai tròng mắt tiểu nhu di động ánh lệ. Lãnh mặc hàn nhìn thật sâu về phía cô gái trước mặt, lại đau lòng nói, không muốn nghĩ quá nhiều. Chúng ta còn là bạn tốt, anh không sao." Tiểu Nhu hai tròng mắt di động ánh sáng yếu ớt, nghe lời này thật thật tại tại, lòng của cô như ẩn như hiện một điểm đau xót, giống như thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở nơi cổ họng, nói không nên lời, chỉ là lặng yên cúi đầu. Lãnh Mặc Hàn lại trầm mặc nhìn về phía cô, tối nay nương theo ánh đèn, thấy rõ hình dáng mặt nghiêng của cô, lại khó có được mỹ lệ cùng mê người. Hai tròng mắt của anh cứ như vậy lặng lặng dừng ở trên mặt của cô, rất lâu. Cho đến nhìn thấy hai tròng mắt di động có chút ngốc nghếch của cô, anh có vài phần bất đắc dĩ cười, mặt nhìn về nho viên phía trước, mới thật tình thú nhận nói, anh vẫn muốn, kiếp này rất ngắn, nếu có duyên phận có thể gặp được người con gái làm cho mình động tâm, liền không muốn suy nghĩ quá nhiều, cho dù là sai, cũng muốn một đời đâm lao phải theo lao. Tiểu Nhu lập tức hai tròng mắt mở to, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn lại vào lúc này, mang theo một điểm cười khổ nói, thế nhưng anh sai rồi cảm tình không có cái gọi là đâm lao phải theo lao, nếu có một điểm không tiếp thu thật, liền toàn bộ đều thua. Anh luôn luôn đối mặt với chuyện, thâm tư thục lự, thế nhưng lại ở thời gian đối mặt với em, không có thể lý giải thấu triệt, sẽ theo ý mà quyết định. Như vậy lỗ máng cầu hôn với em, đúng là anh sai rồi. Anh một người thông minh như vậy, đến bây giờ, cũng không có cách nào hiểu em vì sao cự tuyệt anh. Đây là anh thất bại. Không phải như thế, Tiểu Nhu nghe lời này, giống như thiên ngôn vạn ngữ sẽ phải thốt ra lãnh mặc hàn nghe lời này quay mặt sang nhìn về phía cô tiểu nhu lại tại lúc này ẩn nhẫn mấy phần vội vã cúi đầu không dám lên tiếng lãnh mặc hàn hí sâu mắt thần nhìn về phía người con gái trước mặt bộ dáng ẩn nhẫn nội tâm của anh cũng động mấy phần mang theo một điểm không hiểu khẩn trương cùng xúc động hỏi vậy em vì sao lại cự tuyệt anh tiểu nhu nghe lời này im lặng không lên tiếng không thể nói với anh sao? Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía cô, thật tình hỏi. Tiểu Nhu lặng im suy nghĩ mấy phần, mới yếu ớt cúi đầu, cũng có mấy phần thật tình nói, "Lãnh Phó tổng, anh là một người tốt, tương lai nhất định sẽ gặp được một cô gái rất thích hợp với anh, các người nhất định sẽ hạnh phúc." Trái tim như bị người ta đánh mạnh cho một quyền. Lãnh Mặc Hàn lúc này, cơ hồ khẳng định cô bé này chưa từng có yêu chính mình, hai tròng mắt anh lóe lên một điểm đau lòng. Tiểu Nhu lại cúi đầu nặng nề thở phì phò, nói cũng không dám nữa nói. Lãnh Mặc hàn thật sâu nhìn kỹ cô bé này, cứ việc nội tâm ngàn vạn tình tự sung dũng, nhưng vẫn là trầm thở một cái, nhìn về phía bộ dáng của cô, chỉ biết đau lòng, hiện lên mấy phần tiểu ý, nói em. Cử tuyệt anh, sẽ không thật bởi vì chư màu hồng phấn đi. a à, tiểu nhu tức khắc chừng lớn hai mắt, nhìn về phía lãnh Mặc hàn. Em tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? sau này muốn thân cận cùng chư màu hồng phấn kia, lãnh mặc hàn lại vi hiền một điểm tiêu ý, nhìn về phía cô. Tiểu nhu lúc này, mới hơi thu hồi khuôn mặt tiểu tụy, có một điểm ngốc nghếch cùng bất đắc dĩ nhìn về phía người này. Lãnh mặc hàn nhìn biểu tình như vậy của cô, lại thật sâu cười, một lần nữa ngóng nhìn nho viên sâu thẳm, lập tức cảm thấy tinh quang càng sán lạn, làm cho tâm tình người ta tốt hẳn lên, vô luận thành công cùng phủ nhận, đây là tình yêu trải qua khó có được anh không khỏi trầm mặc cầm lên lủi xà hương nho, hái một quả bỏ vào trong miệng, nhẹ nhai, nếm cảm giác chua chua ngọt ngọt, lúc này mới đem nó đưa tới trước mặt Tiểu Nhu, nói có muốn nếm một quả hay không. Tiểu Nhu liếc chùm nho, hơi lắc lắc đầu. Em hôm nay trừ lắc đầu, có thể hay không có chút động tác khác. Lãnh mặc hàn nhíu mày nhìn về phía cô. Tiểu Nhu biểu tình có chút cổ quái, tìm lòng không được tươi cười có một điểm ngu đần, liếc về phía người đàn ông này, cộc lốc ngây ngốc lại lắc đầu, Cười nói, đứa nhỏ trong thôn bọn em cũng không nhặt nho trên mặt đất để ăn. Vì sao? Lãnh Mặc Hàn hái một quả nho, bỏ vào trong miệng nhẹ nhai. Bởi vì, nho của bọn em đều là bón phân hữu cơ thiên nhiên. Ví dụ như cứt heo. Một câu nói mềm mại bay tới. Lãnh Mặc Hàn sắc mặt hơi giật mình, tay cầm quả nho sắp sửa bỏ vào trong miệng, mang theo một điểm biểu tình cổ quái, quay đầu, nhìn về phía cô gái trước mặt. Phốc tiểu nhu khó có được cúi đầu, ngọt ngào cười. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lãnh mạc hàn có chút trách cứ nhìn về phía người này, nói em hoặc là không nói, hoặc là nói sớm một chút, như vậy có ý gì? Tiểu nhu tức khắc mím môi chặt, nhịn cười. Lãnh mạc hàn sâu nhìn về phía người này một hồi, lúc này mới nhàn nhạt đem nho buông sóng, không có khẩu vị. Tiểu nhu nhìn về phía lãnh mạc hàn như vậy, đảo mắt có mấy phần khôn ngoan nói nếu như anh muốn ăn em đi hái cho anh hái một ít quả to và ngọt sau đó đi ra sông rửa sạch sẽ cho anh anh lại từ từ ăn bác phúc nói nho của nhà của em còn có tác dụng tỉnh rượu anh nhai nho một hồi như vậy nhai nát nuốt xuống đối với thân thể rất tốt anh chờ em một chút tiểu nhu nói cho hết lời lập tức lại khôi phục bộ dáng hoạt bát khả ái muốn ngồi dậy xuống lầu hái nho cho anh một tay nhẹ nắm cánh tay của cô Tiểu Nhu hơi giật mình nhìn về phía người bên cạnh. Lãnh Mặc Hàn cũng thật sâu nhìn kỹ cô gái trước mặt, mặt lại bộc lộ một điểm nhàn nhạt tươi cười, nói, "Không cần." Tiểu Nhu lặng im nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn tay cầm lấy cánh tay mảnh khảnh lạnh như băng của cô bé này, nhìn bộ dáng ngọt ngào như vậy, anh có mấy phần thất lạc, thật sâu nói, "Anh khi nghĩ đến em Liều Mạc, anh ngay cả một điểm ấm áp cũng không có cách nào trực tiếp cho em. Cho em một buổi tối ở chỗ này." Anh rất xin lỗi. Em là một cô gái tốt, nhìn ngây thơ đơn giản, cái gì cũng không có, lại cái gì cũng có. Có một thân thể khỏe mạnh mà nội tâm ôn nhu, càng có một gia đình ấm áp, anh xem tựa thứ gì cũng có, lại cái gì cũng không có. Anh xác thực không xứng có được em, nhưng anh còn rất quý trọng tình bằng hữu của chúng ta. Em trở về đi, ở đây để anh gác. Dù sao sáng sớm ngày mai liền phải ly khai, tài cán vì em làm sự cũng không nhiều. Tiểu Nhu nhìn thật sâu về phía người đàn ông trước mặt. Tương lai, hy vọng có thể có cơ hội. Nghe thấy lý do em cự tuyệt anh, lãnh mặc hàn có vẻ có chút đau lòng nói. Tiểu Nhu hai tròng mắt không khỏi tràn đầy lệ, nhìn về phía lãnh mặc hàn. Trở về đi, lãnh mặc hàn nhìn về phía cô, mỉm cười gật gật đầu. Tiểu Nhu hai tròng mắt hơi ôn nhu lóe ra, im lặng một chút, do dự một hồi, lại trầm mặc hơi xoay người, giấy tay trong lòng bàn tay ấm áp của người nọ hơi có một điểm nghẹn ngào tươi cười, nhìn về phía anh, nói, lãnh phó tổng. Cảm ơn sự quan tâm của anh, em không sao, ngày trước em và chị gái, mỗi khi mùa hè đến, đều bò lên trên đây, nằm trên chiếu do mẹ trải cho, vừa nói cười, vừa đếm sao trên trời. Một viên lưỡng khỏa, nhưng đẹp, khi đó, rất vui vẻ. Thế nhưng chị gái kết hôn hai năm trước, sẽ phải mỗi ngày cùng anh rể, em liền tự mình một người ở đây đếm sao. Mặc dù có điểm lạc lõng, giống như mất đi gái chiêu mến nhất. Nhưng em là hài lòng, bởi vì chị đã tìm được người yêu, người thích hợp, bọn họ rất hạnh phúc. Lãnh mặc hàn trầm mặc nhìn về phía cô. Anh ngày mai sẽ phải đi rồi, nên trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Em ở nơi này canh, không cần lo lắng. Cô bé này nói cho hết lời, giống như trốn tránh lui thân trở lại giá gỗ trong bóng mờ sử, cúi người xuống, núp ở trên sàn nhà băng lãnh, đưa lưng về phía anh, dường như muốn ngủ thật say. Tiểu Nhu, lãnh mặc hàn nhìn về phía cô, nhìn thân thể cô dừng ở giữa nơi âm u. Tiểu Nhu đưa lưng về phía lãnh mặc hàn, lúc này mặt mới hiện ra mấy phần đau lòng cùng bất xá, nhịn không cho nước mắt chảy xuống, ngón tay dừng ở bên miệng, nói cũng không dám nhiều lời. Lãnh mặc hàn lại nhìn thật sâu về phía cô. Tiểu Nhu sâu hơn hút hút đỏ bừng mũi, vẫn như cũ kiên quyết nhắm hai tròng mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lãnh mặc hàn tại đây bầu trời đêm yên tĩnh, nhìn về phía cô gái trước mặt anh hơi bất đắc dĩ nặng nề thở hổn hển một hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao lại phát hiện nho viên sâu thẳm trầm lãnh dị thường thậm chí phía trước còn có một chút tiếng kêu động vật không hiểu hai tròng mắt anh hơi lóe ra liền cũng không nói thêm gì nữa chỉ là hơi di động thân thể dựa vào hướng cô gái ôn nhu này trầm mặt im lặng liếc mắt nhìn thân thể quyển lui của cô không nói thêm gì nữa chỉ là yên tĩnh nằm ở bên cạnh cô khi lưng anh vừa mới dán trên sàn nhà băng lãnh, ngẩng mặt lên, quả nhiên thấy sao lốm đốm đầy trời, cuối cùng hiển một điểm đau lòng tươi cười. Tiểu Nhu nằm nghiêng ở trên sàn nhà, ánh mắt sáng ngời, cảm giác được người đàn ông này, lòng của cô khẽ động, lại vẫn là cắn răng, không để nước mắt rơi xuống, nhắm hai mắt lại. Không hiểu, một tiếng nhạc rất u oán nữ nhân hoa, lại ai ai oán oán chuyển đến. Hai thân ảnh tịch mịch, cứ như vậy ở bầu trời đêm ngưng lạnh, cùng một chỗ, nhưng tâm lại không có thể tương dung. Cho đến, lấp lánh vô số ánh sao, dường như muốn thở dài, từng chút từng chút biến mất ở trong trời đêm. Suốt cuộc, cuối cùng một ngôi sao mai càng ngày càng sáng, nhưng lại dập tắt, ánh dương rốt cuộc chiết xạ ra, xanh thẳm bầu trời, lại là một ngày mới. Một đoạn ánh sáng, giống như đứa nhỏ bướng bỉnh, đưa lên trên tầng giá gỗ cao. Lãnh mặc hàn nằm ở trên giá gỗ, sắc mặt hơi nhăn, không mở mắt, cảm giác được đạo ánh sáng ở trên mặt mình, anh thức khắc vươn tay, dừng ở trên chán, che đi điểm ánh sáng ấy, nặng nề thờ hổn hển mấy phần khí tức, nghĩ muốn tiếp tục ở giữa bầu không khí thoải mái, nặng nề ngủ, nhưng lại không hiểu cảm giác có chút không ổn, anh thức khắc mở hai mắt ra, hạ cánh tay xuống, khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời sáng sớm xanh thẳng, dường như bị nước mưa tẩy trừ, thập phần sáng, anh cư nhiên ngủ trên giá gỗ một buổi tối. Bá, anh thoáng cái ngồi dậy, nhìn cảnh vật chung quanh, tiểu nhu người đã không biết đi đâu, lại nhìn thấy một chăn giày ấm áp, theo lồng ngực hơi rơi xuống. Lãnh mặc hàn cúi đầu, nhìn về phía chăn trên người, hai mắt anh hơi lóe ra ánh sáng mãnh liệt, lại ngửi thấy mùi oải hương, cùng đạo dương quang rất quen thuộc trong ngăn kéo trong phòng của tiểu nhu, anh tức khắc vô ý thức độn hương nhìn lại, lại nhìn thấy ánh sáng trên sàn gỗ bên cạnh mình, có phong thư màu tím. Hai mắt của anh sáng ngời, tức khắc cầm lá thư này lên, rất kích động nhìn về phía nét chữ xinh đẹp của Tiểu Nhu trên phong thư kia, Lãnh Mặc Hàn tiên sinh thân mếm. Trên mặt anh hơi giật mình. "Mặc Hàn," xa xa truyền đến tiếng kêu của Tô Lạc Hoành. Lãnh Mặc Hàn dường như cả người kinh hồn chưa định, thoáng cái sợ đến đứng lên, nhìn về phía Tô Lạc Hoành thở dốc xuyến theo nhau viên đầu kia đi tới, rất kích động nhìn anh nói, "Tiểu Nhu đi rồi, chương 1149, người theo đuổi ước mơ." "Cái gì?" Lãnh Mặc Hàn một trận khiếp sợ kêu lên khác cầm phong thư này lên, phi như bay xuống cầu thang, đi nhanh hướng tô lạc hoành, vẫn như lạc trong sương mù khẩn trương nhìn anh, kích động hỏi cậu nói cái gì? cậu nói người nào đi? tô lạc hoành vừa thở dốc, vừa đưa tay ấn giữa bụng đau đớn, nuốt một cái nơi cổ họng khô cạt, nhìn về phía lãnh mặc hàn, chạy đến mức sắc mặt tái nhợt nói tiểu nhu đi rồi, vừa mới đi, nghe chu tiên sinh nói tối hôm qua đã cùng cha thương lượng để cha đưa tiền cô ấy ra nước ngoài học tập thì ra cô ấy cũng đã quyết định từ sớm rồi. Tôi dự đoán cô ấy không thể lựa chọn cậu, có thể là vì nguyên nhân này. Lãnh mặc hàn trái tim như bị người ta nện một búa, cảm giác sôi trào kia, sắp sửa đem mình thiêu cháy, hai tròng mắt anh nặng chiếu, không biết là nên đuổi theo, hay là nên đọc thư, tay anh siết chặt bức thư với nét chữ ôn nhu này, do dự một hồi, vẫn quyết định muốn cất bước, đuổi theo cô gái kia, thế nhưng anh vừa mới vội vàng chạy về phía trước. Lãnh phó tổng, một thanh âm, ôn nhu mềm mại gọi anh lại. Lãnh mặc hàn thần sắc quái dị cùng kích động xoay người, nhìn về phía người trước mặt. Chu tiểu tình kéo thân thể khó chịu của mình đang trong thời gian ở cứ dậy, vẫn mặc váy dài lam nhạt dành cho phụ nữ có thai, bên ngoài khoác áo lông màu trắng, nhìn về phía lãnh mặc hàn, thấy dáng vẻ anh lo lắng như vậy, cô lại thu lại vẻ mặt, nhìn về phía anh yên lặng nói, anh trước hết không nên gấp gáp đi tìm tiểu nhu, tôi nghĩ trước hết nên dẫn anh đến một nơi đây là tiểu nhu nhờ tôi khi nó đi, để tôi dẫn cậu đến đó. Lãnh mặc hàn hai tròng mắt chợt lóe, thật khẩn trương nhìn về phía cô. Chu tiểu tình đầu tiên là sắc mặt yên lặng liếc mắt nhìn tô lạc hoành, lúc này mới chậm rãi xoay người, vừa đi về phía trước, vừa nói, mời một mình cậu đi theo tôi. Lãnh mặc hàn vẫn có phần do dự nhìn cô. Đi thôi, Chu tiểu tình vừa đi vừa nói. Lãnh mặc hàn nhìn về phía Chu tiểu tình như vậy, mặc dù trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng vẫn nhìn về phía Tô Lạc Hoành hơi gật gật đầu, mới xoay người, theo Chu Tiểu Tình đi về phía trước. Sáng sớm, dãy núi xanh xanh lên xuống nhấp nhô, từng cơn gió nồng cuối thu thổi tới, vẫn thổi không đi những cành lá xanh tươi trên núi. Chu Tiểu Tình lặng lặng dẫn theo Lãnh Mặc Hàn phía sau, trải qua một con đường mòn thôn sâu thẳm nào đó, liền từ từ hướng về phía một dãy núi sâu đi đến. Lãnh Mặc Hàn tay cầm phong thư kia trong gió, Mang theo vài phần nghi ngờ theo Chu Tiểu Tình từ từ dọc theo con đường dẫn lên núi, nhưng khi anh khó khăn muốn chạy lên, lại phát hiện hai bên đường núi vốn thập phần khó đi, thậm chí trái phải trồng rất nhiều lá có gai, cành lá đều giống như vừa mới bị một lưỡi hái sắc bén cắt đi, đây là con đường vừa mới được khai phá ra. Chu Tiểu Tình vừa đi, vừa nghĩ đến lúc em gái rời đi, hai mắt cô không khỏi ươn ướt, bộc lộ mấy phần không nỡ cùng đau lòng, vừa đi vừa nghẹn ngào nói, em gái tôi vì để cho cậu lên núi dễ dàng hơn một chút, lúc bắt đầu tiến hành, nó vẫn đội gió lớn mưa to, dùng liềm mở cho cậu một lối đi nho nhỏ, nói sợ trên núi lá cây có gai, không cẩn thận đâm vào cậu. Nói thân thể cậu vẫn chưa khỏe, không thể lại bị thương. Lãnh mặc hàn nghe lời này, trong lòng đau nhói, không nói nên lời nhìn về phía bóng lưng chu tiểu tình đang nặng nề bước đi, nhớ tới cô gái luôn mong nhớ trong lòng kia, mang theo nụ cười ngọt ngào mà thiện lương, anh không khỏi lại cúi đầu, vừa cất bước lên núi vừa trái phải nhìn on đường nhỏ vừa được rẽ ra lá kiếm kia xác thực rất sắc anh không hiểu nhớ tới khuya ngày hôm trước lúc gặp cô mặt cô bẩn bẩn và đôi tay nhỏ bé bị thương nội tâm anh như bị người ta nện búa không thể chờ đợi được mở lá thư trong tay nhìn về phía nét chữ xinh đẹp kia lãnh phó tổng khi anh đọc được lá thư này em có thể đã rời khỏi cảm ơn anh tối hôm qua đã bầu bạn cùng em xin anh tha thứ cho em hôm qua nghe thấy những lời biểu đạt tình cảm của anh với em trước mặt cha em mặc dù rất cảm động nhưng vẫn không có cách nào đáp ứng anh em thật xin lỗi em cũng rất áy náy đó là một khắc dũng cảm nhất trong đời em lại dùng để cự tuyệt anh hôm qua em chạy ra trốn ở trong giàn nho cả ngày nghĩ đến lý do tại sao không thể đáp ứng anh bởi vì em cũng rất thích bên cạnh anh cùng anh một chỗ rất vui vẻ nhưng đó có thực sự phải là tình yêu hay không em không biết đó có phải thực sự là thích hay không em cũng không biết đó có phải là động tâm hay không em lại càng không biết em nghĩ một người không biết làm việc không biết ứng xử lại càng không hiểu tình cảm như em có tư cách gì đi đáp ứng tình yêu của người khác em cả đời này làm người vẫn luôn hồ đồ lẫn lộn cái gì cũng không hiểu thử hỏi em sao có thể có trí tuệ như vậy đi hiểu một phần tình yêu cảm ơn anh tối hôm qua đã nói ra câu ấy một đời đâm lao phải theo lao Em nghe, kỳ thực rất cảm động. Có lẽ anh có thể đâm lao phải theo lao với em, nhưng em lại không thể. Bởi vì cuộc đời của em vẫn luôn phạm lỗi, em lại đối với anh cũng muốn đối mặt một lần. Lời này, nói ra một cách nghẹn ngào đến vậy. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn thoáng qua một chút đau lòng, tay cầm giấy viết thư, tiếp tục cất bước đi về phía đường núi gập ghềnh. Lãnh Phó tổng, em muốn nghiêm túc đối xử với anh, cho nên em không thể đáp ứng anh. Cuộc sống của em lần đầu tiên vì anh, nghiêm túc thực sự suy nghĩ vấn đề. Em thực sự thực sự cũng rất hy vọng, chính mình được như Khả Hinh, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của anh, là em có thể hiểu ý của anh. Em nhớ lại trước đây, nghe thấy anh nói đến phượng tím, em hẳn là nên thông minh như Khả Hinh, sớm mở ra con đường này cho anh, thế nhưng em cư nhiên không thể dự kiến, anh sớm như vậy đã tới nhà của em. Lãnh Mặc Hàn đọc đến đây, anh hơi giật mình, không hiểu sao đau lòng, cũng không để ý tới giải thích Chu Tiểu Tình lại vừa đi lên núi, vừa nghĩ tới cô em gái ngốc nghếch kia của mình, cô oa lên một tiếng đau lòng khóc lên, kêu to: "Em gái à, em sao lại ngốc như vậy? Em nếu như muốn cùng chị đi ngắm sao, em nói ra thì tốt rồi, chị không muốn anh rể cũng tới cùng với em, em nói đi là đi, em nói chị phải làm sao bây giờ a?" À? Lãnh Mặc Hàn ẩn nhẫn sự đau lòng, tiếp tục cầm giấy viết thư hướng con đường núi đi, phát hiện càng đi lên núi, con đường nhỏ kia càng lúc càng rõ ràng lãnh phó tổng em phải đi em nghĩ phải đi trước anh em cũng muốn được như khả hình đi thực hiện theo đuổi ước mơ cuộc đời mình em không muốn lại ngốc nghếch cả một đời em muốn mình trở nên thông minh hơn một chút như vậy sau này lúc em trở về cùng anh làm bạn có lẽ em có thể nghe hiểu lời nói của anh hơn em biết anh không thích nói chuyện em nhìn thấy trong nhà anh không có bất kỳ bài trí nào em rất khổ sở em rất thương tâm thế nhưng em biết anh cần nhất là một người bạn tri kỷ một người hiểu được anh. Hôm nay, em đem một phần lễ vật chân quý nhất trong đời em tặng cho anh. Hy vọng anh có thể thích. Lãnh mặc hàn hơi đánh chống ngực, bất tri bất giác đã đứng trên đỉnh núi, lại đón gió mát lành, từ phong thư rút ra một phần văn kiện, mặt trên rõ ràng là khế ước mảnh đất vườn nho mà Trang Hạo Nhiên muốn, còn có một mảnh đất khác. Anh hơi sững sờ, cư nhiên nhìn thấy trên khế ước đất kia, dán một ảnh chụp phượng tím mộng mộng ảo ảo. Anh nghĩ không rõ ý nghĩa này lắm. Chu Tiểu Tình lại rơi lệ, đứng ở đỉnh núi, xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói: "Tới đây. Đây là lễ vật Tiểu Nhu tặng cho cậu, hãy nhìn xem." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, lúc này mới ngẩng đầu, tại đây trong nháy mắt, anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương này mang theo hương vị quen thuộc trong quá khứ, hai tròng mắt anh chợt lóe, cảm giác trận trận cánh hoa màu xanh tím, cư nhiên như gió như mộng, ôn ôn nhu nhu bay đến qua mặt mình, thậm chí xoay tròn trong thế giới của mình. Anh còn chưa kịp kinh ngạc cùng quái lạ thì đã nhìn thấy chính mình đứng dưới chân núi, mà phía trước một ngọn núi tới khe núi, cư nhiên đủ loại mộng mộng ảo ảo. Trùng trùng điệp điệp những cây phượng tím, lúc này đang thời kỳ nở hoa, cánh hoa khắp núi rừng, lãng mạn theo gió bay múa, lộ ra cực độ khát vọng, cực độ an ủi với cuộc sống. Cánh hoa kia xoay tròn, thậm chí còn như người mẹ, thật sâu yêu thương. Lãnh Mạc Hàn không thể tin nổi nhìn về phía cây phượng tím bay khắp bầu trời này còn có những cánh hoa màu tím đang bay tán loạn, dường như toàn bộ thế giới đều là màu tím ôn nhu kia. Từng ký ức thời thơ ấu có liên quan đến gia đình, tức khắc tràn đầy trong đầu anh, anh lại nhớ tới cha mẹ đứng dưới gốc cây phượng tím, hướng về chính mình mỉm cười vẫy tay. Khuôn mặt ấy, chính mình đến nay cũng khó quên. Hai tròng mắt anh không nhịn được đẫm lệ, dường như nhìn thấy cha mẹ đã yên tâm muốn xoay người rời đi, anh không nỡ muốn cất bước, nhưng chỉ thật sâu ngóng nhìn cha mẹ cứ như vậy lắc đầu tươi cười, Chính mình đành phải ẩn nhẫn thật sâu bi thương mà tươi cười, tùy ý khuôn mặt run run, trượt xuống nước mắt, lại vẫn vật đầu. Lãnh phó tổng, ngôn ngữ của hoa phượng tím là tuyệt vọng trong cung bậc tình yêu còn sót lại. Em hy vọng cuộc sống của anh không nên bị những ký ức trong quá khứ che phủ đi tương lai của anh. Dù sao, anh chờ mong phượng tím là nở hoa từ năm này sang năm khác. Ngày đó trong mưa, anh nói với em về hoa phượng tím, em vẫn muốn mang anh tới nhà em nhìn muốn cho anh một ngạc nhiên vui mừng. Thế nên bắt đầu từ ngày anh nói với em về phượng tím, em mỗi ngày về nhà, đều phải lên núi xem. Xem nó có nở hoa hay chưa, nhưng em vẫn chờ đợi, chờ đến mức sốt ruột, nó lại vẫn không có nở hoa. Suốt cuộc, ngày anh tới, em cố ý hưng phấn chạy lên núi nhìn, chúng cư nhiên trong một đêm, toàn bộ đều nở hoa. Em thực sự vui đến muốn khóc, cảm ơn ông trời, có thể để cho tôi làm một việc như vậy cho anh mảnh đất này là của hồi môn của em còn có cả vườn nho kia nữa em đem tất cả đều đưa cho anh sau này anh hãy thường xuyên đem em gái đến xem em hy vọng anh hạnh phúc xin anh nhất định phải hạnh phúc em nguyện ý dùng những thứ sở hữu cả đời mình cầu khẩn toàn bộ đến chúc phúc anh hẹn gặp lại lãnh mặc hàn kích động run rẩy cầm phong thư màu lam này dường như giữa nét chữ xinh đẹp kia có thể nhìn thấy một cô gái đáng yêu mà thiện lương lúc viết phong thư này dáng vẻ không nỡ mà rơi lệ tim anh bỗng đua nhói nước mắt cuối cùng run rẩy chảy xuống ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía phượng tím minh mông vô tận khắp đồi núi này cánh hoa bay khắp nơi lại mờ ảo xếp thành một cô gái đáng yêu đẫm lệ tươi cười trong lòng anh lúc này tràn đầy ngàn vạn yêu thương không ngừng hô hoán tên cô gái kia chu tiểu tình cũng đứng ở một bên vừa khóc vừa nhìn hướng lãnh mặc hàn nghẹn ngào nói em gái tôi biết hôm nay mình phải rời đi cố ý đem con đường núi này nhanh chóng mở ra. Trước khi đi, tay còn bị cắt đứt, nếu như cậu nghĩ về chút tình ý của nó, xin cậu hãy sống thật hạnh phúc. Nó thực sự thực sự là một nhà đầu ngốc, từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng nghĩ cho chính mình, luôn luôn nghĩ cho người nhà cùng bạn bè. Bị người ta khi dễ, bị người ta mắng, cho tới bây giờ cũng đều không để ý, tôi sao lại có một đứa em gái ngốc nghếch như vậy chứ? Ô ô ô ô, ô. người chị này nhớ tới em gái, Kim Long không được ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, vừa khóc vừa nói, em gái à. Em một mình chưa từng đi xa nhà, sao lại đi Pháp a? À? Nếu có chuyện gì, chỉ phải làm sao bây giờ a? À? Mẹ bởi vì em đi rồi, đều canh ở cửa nhà, khóc đến thật đau lòng. Nếu như em thực sự muốn ra ngoài học tập, nhất định phải không được thua kém trở về. Ô ô ô. Lãnh Mặc Hàn lại nghe lời này, nước mắt lăn dài, vẫn chìm đắm trong yêu thương của bức thư mà Tiểu Nhu vết cho đến khi nghe tiếng khóc của Chu Tiểu Tình, nhắc nhở anh. Anh thức khắc khẩn trương nhìn về phía Chu Tiểu Tình, sốt ruột hỏi chị. Tiểu Nhu khi nào thì đi? Chu Tiểu Tình vừa khóc vừa nói, lúc tôi cùng cậu gặp mặt, nó mới ra khỏi cửa không có bao lâu, lúc này dự đoán đã ngồi xe buýt đi đến cửa thôn rồi. Lãnh mạc hàn trong lòng đau đớn, lập tức cảm giác vết thương nơi lồng ngực đau như muốn nổ tung, tay anh giữ chặt vết thương này, cắn chặt răng tức khắc xoay người, thật nhanh đi xuống núi ai cậu muốn đi đâu chu tiểu tình đứng lên khóc kêu anh tôi muốn tìm cô ấy về tôi không cho phép cô ấy đi lãnh mặc hàn nói xong lại vội vàng thật nhanh xuống núi tùy ý lá kiếm sắc nhọn ven con đường núi cắt vào cánh tay cùng thân thể từng đợt đau anh vẫn dùng hết tốc lực nhanh nhất thật nhanh xuống núi vừa xuống núi vừa đau lòng nghĩ tiểu nhu em chờ anh một chút em chờ anh một chút một trận cơn gió thổi tới đưa tới trùng trùng điệp điệp thật sâu tưởng niệm xa xa, vùng đất cỏ lau vàng óng, một bóng người ôn nhu mà trắng tuyết, từ từ di chuyển về phía bên này. Tiểu nhu, lúc này, mặc váy ren dài tuyết trắng, đi ủng ngắn màu trắng, mái tóc dài đen xóa, đội thêm chiếc mũ dệt kim rộng trên đầu, hiếm khí có được dáng vẻ trưởng thành và ngọt ngào như vậy kéo vali hành lý màu hồng phấn, mặt bộc lộ vài phần yêu thương cùng ẩn nhẫn, vừa đi về phía trước, vừa nghĩ đến lúc mẹ tiến mình ra đến cửa thôn, dáng vẻ thương tâm lau nước mắt, cha thì ngồi trong phòng tránh mặt cô kìm lòng không được cúi đầu, rơi lệ. lần này đi xa đều chưa kịp nói với quản lý cùng khả hình, sợ nói ra sẽ không nỡ rời đi. cô bé này khẽ mím môi, tùy ý đôi mắt to tròn lấp lánh đẫm nước mắt, trận trận lăn dài nhưng vẫn kiên cường hít hít chiếc mũi đỏ bừng, tiếp tục cất bước trên con đường thôn quê nhỏ, trải qua từng đám cỏ lau còn cao hơn cả mình đi về phía trước, rốt cuộc bước đến một cây cầu, đi tới con đường quốc lộ bùn đất, từ nơi này có thể ngồi xe buýt từ thôn vào thị trấn nơi đó chỉ đơn giản đặt một sân ga và một chiếc ghế dựa màu vàng đã cố kỹ. Tiểu Nhu liền như vậy, kéo vali màu hồng phấn, đi tới trước chiếc ghế dựa kia, nhàn nhạt ngồi xuống, chờ đợi hai phút xe buýt đến, vào thời khắc ly biệt này, suy nghĩ cô trống rỗng, cảm giác được đáy lòng, có loại cảm giác ngừng sinh trưởng, đúng như tốc độ đâm chồi của mùa xuân, chậm rãi sinh sôi. Cô lại vào giờ khắc này, mang theo một chút đau đớn cùng không nỡ, hai mắt cô đẫm lệ, kìm lòng không được nhớ tới, lúc lãnh mặc hàn lên núi nhìn phượng tím, có thể bị lá kiếm đâm bị thương hay không, có hay không lưu ý, ở trên hợp đồng, mình đã viết lên hai quý nở hoa của phượng tím. Một bóng dáng màu đen, đang nhanh chóng hướng bên này phi như bay đến. Lãnh mặc hàn thở hổn hển trải qua từng cánh đồng lúa, lại đi vài mảnh đất trồng củ cải, nhìn đám cỏ lau ở ngay phía trước, anh lại thật nhanh chạy về phía trước, tùy ý vết thương nơi lồng ngực tràn máu, mồ hôi lạnh tỏa ra, đáy lòng lại chỉ có một suy nghĩ, Tương lai nếu như có thể đuổi theo được cô gái này, nhất định phải nói thật nhiều thật nhiều những lời trong lòng với cô, càng làm cho cô hiểu được bản thân mình. Một chiếc xe buýt cũ, cứ như vậy chậm rãi lăn trên con đường bùn đất mà lái tới. Tiểu Nhu quay đầu, nhìn thấy chiếc xe buýt kia lái tới, cô lập tức đón gió, đứng lên, kéo vali hồng phấn của mình, đi về phía chiếc xe buýt đã chậm rãi dừng lại, lúc cửa xe mở ra, cô trực tiếp khom người đem tay kéo vali rút lại, dùng sức nhấc vali lên. Đi lên xe buýt, an vị trên ghế bên cạnh ghế tài xế, mệt mỏi thở dốc, nhìn về phía tài xế ngọt ngào cười cười. "Đi chơi sao?" Tài xế quen thuộc tiểu Nhu, biết cô là Thiên Kim Chu gia. "Vâng, đi học." Tiểu Nhu ngọt ngào nhìn về phía ông, cười cười. "Wow, học tập, đây là chuyện tốt." Tài xế nói xong, liền cười nhấn ga, hơi thả phanh, để cho xe thong thả chạy về phía trước. Lãnh Mặc Hàn thở dốc chạy đến đám cỏ lau kia đã phát hiện chiếc xe buýt Trương Hoa nói, đã từ từ chạy về phía trước, anh một trận đau lòng quá to một tiếng, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu ngồi bên cửa sổ xe, dường như nghe thấy có người gọi mình, cô kìm lòng không được quay mặt sang, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng chỉ nhìn thấy trùng điệp những bụi cỏ lau rất cao, cô liền chỉ là cúi đầu, khẽ cười cười. Xe buýt từ từ chạy về phía trước. Một bóng người màu đen, cách con đường xe buýt chạy một con sông, chạy như bay về phía trước, lãnh mặc hàn thở dốc bước qua từng con đường mòn, vừa chạy về phía trước, vừa nhìn bên cửa sổ chiếc xe buýt cũng có một thân ảnh dịu dàng, hai tròng mắt đẫm lệ đau lòng kêu to, tiểu nhu. Quay mặt nhìn anh đi, tương lai, mặc kệ sai hay là đúng, em cho anh một cơ hội. Tiểu nhu tiếp tục ngồi bên trong xe buýt với âm thanh ầm ầm của động cơ, khẽ rỗ đầu xuống, mặt có chút tiểu tủy, không hiểu nhớ tới. Đêm qua lúc cùng lãnh mặc hàn dựa sát vào nhau ngủ, tay anh lại vào lúc ngủ say, nhẹ đặt trên người mình mặt hơi đến gần tóc mình chiếc mũi thẳng thở ra hơi nóng khiến cổ cô nhồn nhột mặt cô lại bỗng đỏ bừng ông trời ơi thế giới này mỗi người đều có quyền nhận được tình yêu ít nhất lúc các cô hồ đồ gặp được duyên phận khó có được lại cho một chút cơ hội thử đi nỗ lực đi vì sao vì không biết ngày mai lãnh mặc hàn nhìn xe buýt càng lúc càng xa anh thức khắc đau lòng điên cuồng kêu lên một tiếng dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay về phía trước, lúc anh thở dốc, trải qua trận trận đồng ruộng, anh rốt cuộc mới nhìn thấy xe buýt kia cư nhiên dừng lại ngay phía trước, đang chuẩn bị đón một hành khách, hai mắt anh chợt lóe, lại thật nhanh chạy về phía trước, vừa chạy vừa nhìn về phía chiếc xe buýt kia lại đang từ từ mà đi, đau lòng kêu to tiểu nhu. Tiểu nhu rốt cuộc cảm giác có người kêu mình, liền xoay người ra bên ngoài nhìn. Tài xế cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa nắm tay lái, lúc sắp sửa quay đầu, lại bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một thân ảnh màu đen tức khắc xuất hiện ở trước mặt xe ông sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh sống chết đạp phanh lại kêu to trời ạ két chiếc xe buýt cũ kia kéo theo trận trận bùn đất két một tiếng thắng gấp bên đường cái hành khách trên xe cũng bởi vì thắng gấp mà toàn bộ đều nghiêng người đổ dồn về trước tiểu nhu cũng cả người ngã về trước khiến thân thể cô thiếu chút nữa nhào vào cửa sổ xe cư nhiên cùng tài xế mở to mắt nhìn về phía người đàn ông ngoài xe thiếu chút nữa bị xe đụng Lãnh Mặc Hàn hai mắt nhắm chặt, toàn thân đầy mồ hôi đứng cách chiếc xe buýt công cộng chưa đến 3 cm, sắc mặt tái nhợt, nặng nuốt nơi cổ họng khô cạn, dường như đang đợi vận mệnh bánh xe cán qua cơ thể mình, lại đang chờ đợi đã lâu, trừ tiếng gió cùng bụi đất bắn lên, anh cái gì cũng không cảm giác được, anh tức khắc mở hai tròng mắt, lập tức cùng cô gái trước cửa kính xe đụng vào nhau, trong lòng anh đau đớn nhìn cô. Tiểu Nhu cũng mở to mắt, há to mồm, tay chống trước cửa sổ vẫn khiếp sợ tim đập nhanh nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn rốt của cảm giác được cô gái trước mặt, xác thực dừng trước mặt mình, anh một trận cảm tạ trời đất thở dốc, nuốt một cái khô cạn nơi cổ họng, liền nhanh chóng cất bước, cắn chặt răng đi tới trước cửa xe buýt, vươn tay đập đập mạnh. Tài xế vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh nhưng mặt, nhìn về phía cửa xe vang lên tiếng đập bang bang phanh, không nhúc nhích. Lãnh Mặc Hàn vươn tay, lại cắn chặt răng dùng sức đau lòng đưa tay, bang bang phanh đập cửa xe kia hai tròng mắt đẫm nước mắt kích động. Tài xế lúc này, nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa, mới vội vàng nhấn nút mở cửa xe, cửa xe tức khắc mở. Lãnh mạc hàn bước nhanh lên xe buýt, không cần nhìn, liền đi về phía tiểu nhu, kích động nặng nắm cổ tay cô gái vẫn còn đang quái dị cùng khiếp sợ này, kêu to xuống xe. Lãnh, lãnh phó tổng, tiểu nhu vẫn bộc lộ sự khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mạc hàn. Xuống xe, lãnh mạc hàn không nói hai lời, lại mạnh mẽ kéo vẻ mặt ngây ngốc của tiểu Nhu, đem cả người cô nâng lên, lảo đảo kéo xuống xe, lúc đứng dưới con đường đầy bùn đất, anh trực tiếp mệt mỏi thở dốc đem chiếc vali hồng phấn kia ném về phía trước, chỉ chăm chú nắm cổ tay cô gái kia, thật sâu nhìn về phía cô, chậm rãi thở. Tiểu Nhu dường như còn chưa hồi hồn lại, mở to mắt ngước nhìn cái vali hồng phấn của mình bị ném sang một bên, lại khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn rốt cuộc chậm rãi thở trên trán mồ hôi trận trận chảy xuống hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía cô gái trước mặt hôm nay trong trang phục ngọt ngào như vậy tức khắc có chút không nỡ nhưng vẫn vừa thở dốc vừa nắm chặt cổ tay cổ do dự một hồi rốt cuộc quỳ một chân trên đất ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mặt tiểu nhu tức khắc sợ đến mức lui về phía sau một bước lại mở to mắt hoảng hốt nhìn về phía người trước mặt tài xế xe buýt cũng quên lái xe toàn bộ hành khách trên xe đều chen lấn đến bên cửa sổ nhìn về phía hai người kia. Lãnh mạc hàn thật sâu nhìn cô gái trước mặt, nắm chặt cổ tay cô, nặng thở hồn hền, dường như sợ một phút không cẩn thận, cô sẽ lại chạy mất. Anh nuốt nơi cổ họng khô cạn, từng chữ từng chữ như người yêu, thật ôn nhu hỏi em có phải muốn đi học hay không? Tiểu nhu thật sâu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, nửa quỳ ở trước mặt của mình, đại não cô vẫn còn chưa định thần, nhưng vẫn ngây ngốc gật gật đầu. Được, lãnh mạc hàn gật gật đầu, lại cảm giác lồng ngực có chút như bị xé rách anh cúi mặt ẩn nhẫn sự đau đớn mới yếu ớt nói em đi đi a à, tiểu nhu nghe lời này càng trợn tròn mắt không hiểu cúi đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt lãnh mặc hàn ngẩng đầu thật sâu đôi mắt đẫm lệ nhìn cô gái trước mặt giống như cầu hôn tư thái nửa quỳ giọng nói ngân vang kiên nghị hữu lực hứa hẹn nói anh chờ em trở lại anh tôn trọng suy nghĩ của em anh tôn trọng sự lựa chọn tương lai của em cho nên anh ở đây chờ em trở về tiểu nhu lại mở to mắt nhìn về phía người này trong lòng đau xót nhớ tới một màn anh cửa dùng thân mình chặn trước cửa xe cô ấp a à ấp úng không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ nói anh 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 đuổi theo tôi thành như vậy vừa rồi thiếu chút nữa còn bị xe đụng phải chỉ vì nói với tôi những lời này lãnh mặc hàn nhìn về phía cô sâu ngưng một hồi mới yếu ớt gật đầu nói đúng tiểu nhu cô gái ngốc nghếch này lại vào thời khắc này ôn ôn nhu nhu cúi xuống, nhìn về phía người đàn ông đang nửa quỳ ở trước mặt mình, khuôn mặt đẫm mồ hôi mà kiên nghị, ánh mắt lấp lánh kia nhìn về phía mình, hai mắt cô không hiểu bóng phiếm hồng, nội tâm cho đến linh hồn đều run rẩy. Lãnh mặc hàn chậm rãi đứng lên, giống như bạn trai, vươn tay, đau lòng gảy những sợi tóc hỗn độn trên trán cho cô, ngón trỏ lại nhẹ trượt xuống khuôn mặt trái xoan của cô, từng chữ từng chữ nhắc nhở nói, lúc qua bên kia, cẩn thận một chút anh sẽ tức khắc thông báo cho thư ký phía tổng công ty ở paris đi đón em sắp xếp chỗ ở cho em sẽ mua cho em một chiếc xe cho em đến trường dễ dàng một chút anh có thời gian sẽ tức khắc bay đến paris cùng em đi một chút tiếng pháp của em không tốt anh sẽ đi anh dạy cho em anh sẽ để thư ký chuẩn bị di động cho em mặt trên có số của anh có địa chỉ biêu kiện của anh có địa chỉ nhà anh ở paris thậm chí địa chỉ công ty của anh ở bên đó mỗi ngày đều phải cùng anh liên lạc một lần anh muốn biết hành trình của em xác định em thực sự an toàn cho đến khi em có thể một mình độc lập ở pháp học tập vui chơi mới thôi nhất định phải cẩn thận chăm sóc bản thân thật tốt được chứ tiểu nhu nghe lời này như bạn trai đang dặn dò cô bị lăn qua lăn lại từ sửng sốt này đến sửng sốt khác lãnh mặc hàn thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt dáng vẻ ôn nhu cùng động lòng người anh kìm lòng không được vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi xuống dưới, nghiêng mặt trên môi cô, nhẹ hôn, bình thản mà thưởng thức nụ hôn. Thân thể tiểu nhu, hơi cứng ngắc, mở to mắt, cảm giác lúc người đàn ông này nhẹ hôn lên môi mình, trái tim cứ vậy mà bang bang đập loạn. Lúc lãnh mặc hàn khẽ hôn lên môi cô gái này, bỗng nhớ tới lần đó ở bên trong buồng xe, hai người triền miên quấn quyết, mặc dù nơi cổ họng, lúc này cực độ khát vọng cùng cô hôn nồng nhiệt, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn lúc này của cô, chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mới chậm rãi không nỡ mà buông ra. Hai tròng mắt anh tràn ra chút nước mắt, do so dự một hồi, để cho thiên ngôn vạn ngữ nuốt xuống nơi cổ họng, cúi xuống, nhẹ hôn chán cô, hóa thành người yêu thâm tình hô hoán, nói tiểu nhu. Anh yêu em, anh chờ em trở lại, nếu như đến ngày đó, em vẫn như lựa chọn hôm nay. Anh vẫn sẽ tôn trọng em. Tiểu nhu nhẹ mím môi, nước mắt chảy xuống. Đi đi, cố lên. Lãnh mặc hàn mặc dù không nỡ, nhưng vẫn ôm chặt thân thể mềm mại của cô thật lâu, rốt cuộc mới thở dốc, cúi xuống, trên chiếc nón trắng tuyết của cô nhẹ hôn, trong nháy mắt đem cả người cô ôm ngang lên, một lần nữa ôm lên xe buýt, cho cô ngồi lại vị trí cũ, nhìn về phía cô thật sâu cười, mới nhanh chóng đi xuống xe, cầm vali hành lý kia lên, đặt bên canh cô, lúc này mới đi xuống xe, đứng dưới xe phía cửa sổ nơi cô ngồi, ngẩng đầu nhìn cô. Tiểu Nhu từ nãy đến bây giờ, vẫn đẫm lệ thật sâu nhìn người đàn ông trước mặt không thể nói nên lời lãnh mặc hàn mặc dù không nỡ xa cô gái trước mặt thật sâu nói em sau khi đến paris có thể hay không nhớ tới ở trung quốc có một bạn trai tiểu nhu nghe lời này tạm dừng một lúc lâu mới hiện lên một điểm nghẹn ngào tươi cười hả lãnh mặc hàn lại khẩn trương nhìn về phía cô tiểu nhu thật sâu nhìn về phía người đàn ông ngoài cửa sổ trên mặt lại hiện lên nụ cười cảm động Lúc nước mắt chảy xuống, cuối cùng gật gật đầu. Lãnh Mặc Hàn vào giờ khắc này, nhìn về phía cô gật đầu, hai tròng mắt lại rưng rưng, kích động cười. Xe buýt rốt cuộc lại chậm rãi khởi động. Lãnh Mặc Hàn dần dần nhìn theo chiếc xe buýt kia rời đi, lúc phất tay, tim, xác thực đau đớn. Lãnh Mặc Hàn tiểu nhu lại vào thời khắc lúc xe đi xa dần, rốt cuộc giật lại cửa sổ xe, thò đầu ra, kích động rơi lệ nhìn về phía người đàn ông đang đứng giữa đường kia. Thương tâm thất vọng nhưng vẫn cảm kích nghẹn ngào nói, anh lần sau đừng như vậy. Nếu như liều mạng theo đuổi một người như vậy, sẽ phải cầu xin cô ấy ở lại, cô ấy sẽ ở lại, thế nhưng anh lại đem cô ấy đưa đi. Lãnh Mặc Hàn đứng giữa đường, thật sâu không nỡ nhìn về phía cô gái trước mặt. Em sẽ trở lại, Tiểu Nhu vươn tay, hướng về Lãnh Mặc Hàn khóc vung mạnh tay, nghẹn ngào rơi lệ nói, em sẽ trở lại. Anh đợi em, em sẽ mỗi ngày điện thoại cho anh, nhắn tin cho anh. Nói cho anh biết mỗi ngày em xảy ra chuyện gì. Cảm ơn anh, cảm ơn anh tác thành ước mơ của em. Em yêu anh. Nghe thấy tiếng gọi này, Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, nhìn về phía cô gái đang dần xa, thương tâm vẫy tay, anh rốt cuộc đã đợi được những lời này, kìm lòng không được nghẹn ngào rơi lệ cười. Chương 1150, không dùng được. 10 giờ sáng, ánh nắng nóng bức chiếu xuống, cỏ lau dường như vàng hơn, lay động thập phần động tình. Lãnh mặc hàn hướng một con đường ngô đồng khác quay lại chu ra nhưng vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác ly biệt với tiểu nhu. Khi anh một mình đứng ở giữa đường, nhìn về dãy núi xanh xa thẳm tầng tầng lớp lớp phía trước giống như hợp thành tưởng niệm thật sâu đối cô. Anh kiên nghị mà trầm lạnh đón từng cơn gió ấm ấp trong lành, nhớ tới tiểu nhu ở trên xe, hướng anh vừa khóc phát tay vừa nói em yêu anh, không khỏi. Anh lắc đầu cười nhỏ, tâm dường như dâng lên từng điểm ngọt ngào, loại cảm giác này thật quá kỳ diệu lãnh mặc hàn anh cũng vì loại cảm giác này có chút ngượng ngùng cúi đầu cười mỉm rồi lại nặng nề thở dài tiếp tục dọc theo con đường ngô đồng đi về phía trước vừa đi vừa nghĩ tới tiểu nhu toàn bộ thế giới như hoàn toàn yên tĩnh dãy núi xa xa đồng ruộng mênh mông vô bờ dường như trừ cơn gió trong lành chỉ có thân ảnh màu đen kia từ từ đi xa đúng lúc này xa xa giữa con đường ngô đồng gập gành truyền đến thanh âm cơ hồ của một đoàn xe đang cuồn cuộn hướng bên này đi tới lãnh mặc hàn luôn luôn có tính cảnh giác cao, anh nghe tiếng vang này khuôn mặt liền căng thẳng dừng lại từng bước lùi về ven đường, cho đến khi đứng ở sát ven đường thì vô ý thức đưa lưng về phía trước nhưng vẫn cảm nhận được phương hướng đoàn xe, cảm giác được đoàn xe kia cuồn cuộn sắp tới, hắn cúi đầu nghiêng mặt, chỉ chưa một điểm góc độ nhằm xem chừng tình huống ven đường. Không lâu sau, quả nhiên hơn 10 cỗ xe con màu đen chạy nhanh tới, cuồn cuộn hướng bên này như quân đội lái tới. Dẫn đầu chính là cỗ Rolls Royce màu đen kia, Tiểu thiên sứ màu bạch kim dưới ánh mặt trời lấp lánh, chiết xả ra ánh sáng lợi hại. Tưởng Vĩ Quốc ngồi ở sau xe, hơi nghiêng mặt tươi cười, trò chuyện với chủ tịch hiệp hội rượu vang, nghe nói địa phương cách khách sạn của chúng ta không xa có phong thổ cực giống vùng Bóc Đô, tôi đã hết sức kinh ngạc lại không nghĩ đến chủ tịch tiên sinh tin tức linh thông như vậy. Thật bội phục, bội phục. Chủ tịch hiệp hội rượu vang ngồi cạnh Tưởng Vĩ Quốc cũng tươi cười, dùng giọng điệu có chút nhiệt tình, nói, người Pháp chúng tôi luôn luôn si mê rượu Bóc Đô càng vì có được mảnh đất thần kỳ kia mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì đó là lễ vật thượng đế ban tặng cho chúng tôi. Tự chúng tôi đều cho rằng trên thế giới này không có khả năng tồn tại địa phương nào có được phong thổ như Bắc Đô, cũng sẽ không thể phục chế. Nhưng trong thời gian chúng tôi đến đây lại nghe nói có một mảnh đất như thế, tự nhiên cảm thấy hết sức thần kỳ và kinh ngạc. Nếu như thật sự tồn tại mảnh đất này tại Trung Quốc thì giới nho nghiệp nhất định sẽ xảy ra biến hóa lật trời. Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này thì hơi cười, khẽ nâng mí mắt, liếc về phía Trang Tĩnh Vũ vẫn đang ngồi trầm mặc, ông ta từ lúc tới đến nay vẫn trầm mặc như vậy giống như có tâm sự nặng nề. Tưởng Vĩ Quốc liền tỏ vẻ không vui, trầm giọng gọi Tĩnh Vũ. Trang Tĩnh Vũ vẫn như cũ ngồi cạnh cửa sổ xe, đôi mắt xoay vòng mấy phần khẩn trương, nhớ tới sáng nay mới vừa trở lại khách sạn sau khi chơi cờ cùng dai dai thì nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc đang đi cùng đám thành viên hiệp hội rượu vang, bao gồm Vitus, Lauren, còn có gióc phu nhân đông đảo mọi người đi ra khỏi khách sạn đang muốn đi đến chủ nho giàu có họ chu. Ông còn chưa kịp hỏi phát sinh chuyện gì thì đã bị tưởng vĩ quốc kêu cùng lên xe, chuẩn bị xuất phát. Tính vũ, thanh âm hơi cao bên trong buồng xe vang lên. Bí thư trưởng thoáng cái nhìn về phía trang tính vũ. Ơ, ờ, trang tính vũ lúc này mới hơi cười, vươn tay nhẹ chỉnh âu phục, nhìn về phía tưởng vĩ quốc. Nghĩ cái gì mà bộ dáng như vậy, tưởng vĩ quốc nhìn về phía trang tính vũ nhàn nhạt hỏi. Ahat, trang tính vô tức khắc mặt bộc lộ mấy phần xin lỗi, lại giả vờ nhẹ nhõm cười, nhìn về phía tưởng vĩ quốc cùng chủ tịch hiệp hội giải thích tôi kỳ thực. Không quá tin quốc nội chúng ta có mảnh đất có phong thổ như vùng Bóc Đô bởi vì đây căn bản không phù hợp logic vỏ trái đất. Mặc dù Trung Quốc chúng ta đất rộng của nhiều, đặc sắc gì đó không thiếu nhưng Bóc Đô đúng là địa phương mê người mà thần bí. Không có khả năng phục chế. Chủ tịch hiệp hội rượu vang nghe lời này, mỉm cười. Tưởng Vĩ Quốc cũng từ chối cho ý kiến, cuộc đời của ông chưa từng có không có khả năng, chỉ thấy ông bộc lộ thái độ có thể phục chế hay không đi tới đó nhìn sẽ biết. Đoàn xe hàng hàng chạy qua khiến con đường ngô đồng trở nên bụi bặm. Lãnh mặc hàn đợi đoàn xe chạy xa lúc này mới ngẩng đầu nhìn về đoàn xe hơn 10 chiếc phía trước, tập trung nhìn kỹ bảng số xe kia, tuy không phát hiện khác thường nhưng lại vẫn như cú cảm giác có chút không ổn. Đôi mắt hắn xoay vòng, tay nắm thành quyền muốn gọi điện thoại nhờ đám người Đỗ Uy cẩn thận kiểm tra đối một chút nhưng bởi vì từ khi tới đây, đám người Đỗ Uy đã vì an toàn của đường Khả Hinh mà khởi động vệ tinh quấy nhiễu hệ thống cho nên trừ phi có dãy số đặc biệt của đường Khả Hinh nếu không các thiết bị thông tin di động toàn bộ đều là số 0. Nghĩ tới đây, lãnh mặc hàn lập tức bước nhanh hơn nhanh chóng rẽ vào đường nhỏ đi về hướng Chu Gia. Muốn tới đó để kiểm tra một chút. Lúc này là giữa trưa, trong thôn rất nhiều tiểu hài tử nhao nhao chạy ra đùa nghịch, thậm chí theo ba mẹ cùng đi đến chu gia làm tán công, giống như công nhân thời vụ trong vườn nho. Nhưng có một tiểu nam hài vừa mới cao hứng bừng bừng muốn chạy trốn qua đường hầm tiến vào nho viên thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động dị thường dễ nghe. Đôi mắt hắn mở to chợt sáng ngời, xoay người rất tò mò nhìn khắp nơi xung quanh tìm kiếm nơi tiếng chuông từ đó truyền ra. Nhìn trái nhìn phải, tiểu nam hài cư nhiên phát hiện chuông điện thoại di động là từ phía dưới một mô đất nhỏ truyền ra, phía trên mô đất còn cắm một cây gậy gỗ, hắn liền rất tò mò chạy tới, ngồi xổm xuống vươn hai tay đào đào thì thấy được một cái điện thoại di động. Tiểu Nam hài ánh mắt sáng ngời, rất vui vẻ tức khắc cầm lấy di động, phát tay kêu to, mẹ, con đào được một cái điện thoại di động. Lúc này, một vị phụ nhân đứng dưới giàn nho đang dùng túi nhỏ trong suốt bọc lấy từng chùm nho no đủ, nghe thấy con trai gọi bà liền xoay người, nhìn về phía con trai tay cầm một chiếc di động màu đen vui vẻ hướng bà phát tay bà lập tức nói, "Di động này đào được từ đất Chu gia con nhanh nhanh trả lại Chu gia ra, ra đi." "Dạ dạ dạ," Tiểu Nam hài vừa nghe lời này liền cũng nhu thuận cầm di động như chú khỉ nhỏ chạy nhảy về phía Chu gia. Lúc này, Lãnh Mặc Hàn đã quay trở lại tiền viện Chu gia, nhìn thấy đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hành biết chuyện anh và Tiểu Nhu thì cực kỳ vui vẻ, nhất là Chu Trường Dũng, càng cười ha ha, vô cùng đắc ý hài lòng vỗ vai con rể, hết sức cao hứng nói, "Ta nói con gái của ta là đứa nhỏ phúc khí, hai người các con chính là có duyên phận, mặc hàn con sau này có thời gian nhất định phải thường đến. Chúng ta uống rượu với nhau. Lãnh mặc hàn đứng ở một bên cũng mỉm cười tôn tôn kính kính gật đầu nói, bác Chu xin bác yên tâm. Tiểu Nhu cho dù có đi Pháp con cũng sẽ an bài người tốt qua bên đó bảo hộ cùng chiếu cố cho em ấy. Tương lai con cũng sẽ thường xuyên đến thăm bác cùng bác gái, còn có chị gái, anh rể. Lời này vừa ra, Lâm Phượng Kiều, chu tiểu tình còn có đám người trương hoa tất cả đều nhao nhao vui sướng cười rộ lên ha 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 chu trường dũng càng cười đến tâu toét lại vươn tay kéo vai lãnh mặc hàn nói tốt tốt con sau này nhất định phải thường đến từ nay về sau con chính là con rể chu trường dũng ta tất cả của ta hết thảy tất cả đều tùy con dùng tự nhiên dùng bác khách khí rồi lãnh mặc hàn chỉ nhàn nhạt cười bác có thể gả tiểu nhu cho con chính là phúc khí lớn nhất trong cuộc đời con tiểu nhu để lại khế đất con nơi này trả lại cho bác chuyện khế đất chúng ta bàn lại sau chu trường dũng lại kéo vai lãnh mặc hàn lập tức cảm xúc dâng trào nhìn về phía thôn dân đang nhiệt liệt chạy đến nhất thời hài lòng vỗ bộ ngực kêu to hôm nay chu gia tôi rất vui vẻ con gái tôi mặc dù xuất ngoại thế nhưng lại tìm được một người con rể hết sức hài lòng cho tôi đây là hỷ sự thiên đại hỷ sự, để ăn mừng hỷ sự này. Chu gia tôi bày tiệc mời thôn ba ngày ba đêm, đem tất cả những thứ tốt nhất toàn bộ dùng để chiêu đãi mọi người. Trương Hoa, chuẩn bị bàn. Được à, Trương Hoa tức khắc tươi cười đi chuẩn bị. Lãnh mặc hàn vừa mới muốn ngăn cản Chu Trường Dũng lập tức bị mấy người tô lạc hành và lâm sở nhai thoáng cái nhào tới trên người, kéo bờ vai của anh, hài lòng cười to tiểu tử cậu. Thật vô dụng, đuổi theo người ta lại con để cho người ta chạy thật đúng là a à, tào anh kiệt cũng thoáng cái nhào tới trước mặt lãnh mặc hàn vươn tay kẹp chặt cổ anh khiến anh hít thở không thông mới cười rộ lên nói con rể chu nửa người dưới cậu không được dùng có phải rất ủy khuất hay không a à? đi đi lãnh mặc hàn bị bọn họ làm cho không thở nổi nhanh chóng thoát khỏi tay bọn họ lúc cậu vừa chạy đi thật là khẩn trương chết tôi tôi rất sợ cậu tìm không được a à. tôi lạc hoành lại nhào tới trước mặt anh kẹp cổ lại muốn đùa anh lúc này Viện Tiền Chu gia đã vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người tới chúc mừng Chu Trường Dũng, Lâm Phượng Kiều càng làm mừng rỡ không khép miệng chào hỏi khách khứa, Trương Hoa thậm chí nghe theo cha vợ phân phó gọi điện thoại thông báo cho họ hàng Chu gia đến uống rượu. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng của một tiểu nam hài cầm di động chạy tới, kêu to Chu gia. "Chu gia, chúng cháu đào được di động trên đất của bác." Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao kỳ quái nhìn phía trước. Mấy người Lãnh Mặc Hàn cũng xoay người liền phát hiện tiểu nam hài tay cầm di động kia chính là di động của Trang Hạo Nhiên ngày đó chôn dưới đất. Đây là di động của ai? Chu Trường Dũng kỳ quái nhìn về phía di động màu đen, hỏi. Tổng tài chúng tôi, Lãnh Mặc Hàn lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng đi tới cầm di động lên, vừa nhìn liền thấy cuộc gọi của Tưởng Thiên Lỗi, anh lập tức ấn phím nhận cuộc gọi nghe, alo. Tưởng tổng tài. Một chiếc xe Rolls-Royce màu bạc như mũi tên lao về phía trước. Tưởng thiên lỗi cầm di động hai mắt chợt lóe, rốt cuộc có người nghe điện thoại nhưng anh lại nghe được thanh âm của lãnh mặc hàn, mặt tức khắc lửa giận mút trời mang theo khí thế tổng tài chưa từng có phẫn nộ kêu to tập đoàn hoàn á hơn 120 vạn công nhân. Một tổng tài, bốn phó tổng tài, cư nhiên vào lúc nguy cấp một cũng không thấy mặt, thuê các cậu có ích lợi gì. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1150